không khỏi cười lạnh, Trác Phàm lông mày nhíu lại, hung hăng chừng nàng liếc một chút, chẳng lẽ ngươi vừa mới không nghe thấy vị tiền bối kia sở thuyết sao? Gặp phải không nhà để về. Bốn phía lắc lư, Cổ Tam Thông ngay sau đó tiếp một câu. Tặc mi thử nhãn, đầu trâu mặt ngựa, có tật giật mình người. Cái này hai cha con một đáp một hát, chăm chú nhìn nữ tử kia, đồng nói, cũng là người khả nghi, toàn diện nộp lên Phi Vân Vương phủ. Chúng ta bây giờ đem ngươi đuổi đi ra, đã là rất tiện nghi ngươi. Vừa dứt lời, Trác Phàm hai người đã là đồng loạt ra tay, trong nháy mắt liền đem nàng ném ra ngoài cửa, sau đó ngay sau đó liền muốn đem cẩn trọng cửa lớn đóng lại. Bỗng dưng bị hai người ném ra, nữ tử kia bất giác sững sờ, sau đó lật lên thân thể, lại chỉ thấy cái kia cửa chính đã một tiếng cọt kẹt liền muốn đóng lại, không khỏi trong mắt đột nhiên phát lên một cơn tức giận, vừa nhấc chân, nhất thời ba một tiếng, liền đem cái kia cửa chính cho cứ thế mà đá văng ra. Ngay tại đẩy cửa Trác Phàm hai người, cũng là giả bộ lấy bị cái này một cự lực chấn động đến lùi lại ba bốn bước, mới miễn cưỡng dừng thân lại, một mặt kinh hoàng nhìn về phía trước người kia, cả kinh kêu lên, ngươi, ngươi muốn làm gì, Phi Vân Vương phủ hộ vệ nhưng là liền tại phụ cận đâu. Hừ, bọn họ tại phụ cận thì thế nào, ngươi tin hay không, bọn họ đang đuổi trước khi đến, phụ tử các ngươi hai người đã sớm mất mạng. Hung hăng nhìn hắn chằm bọn hắn, nữ tử kia tức giận nói. Thân thể bất giác chấn động, Trác Phàm giả bộ có chút sợ hãi, sau đó nhất thời biến thành một bộ khóc tang mặt, kêu gào nói, đại tỷ, chúng ta trước kia không oán, ngày nay không thù, hai cha con chúng ta phiêu bạt mấy năm, thật vất vả đi vào Trung Châu khu vực, né tránh Tây Châu truy sát, đang muốn bắt đầu tân sinh hoạt, cũng không muốn lại liên lụy đến hắn nguy hiểm trong sự tình. Tuy nhiên không biết ngài có phải không cùng Phi Vân Vương phủ muốn đuổi bắt người có quan hệ, nhưng bảo hiểm là lớn. Vẫn là xin ngài mau rời khỏi đi. Thì xem ở chúng ta cứu ngươi nhất mệnh phân thượng, còn xin đừng nên liên lụy chúng ta, được không? Thân thể hơi hơi run run, nữ tử kia thật sâu nhìn Trác Phàm hai người liếc một chút, khẽ cắn môi son, trong lòng một trận do dự. Thế nhưng là chờ một lúc, nàng lại là đột nhiên hỏi ra một vấn đề khác, uy, ngươi vừa mới nói cái kia cố sự. Là thật sao? Cái gì cố sự? Cũng là ngươi cùng thê tử ngươi. Thật bị tông môn chia rẽ, thê tử ngươi hiện tại thế nào? Trầm ngâm một chút, nữ tử kia đạm mạc lên tiếng. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm không nghĩ tới nàng lại sẽ ở cái này bước ngoặt nguy hiểm, còn hỏi loại vấn đề này, thế nhưng là không thể không nói, đây cũng là chính cũng hỏi Trác Phàm điểm đau. Suy nghĩ rất lâu, Trác Phàm không khỏi bỗng dưng suy cười rộ lên, làm sao có thể là thật? Vừa mới vì không bị ngươi liên lụy, ta bất quá tại giả tạo nói dối lừa bọn họ mà thôi. Thực là ta vì được đến càng nhiều lợi ích, càng tốt hơn tiền đồ, vứt bỏ ta thê tử, cảm thấy nàng quá vướng bận, chỉ thế thôi. Nàng hiện tại qua được rất an ổn. 3. Thế nhưng là còn không đợi hắn nói tiếp, nữ tử kia đã là một bàn tay hung hăng hô tại trên mặt hắn, mặt mũi tràn đầy nộ khí. Kẻ đồi bại, hôm nay ta trước hết thay thê tử ngươi làm thịt ngươi. Đinh một tiếng, nữ tử kia đã là lại lấy ra một thanh thanh ngọc trường kiếm. Một kiếm chỉ hướng Trác Phàm. Nghi đầu lắc một cái, Trác Phàm vội vàng giả bộ khoát tay một cái nói, khoan 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 khoan, ngươi dám ở cái này động thủ, Phi Vân Vương phủ người nghe đến, ngươi cũng chạy không. Lại nói, ta thế nhưng là ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi muốn ra tay với ta, cũng là lời oán báo ân. Hừ, hôm nay trước tha cho ngươi, nhưng về sau đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Trường kiếm trong tay run nhẹ nhẹ, nữ tử kia trầm ngâm nửa ngày. Cuối cùng cắn răng một cái, gầm thét lên tiếng, sau đó quay người lại cấp tốc biến mất bóng người, người hỗn đản này ngốc địa phương, bản cô nương một khắc đều không muốn để lại, miễn cho bẩn bản cô nương thân thể. Nhìn lấy cái kia đen nhánh bầu trời đêm, đã không thấy nữ tử kia bóng người, bên tai chửi mắng, cũng dần dần biến mất, Trác Phàm hai người liếc nhìn nhau, cuối cùng lộ ra một đạo tà dị tiếu dung. Lão cha, thật vất vả cứu sống Tuyến, cứ như vậy để cho nàng đi, không đáng tiếc sao. Đi, nàng có thể đi đến chỗ nào đi? Nhìn lấy Cổ Tam Thông nghi hoặc ánh mắt, Trác Phàm không khỏi lông mày nhíu lại, cười khẽ một tiếng, chẳng lẽ ngươi quên, vừa mới những hộ vệ kia là tới làm gì sao? Dần dần điều tra, xác định vị trí điều tra, đoán chừng Phi Vân Vương phủ là muốn đem chọn cái thành trì, mỗi khắp ngõ ngách đều nghiêm mật giám thị lên, để mỗi một cái trong thành cư dân, đều trở thành vương phủ ánh mắt, mà khách sạn những thứ này lưu động tràng sở, thì là cường điệu giám thị. Cứ như vậy,
lưu động nhân viên căn bản không có chút nào chỗ ẩn giấu. Nàng muốn đi, ha ha ha, chỉ cần nàng còn tại Phi Vân Thành bên trong, sớm muộn còn phải về tới đây. Hiện tại, nàng đã mất đường có thể đi. Thật sâu liếc hắn một cái, Cổ Tam Thông gật gật đầu, nhưng vẫn còn có chút không hiểu, thế nhưng là đã như vậy, chúng ta vì sao còn muốn đem nàng đuổi đi? Đây không phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Không không không, đây là tâm lý chiến bước đầu tiên, vờ tha để bắt thật. Chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm trong mắt tinh mang lóe lên, thăm thẳm lên tiếng, đem nàng đuổi đi, không phải vì nàng, mà chính là vì phía sau nàng người. Người có thể suy nghĩ một chút, chúng ta là cứu nàng người, nếu là lại thuận thế giúp nàng che giấu thân phận, không phải rất dễ dàng bị người hoài nghi, chúng ta khác có ý đồ sao? Có lẽ phía sau hắn người biết việc này, sẽ cảm thấy chúng ta cùng Phi Vân Vương Phủ là một đám, đang dẫn dụ bọn họ mắc câu, chúng ta đem rất khó chiếm được bọn họ tín nhiệm. Nhưng bây giờ không giống nhau, chúng ta đem nàng đuổi đi, tựa như một đôi nhát gan sợ phiền phức người tu bình thường, cứu nàng cũng bất quá là vừa vặn đụng tới, lâm thời nảy lòng tham thôi. Cứ như vậy, những người kia bị Phi Vân Vương Phủ bức gấp, không đường có thể trốn, hội càng nghĩ đến hơn đến bọn họ nơi này, sử dụng chúng ta. Nhưng trên thực tế, lại là chúng ta chuẩn bị muốn sử dụng bọn họ. Âm dương chuyển đổi, mưu lược trong lòng, mỗi một chi tiết nhỏ, đều muốn tính kế ở bên trong, mới có thể trăm chiến không thua. Trong lòng không sai gật đầu, Cổ Tam Thông nhạt cười một tiếng, thì ra là thế, người biết nàng đi không thành, mới cố ý thả nàng đi a, đến đem nàng người phía sau dẫn ra. Ha ha ha, đúng vậy a, sớm muộn hội dẫn ra. Bất giác nhạt cười một tiếng, Trác Phàm cất bước hướng về phía trước, chậm rãi đem cái kia cẩn trọng cánh cửa đóng lại, sau đó nắm Cổ Tam Thông tay nhỏ liền hướng hậu viện đi đến, tiểu tam tử, gần nhất ba ngày đều đến chỗ nào điên đi, đều không gặp được ngươi cái bóng. Liền đến trong thành đi loanh quanh, bất quá người ta nhìn ta là hài tử, rất nhiều nơi không thể đi, ngươi nói với ta lại không thể xông vào, cho nên. Vậy ta mang ngươi, ngày mai đi xem một chút. Thật, đương nhiên. Chúng ta bây giờ chỉ cần chờ tin tức là được, có thể tốt thật dễ dàng một trận, ha ha ha. Không khỏi khẽ cười một tiếng, Trác Phàm nhìn về phía Cổ Tam Thông lộ ra vui vẻ nụ cười. Cổ Tam Thông cũng là một trận hô quát, vui vẻ không thôi, hiển thị rõ hài đồng bản tính. Ngày thứ hai, Trác Phàm mang theo Cổ Tam Thông đi khắp Phi Vân Thành các đại danh thắng cổ tích, cực kỳ vui đùa, cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không đề cập tới, chỉ là tại chuyên chú du ngoạn. Ngày thứ ba, Trác Phàm mang theo Cổ Tam Thông ăn khắp toàn thành quà vặt, mỹ vị món ngon, hưởng thụ lấy cha con ở giữa sung sướng thời gian. Đối với bọn hắn chuyến này kế hoạch, lại là không để ý chút nào. Kết quả là, ngày thứ tư, ngày thứ năm, bọn họ đều là tại tùy tiện vui thích bên trong vượt qua, thẳng đến ngày thứ 10 đêm khuya, Cổ Tam Thông một mặt hưng phấn mà trở lại viện tử, Trác Phàm cũng là đầy mặt vui vẻ đi theo sau. Nhưng là xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, lại là làm bọn hắn không khỏi nhất thời khẽ giật mình. Chỉ thấy giờ này khắc này, tên kia 10 ngày trước đi xa thiếu nữ, lần nữa xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Chỉ bất quá bây giờ vị nữ tử này, lại là phong phong phốc phốc, không còn phục trước kia phong thái, thần sắc có chút uể oải. Nhìn thấy Trác Phàm ánh mắt hai người bọn họ, cũng là đã xấu hổ, lại tâm thần bất định. Da mặt có chút co lại, Trác Phàm trong lòng đã không sai. Nhưng trên mặt lại là lộ ra vẻ kinh ngạc, hét to lớn tiếng, đại tỷ, ngươi tại sao lại đến? Không được kêu gọi. Đinh một tiếng, nữ tử kia nhất thời xuất ra cái kia thanh thanh ngọc trường kiếm, chỉnh chỉnh chỉ hướng Trác Phàm phương hướng, trong mắt có xấu hổ, nhưng càng nhiều là hung ác mang, cắn răng quát to, nghe lấy, từ giờ trở đi, ta thì ở tại nơi này, các ngươi không cho phép đuổi ta đi, cũng không cho đi Phi Vân Vương Phủ báo tin. Nếu không mà nói, các ngươi đừng mơ có ai sống. Quả nhiên, nhà đầu này bị buộc gấp, vẫn là không thể không trở lại. Hai cha con liếc nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ, trong lòng cùng nhau một trận sùi cười rộ lên. Phi Vân Thành nhiều như vậy dung hồn cao thủ tuần tra, ngươi một cái hóa hư bát trọng có thể chạy đến nơi đâu. Hiện tại còn không phải ngoan ngoãn trở về muốn chiếm diện tích, thế mà còn chẳng biết xấu hổ ăn cướp lên, theo bọn lưu manh thổ phỉ không khác. Sớm biết như thế, ngươi khi đó làm gì cứng như vậy khí rời đi. Không phải mình đoạn chính mình đường a, ha ha. Thật sâu liếc nhìn nàng một cái, Trác Phàm cũng là thở dài lên tiếng, cô nương, trở về thì trở về a, không cần đến đối với chúng ta hai cha con hô quát đi.
Tuy nói ta là không muốn chọc không tất yếu phiền phức, nhưng đã hai cha con chúng ta tánh mạng đều bị cô nương cầm giữ được, ta cũng không có cách nào. Ai, chẳng qua là ban đầu cái kia dịu dàng động lòng người tiểu cô nương, bất quá 10 ngày mà thôi, làm sao lại biến thành như thế mạnh như vậy đoạt địa bàn mẫu dạ xoa. Thân thể nhịn không được run run, nữ tử kia nhìn xem mình bây giờ bộ này không thèm nói đạo lý bộ dáng, cái mũi nhịn không được chua chua, lại là có chút chua xót lên, trên mặt tràn đầy ủy khuất chi sắc. Ngươi còn có mặt mũi nói, còn không phải là bởi vì ngươi, đem ta đuổi đi ra. Trong mắt đã tràn đầy vũ khí, nữ tử kia nức nở liên tục, ngươi biết này 10 ngày ta làm sao qua a, cùng chuột qua phố giống như, sợ gặp gỡ Phi Vân Vương phủ đám người kia. Khách sạn đi không, trốn ở trong nhà người khác cũng rất dễ dàng thì bị phát hiện báo cáo. Phi Vân Thành lớn như vậy, ta lại tìm không thấy một cái đặt chân địa phương, suốt ngày cũng là đang không ngừng chạy trốn, lo lắng hãi hùng. Ta nếu là không về nữa, ta liền bị bọn họ bắt được. Ngươi còn nói ta là mẫu dạ xoa. Ô ô, nói, nữ tử kia đã là nhịn không được buồn bực thanh âm khóc ồ lên. Trác Phàm gặp này, trong lòng một trận lắc đầu bật cười. Thực lúc trước hắn đem nàng đuổi đi ra, còn có tầng thứ hai ý tứ. Chỉ có để cho nàng ở bên ngoài cảm thấy tuyệt vọng, nàng mới có thể an tâm lưu tại chính mình cái này khu vực lên. Nào, gian phòng này còn giữ lại cho ngươi, về sau ngươi ở nơi này a, biểu muội. Một tiếng cọt kẹt, mở ra một cánh cửa, Trác Phàm chỉ cái kia trước kia chữa thương cho nàng, hiện tại vẫn như cũ không nhuốm bụi trần chỉnh tề gian phòng, nói đùa giống như cười nói. Hơi hơi co rúm một chút cái mũi, nữ tử kia thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, trong lòng bỗng dưng một trận ấm lòng, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Tại kinh lịch bên ngoài vậy được chăn trời chó truy mèo cắn thời gian, lần nữa trở lại cái này nàng đã từng an tâm dưỡng thương khu vực, không lý do, đúng là trong lòng một mảnh ấm áp. Tựa hồ nơi này, chính là nàng tránh thức nhà một dạng. Đạm Mạc phất phất tay, làm ra một cái mời tư thế, để cho nàng đi vào, Trác Phàm quay người lại. Chậm chậm rời đi nơi này. Nhìn lấy cái kia dần dần biến mất bóng lưng, nữ tử kia trầm ngâm một chút, lại là đột nhiên kêu lên, mấy ngày nay, ta nhìn thấy ngươi cùng ngươi nhi tử đi phiên chợ du ngoạn. Thân thể hơi chậm lại, Trác Phàm nhướng mày, chuyển qua đầu, nhìn về phía nàng, thế nào, không được sao. Ngươi đối lệnh lang, thật tốt, nhìn chằm chằm hắn, nữ tử kia thăm thẳm lên tiếng, các ngươi này 10 ngày đến, tại Phi Vân Thành các nơi du ngoạn, có thể nhìn ra được. Các ngươi là một đôi hòa hợp cha con. Nghi đầu lắc một cái, Trác Phàm một mặt kỳ quái, đó là đương nhiên, ta là hắn lão tử, cái này có cái gì không đúng sao? Thế nhưng là ngươi nói ngươi vứt bỏ thê tử. Trong mắt mang theo hồ nghi, nữ tử kia đầy mặt nghi ngờ nói, lấy ngươi đối với nhi tử lo lắng, không cần phải lại là cái đối mẫu thân hắn làm ra như thế sự tình người a. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm không khỏi bật cười một tiếng, nữ nhân là nữ nhân. Nhi tử là nhi tử, nam nhân trên một điểm này được chia rất rõ ràng. Ngươi một cái chưa phá thân thể chim non, có thể biết cái gì? Trợn mắt một cái, Trác Phàm từ chối cho ý kiến rời đi, chỉ là tại hắn rời đi trong nháy mắt, trong mắt lại là bất đắc dĩ toát ra vẻ đau thương, khẽ than dao động cái đầu. Trong mắt chừng một cái, nữ tử kia gặp Trác Phàm như thế trêu chọc chính mình, trong lòng giận dữ, nhưng là nghĩ lại có chút kỳ quái. Trác Phàm thái độ xử sự thay đổi thất thường, thay đổi trong nháy mắt, không để cho nàng cấm càng phát giác người này thần bí, tựa hồ sau lưng có cái gì ẩn tình đồng dạng. Nghĩ như vậy, nữ tử kia chưa có trở lại gian phòng của mình, mà chính là xoay người một cái, lại hướng về hậu viện phương hướng bước đi. Trăng sáng giữa trời, trăng sáng sao thưa. Tại khay bạc giống như trăng sáng chiếu rọi xuống, hậu viện một tòa trước bàn đá, Cổ Tam Thông đang đem chơi lấy một cái mộc điêu đồ chơi. Có chút vui vẻ. Tuy nói hắn hiện tại đã hơn 300 tuổi, nhưng hài đồng tâm tính một mực chưa phai mờ. Riêng là mấy ngày nay, Trác Phàm để xuống nhiệm vụ, bồi tiếp hắn du ngoạn toàn bộ thành trì, thật để hắn cảm nhận được đã lâu tình thương của cha, cũng kích thích lên cái kia chôn giấu rất lâu đồng chân, đúng là quấn lấy Trác Phàm, mua rất nhiều 7-8 tuổi trẻ em mới có thể tiếp xúc đồ chơi. Giờ này khắc này, hắn đang dùng tâm chơi đùa, lại là chợt nghe một đạo tiếng xé gió lên. Một đạo uyển chuyển bóng người đã là đột nhiên đi vào hắn sau lưng. Nghi đầu hơi hơi lắc một cái, Cổ Tam Thông trong nháy mắt phát giác, nhưng lại làm bộ không có phát hiện giống như, tiếp tục trong tay vuốt vuốt. Ai bảo Trác Phàm một mực yêu cầu hắn, muốn giả bộ thành một cái bình thường hài tử đâu.
Cổ Tam Thông, đúng không? Bất giác khẽ cười một tiếng, nữ tử kia một mặt đùa hài tử nụ cười đi vào bên cạnh hắn, xem hắn trong tay đồ chơi, cả kinh kêu lên, oa, thật xinh đẹp a, cha ngươi mua cho ngươi. Lạnh lùng liếc nàng một cái, Cổ Tam Thông từ chối cho ý kiến, có lời nói mau nói, có dám mau thả, không có việc gì trở về phòng ngủ ngon. Ách, không khỏi trì trệ, nữ tử kia nhất thời bị nghẹn đến không nhẹ, da mặt nhìn không được hung hăng co rút lấy, hiện tại tiểu quỷ, làm sao đều như vậy chảnh a? À không, chắc là không có quan hệ gì với hài tử, cái gọi là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, cái này nhất định là hắn lão tử ảnh hưởng, lão nương nhịn. Trong lòng đè xuống cái kia cơn tức giận, nữ tử kia chỉnh một chút khuôn mặt, không khỏi lần nữa cười khẽ một tiếng, Tam Thông, đối tỷ tỷ không thể nói như vậy, thật không có lễ phép nha. Đối với một cái vừa mới còn tại nâng kiếm làm thịt cha con chúng ta nữ nhân, tiểu gia đối ngươi giảng cái dám lễ phép. Bất giác nhẹ hừ một tiếng, Cổ Tam Thông từ chối cho ý kiến. Phốc, kém chút không có một miệng lão huyết phun ra ngoài, nữ tử kia đã là tức giận đến toàn thân phát run. Thật sự là có cái gì dạng cha, thì có cái gì hình dáng tử a, cái này hai cha con nói chuyện thật sự là không có một cái ôn hòa, tất cả đều kẹp thương đeo gậy, có thể đem ngươi tức chết đi được. Bất quá cái này không sao cả, đều là lão tử vấn đề, không có quan hệ gì với hài tử, lão nương nhịn. Da mặt hơi hơi co rút lấy, nữ tử kia lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, nhìn lấy Cổ Tam Thông nói, hài tử, mình có thể thật dễ nói chuyện sao? Tỷ tỷ cũng là muốn hỏi ngươi cái vấn đề tới. Có lời nói mau nói, có dám mau thả, liếc xéo nàng liếc một chút, Cổ Tam Thông không chút phật lòng, đạm mạc lên tiếng. Lửa giận trong lòng lần nữa phát lên, nữ tử kia cắn chặt hàm răng, nuốt xuống, ha ha nói, ha ha ha. Tiểu hài tử rất có cá tính, vậy tỷ tỷ thì gọn gàng làm hỏi ngươi a, cha ngươi thật vứt bỏ mẹ ngươi. Thân thể hơi chậm lại, Cổ Tam Thông dừng lại chơi đùa đồ chơi, qua rất lâu, mới lại phối hợp đem làm lên, gật gật đầu, lạnh lùng nói, vâng. Không khỏi khẽ giật mình, nữ tử kia trên mặt lộ ra có chút thất lạc, nàng không nghĩ quả là dạng này a. Vậy ngươi thích ngươi nương sao? Thích lắm. Vậy ngươi cha làm như vậy, ngươi không hận cha ngươi? Không hận. Vì cái gì? Không khỏi lần nữa sững sờ, nữ tử kia lần nữa ngạc nhiên nói. Bỗng dưng trầm mặc xuống, Cổ Tam Thông yên tĩnh mà nhìn xem trong tay đồ chơi, lại là than nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, nếu như ta cha kiên chỉ cùng ta nương ở chung một chỗ, mẹ ta liền sẽ chết, ngươi cảm thấy hắn nên làm như thế nào? Cái gì? Thân thể nhìn không được chấn động, nữ tử kia trong nháy mắt ngây người. Tiểu Tam Tử, còn tại hậu viện chơi cái gì? Ngươi cái tuổi này, lúc này nên ngủ a. Đúng lúc này, Trác Phàm hét lớn cũng là đột nhiên vang lên. Cổ Tam Thông không tiếp tục nhìn nữ tử kia liếc một chút, bỗng nhiên hướng Trác Phàm gian phòng đi đến, cha ta gọi ta trở về. Nhìn lấy Cổ Tam Thông cái kia tuổi còn nhỏ, lại dị thường kiên nghị bóng lưng, nữ tử kia không khỏi ngơ ngác. Tử như cha giống, hai tử còn như vậy, chớ nói chi là làm lão tử. Người kia, không hề giống mặt ngoài nhìn đến như vậy không chịu nổi a. Một phương diện khác, Cổ Tam Thông đi vào gian phòng về sau, Trác Phàm chính lẳng lặng mà ngồi tại trước bàn, bất đắc dĩ liếc hắn một cái, chán nản nói, cùng nữ oa kia nói nhiều như vậy làm gì. Không có gì, chỉ là không nghĩ nàng mỗi lần nhìn thấy ngươi, luôn luôn vô duyên vô cớ mắng ngươi. Nàng chửi liền chửi tốt, dù sao ta không phải người tốt lành gì, cũng không ít bị mắng. Nhưng là ta không muốn nghe đến có người mắng ngươi, ngươi thế nhưng là cha ta a. Thật sâu hít một hơi, Cổ Tam Thông buồn bực ngán ngẩm bò lên giường, sâu xa nói, trước kia người nào phải mắng ngươi, ta liền đánh người đó, hiện tại ngươi không cho ta động thủ, ta chỉ là muốn bên tai thiếu nghe một số người khác đối cha chửi rủa. Thân thể hơi hơi một trận, Trác Phàm thật sâu liếc hắn một cái. Vui vẻ gật đầu, con trai ngoan. Sáng sớm ngày thứ hai, Trác Phàm cùng Cổ Tam Thông đi qua một đêm tu luyện, sảng khoái tinh thần, mở ra cánh cửa, lần nữa đi ra ngoài. Cổ Tam Thông một mặt ý cười, nhìn về phía Trác Phàm nói, lão cha, nhà đầu kia đều trở về, chúng ta còn muốn tiếp tục đi tùy tiện chơi đùa sao? Đương nhiên, chúng ta càng nhẹ nhõm tự tại càng tốt, dù sao cá lớn còn chưa lên, móc câu, ha ha ha. Không khỏi khẽ cười một tiếng. Trác Phàm gật gật đầu. Nghe được lời này, Cổ Tam Thông một tiếng kêu gọi, nhất thời nhảy cẫng hướng ngoài cửa chạy đi,
hưng phấn mà giống đứa bé. Trác Phàm nhìn thấy, cũng là khẽ gật đầu, hưởng thụ lấy cái này khó được cha con vui thích. Thế nhưng là đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp lại là bỗng dưng cản tại trước mặt bọn hắn, định thần nhìn lại, lại chính là nữ tử kia không thể nghi ngờ. Trên mặt có chút kỳ quái, Trác Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, người muốn làm gì? Ta cùng tiểu tam tử chính muốn đi ra ngoài. Vậy thì thật là tốt, mang theo ta thôi. Dương Dương xinh đẹp, nữ tử kia một mặt vui cười. Nghi đầu lắc một cái, Trác Phàm hồ nghi nói, mang lên ngươi. Vì cái gì? Đúng vậy a, cha con chúng ta hai người đi du ngoạn, dựa vào cái gì mang lên ngươi? Mất hứng, hừ, cổ tam thông cũng là nhất thời lộ ra một bộ ghét bỏ khuôn mặt, khinh thường bĩu môi. Hướng về phía cổ tam thông nhăn nhăn cái kia khả ái mũi ngọc tinh xảo, làm cái mặt quỷ, nữ tử kia lại nhìn về phía Trác Phàm, hùng hồn nói ta làm sao biết các ngươi sau khi rời khỏi đây có thể hay không đến Phi Vân Vương phủ tố giác ta. Cho nên, ta nhất định phải toàn bộ hành trình giám thị không thể. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm trầm ngâm một chút, không khỏi lộ ra một cái không sai đường cong, gật gật đầu. Tốt, đã cô nương nguyện ý. Cái kia liền theo chúng ta hai cha con cùng một chỗ a, chỉ cần ngươi không sợ hiểu lầm. Hiểu lầm? Mi đầu lắc một cái, nữ tử kia không rõ ý. Nhếch miệng lên, Trác Phàm lộ ra một cái tà dị đường cong. Nửa canh giờ về sau. U, cổ tiên sinh, ngài lại mang theo lệnh lang đến đây du ngoạn a, ngài thật đúng là một vị người cha hiền lành a, vậy mà liên tiếp 10 ngày hầu ở hài tử bên người. Lần này càng tốt hơn, liền phu nhân đều mang đến. Đúng vậy a, tôn phu nhân thật sự là quốc sắc thiên hương a, khó trách một mực giấu trong phủ không ra, làm sao hôm nay bỏ được mang ra, ha ha ha. Trên đường cái, Trác Phàm ba người như thường ngày đồng dạng hành tẩu, bên cạnh bỗng dưng liền truyền đến từng tiếng tiếng hò hét. Trác Phàm chỉ là cười nhạt gật đầu, không rảnh để ý. Nữ tử kia cùng ở một bên, sớm đã đỏ thấu mặt, đầy mặt ngượng ngùng chi sắc. Nàng hiện tại cũng rốt cuộc biết. Trác Phàm trong miệng sở thuyết hiểu lầm là cái gì, không khỏi có chút oán giận nói, ngươi. Ngươi làm sao không cùng bọn hắn giải thích một chút a? Ta không phải phu nhân ngươi, là biểu muội ngươi. Không có cách nào giải thích, những người này đều là miệng lưỡi dẻo quẹo thế hệ, muốn nói cái gì nói cái đó, ngươi giải thích cũng vô dụng, ta cũng không muốn để ý tới, chỉ là chút phố phường chi đồ a. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, chỉ là một đôi tròng mắt. Lại là thỉnh thoảng hướng bốn phía ngó nhìn động tĩnh. Ấn hắn thôi toán, vài ngày trước nữ tử này ẩn vào chỗ tối, khả năng không dễ bị đồng bạn phát hiện, hiện tại cứ như vậy dưới ban ngày ban mặt rêu rao khắp nơi, dù sao cũng nên có thể có chỗ liên hệ đi. Mà cái này, cũng là vì gì hắn nguyện ý mang nữ tử này đi ra ngoài nguyên nhân, dẫn xà xuất động. Chờ một chút, các ngươi là ai? Thế mà, đúng lúc này, lại một đội tuần tra đi qua. Lúc này đem bọn hắn ngăn lại. Nữ tử kia vừa căng thẳng, muốn chạy, lại là nhất thời bị Trác Phàm kéo lại. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm trấn tĩnh tự nhiên, chúng ta là tiền môn viện cổ gia. Lấy ra một tấm ngọc giản, tỉ mỉ xem, người kia nhất thời không sai, phất phất tay nói, nguyên lai là gần đây cổ gia a, cổ Nhất Phàm, cổ Tam Thông, cổ Khinh Yên. Tốt, các ngươi có thể đi. Nói, cái kia đội tuần tra quay người lại. Hướng nơi khác tuần tra. Nữ tử kia một trận kỳ quái, cái này đội tuần tra dễ dàng như vậy thì lừa gạt. Dường như biết nàng suy nghĩ trong lòng, Trác Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, ngươi đừng quên, vài ngày trước chúng ta thế nhưng là làm qua ghi chép, cái kia trong ngọc giản có thân phận chúng ta cùng tướng mạo. Chúng ta bây giờ, thế nhưng là Phi Vân Thành chính thức một nhà ba người. Vậy ta đây mấy ngày còn chạy cái gì, gặp phải bọn họ cùng chuột gặp mèo giống như... Không khỏi khẽ giật mình, nữ tử kia nhất thời mắt trợn tròn. Không khỏi bật cười một tiếng, Trác Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, đúng vậy a, ta cũng không biết ngươi chạy cái gì. Cái này kêu là, có tật giật mình. Tặc mi thử nhãn, đầu trâu mặt ngựa. Bỗng dưng, Trác Phàm cha con lại bắt đầu trêu chọc lên, thẳng đem nữ tử kia tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Thế nhưng là bọn họ người nào đều không có chú ý tới là, một cái tối tăm trong góc. Một đôi sáng ngời song đồng chính dạng rỡ phát sáng nhìn chăm chú lên bọn họ, không nhúc nhích. Lão cha, ta muốn cái này, còn có cái kia, lại thêm cái kia. Huyên náo trên đường cái, Trác Phàm ba người một đường du lịch, giống như chính thức một nhà ba người xuất hành du ngoạn giống như,
tràn đầy vui thích chi sắc. Cổ Tam thông tính trẻ con nổi lên, nhìn đến hai bên đường phố thứ gì đều muốn, liên tiếp điểm mười mấy dạng. Trác Phàm cũng là thổ hào tâm tính, không có chút nào thèm quan tâm, lập tức xuất ra linh thạch, vung tay quá chán ném cho bán hàng rong, hào khí nói tốt, toàn mua, ha ha ha. Cảm ơn khách quan, cảm ơn, cảm ơn. Những cái kia con buôn gặp khách tới cửa, không khỏi đại hỉ, liên tục thở dài. Cổ Tam thông thì là ôm lấy một đống mới lạ đồ chơi cười nở hoa, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc rào rạt chi sắc. Nữ tử kia ở một bên nhìn đến, tựa hồ cũng nhận cái này hai cha con cảm nhiễm, trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Thổi người đường, thổi người đường. Chợt, từng tiếng hô quát tại trên đường cái vang lên, cổ Tam thông vừa quay đầu, nhìn lấy cái kia sáng loáng, óng ánh sáng long lanh người đường cắm đầy một cái đống cỏ khô, bị một người lão hán gánh lấy trên đường kêu gào, không khỏi chừng hai mắt một cái, ngạc nhiên nói, lão cha, đó là cái gì? Há, đó là trông thì ngon mà không dùng được đồ vật, không cần để ý. Xa xa nhìn chỗ đó liếc một chút, Trác Phàm trong lòng không sai, đạm mạc lối ra. Thế nhưng là cổ Tam thông nhìn lấy cái kia từng dãy người đường, vẫn là mắt hiện tia sáng, có chút không muốn. Tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, nữ tử kia hai mắt tỏa sáng, không khỏi một mặt vui vẻ cúi người ở trước mặt hắn cười nói, tiểu tam tử, tỷ tỷ mua cho ngươi có được hay không? Hơi chậm lại, cổ Tam thông trầm ngâm một chút, quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, trưng cầu hắn ý kiến. Ha ha ha, dù sao nha đầu này tại chúng ta ăn không ở không, phá điểm tài cũng là cần phải. Không khỏi nhẹ nhàng sờ mũi một cái, Trác Phàm liếc xéo nàng liếc một chút, điều cười ra tiếng, tiểu tam tử, đừng khách khí, muốn cái gì cứ mở miệng, cũng đừng cho nàng bớt lấy, ăn chết nàng. Hung hăng gật đầu một cái, cổ Tam thông một mặt hưng phấn, sau đó nhìn hai bên một chút, không chỉ là cái kia người đường, đúng là lại khắp nơi điểm mười mấy thứ đồ, sau đó tản mát ra hồn nhiên nụ cười, hướng nữ tử kia duỗi ra non nớt tay nhỏ. Da mặt nhịn không được lắc một cái, nữ tử kia quay đầu hung hăng chừng Trác Phàm liếc một chút, cắn răng nói, ta liền biết, tiểu hài tử này đều là bị ngươi dạy hư. Thế nào, ngươi không mua cho ta, tên lừa đảo, hư. Trác Phàm từ chối cho ý kiến nghiêng đầu đi, trong lòng cười thầm, cổ Tam thông cũng đã sắc mặt chợt trầm xuống, chu cái miệng nhỏ nhắn, một mặt oán trách nhìn về phía nàng. Không thể không nói, cổ Tam thông cái kia non nớt khuôn mặt nhỏ, lực sát thương thật phi phàm. Nhìn lấy cái kia mũm mím hồng hồng khuôn mặt nhỏ, một mặt sinh khí sắc mặt nhìn về phía nàng, nữ tử kia cả trái tim đều sắp bị hòa tan. Đón lấy, nàng liền ngăn không được gật gật đầu, rực rỡ cười nói, yên tâm, tiểu tam tử, tỷ tỷ nhất định mua cho ngươi, tất cả đều mua xuống, ha ha ha. Một tiếng cười khẽ, nữ tử kia đứng dậy, thẳng hướng cái kia người đường con buôn chỗ đi đến, chỉ là trước khi đi còn về đầu hung tợn chừng Trác Phàm liếc một chút, tức giận bĩu môi. Lại cùng cổ Tam thông một dạng, không biết là thật sinh khí, vẫn là giả ngây thơ. Trong lòng cười nhạt một tiếng, Trác Phàm không nhìn tới nàng, chỉ là lôi kéo cổ Tam thông tay nhỏ, hướng bốn phía xem, thưởng thức cái này náo nhiệt cảnh đường phố. Ai, một cái người đường bao nhiêu linh thạch? Bạch, thế mà, nữ tử kia vừa tới đến cái kia con buôn trước, mở miệng hỏi thăm, lại là nhưng ngửi một đạo tiếng xé gió vang, một đạo ám ảnh đã là trong nháy mắt che miệng nàng lại ba. Nhất thời đem nàng bắt đi. Chỉ là trong tích tắc công phu, liền biến mất ở cái kia đám người bên trong, người chung quanh thậm chí đều không phát giác, liền đã không có bóng dáng. Cái kia con buôn vừa ngẩng đầu, nhìn lấy giống tuếch phía trước, trong mắt bất giác hơi nghi hoặc một chút a, vừa mới là có người hay không hỏi ta tới, làm sao không? Chẳng lẽ nói là ta ảo giác, thật sự là kỳ quái. Nghi đầu thật sâu nhíu lại, cái kia con buôn nghĩ mãi mà không rõ. Liền không suy nghĩ thêm nữa, tiếp tục đắt đỏ hò hét, người đường, thổi người đường. Ô ô ô, một phương diện khác, một chỗ tối tăm xó xỉnh bên trong, không có một người đi qua, nữ tử kia bị một cái to lớn bàn tay che miệng, càng không ngừng giãy giụa lấy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Thế nhưng là, bất luận nàng giãy giụa như thế nào đều vô dụng, bởi vì bàn tay kia tựa như một cái thiết chảo một dạng, chăm chú chụp lấy nàng, nàng căn bản tránh thoát không một phân một hào. Bỗng nhiên, trong nội tâm nàng khẩn trương, liền muốn buông ra toàn thân khí thế, cùng đối phương liều. Hiện tại nàng cũng không đoái hoài tới che giấu thân hình, dù sao, cái này đem nàng bắt người tới, rất có thể cũng là Phi Vân Vương phủ người. Yên nhi, đừng nhúc nhích,
là ta. Thế mà, ngay tại lúc này, phảng phất là đã minh bạch nàng muốn làm gì giống như, người kia cũng là không khỏi khẩn trương lên, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Kít! Thân thể hơi chậm lại, nghe lấy cái này thanh âm quen thuộc, nữ tử kia không khỏi sững sờ, thân thể cũng đình chỉ phản kháng, sau đó không thể tin chuyển qua đầu, mà cái kia thiết thủ rốt cục cũng buông ra đến, thu vào nàng tầm mắt, thì là một trương có chút anh tuấn khuôn mặt. Ngươi không có chết, biểu ca. Cùng một thời gian, Trác Phàm hai cha con tại đại giữa đường bốn phía thưởng thức cảnh đẹp, thế nhưng là một lần bài, lại chợt một chút mất đi nữ tử kia bóng dáng, không khỏi cùng nhau sững sờ. A, nữ nhân kia làm sao không thấy? Không khỏi khẽ giật mình, Cổ Tam Thông một mặt không hiểu nhìn về phía Trác Phàm, chẳng lẽ nói ta vừa mới hỏi nàng muốn đổ, vật quá nhiều, đem nàng hoảng sợ chạy. Phốc, nhịn không được thân thể một cái lảo đảo, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu bật cười lên. Nữ nhân kia hóa hư bát trọng tu vi, tại Đông Châu cũng không phải phổ thông nhân vật, người muốn những cái kia thượng vàng hạ cám đồ chơi mới có thể phí mấy cái linh thạch. Có thể đem nàng hoảng sợ chạy, lại nói, nàng chạy về sau, đến chỗ nào đặt chân. Đúng vậy a, nàng cái kia mười trời đã lang bạt kỳ hồ qua, chịu nhiều đau khổ, theo lý thuyết nàng không có can đảm lại đơn độc xông Phi Vân Thành a. Cổ Tam Thông cũng là ngưng mi đầu, tỉ mỉ suy tư. Chợt lại là giật mình nói, chẳng lẽ nói, nàng bị Phi Vân Vương phủ người bắt. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, Phi Vân Vương phủ là chỗ này người chủ trì, muốn bắt nàng, quang minh chính đại phái cao thủ vây kín nàng là được, làm gì lén lén lút lút bắt đi đâu. Lại nói, nàng là theo nhà chúng ta ra ngoài, nàng như bị bắt, chúng ta cũng ăn không được đi. Cái đó là, chỉ sợ, là cùng người của mình nối liền đầu đi. Cổ Tam Thông trong mắt còn có nghi hoặc, Trác Phàm cũng đã khẽ cười một tiếng, trong mắt tinh mang lóe lên, sâu xa nói, nhìn lấy nhà đầu kia dưới ban ngày ban mặt tại trên đường cái nghênh ngang đi lấy, bốn phía du ngoạn, đoán chừng chính bọn hắn người cũng một cái đầu thì to ra. Muốn đem nàng bắt trở về, thật tốt hỏi thăm một phen đi. Trong lòng không sai gật đầu, Cổ Tam Thông nhìn về phía Trác Phàm, không khỏi lộ ra mập mờ nụ cười, lão cha, lần này, cái này đường nét sốt cục câu lên cá lớn. Đúng vậy a, bất quá chúng ta nhàn nhã thời gian cũng nên chấm dứt. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm vui vẻ cười nói, tiểu tam tử, hôm nay chắc là coi như chúng ta một lần cuối cùng du ngoạn, thật tốt chơi thống khoái đi. Ngươi còn muốn đi chỗ nào, lão cha cùng ngươi. Tốt, nghe nói thành đông 300 dặm ngoài có điều phố ẩm thực, chúng ta hôm nay đi ăn nhiều tứ phương. Tiểu tử thúi, suốt ngày chỉ biết ăn. Dân dĩ thực phi thiên nha, hắc hắc hắc. Từng tiếng cười khẽ vang lên, Trác Phàm hai cha con trong lòng sớm đã trưởng khống hết thảy, phiêu hốt hướng mục đích xuất phát, hưởng thụ bọn họ Phi Vân Thành bên trong sau cùng tùy tiện sinh hoạt. Thẳng đến trăng lên giữa trời, lúc đêm khuya, mới thỏa mãn trở lại bọn họ chỗ ở. Thế nhưng là khi bọn hắn vừa mới đẩy cửa vào lúc, hai cái cự thủ lại là nhất thời theo phía sau bọn họ một tay lấy bọn họ che miệng, không để bọn hắn phát ra một đạo vang động. Ngay sau đó, cửa lớn cấp tốc bị đóng lại. Hai đạo bóng đen bưng bít lấy hai người, cấp tốc hướng vào phía trong viện đi đến, đều là dung hồn cao thủ. Cổ Tam Thông giật mình, quyền đầu siết chặt, vừa muốn phản kháng, cũng là bị Trác Phàm đưa cái ánh mắt, để hắn dừng lại. Hai người liền tượng trưng đến giãy giụa hai lần, qua loa cho xong chuyện theo hai người đi. Bất quá diễn trò làm nguyên bộ, tại hành động trong lúc đó, hai người bọn họ tuy nhiên ô ô lấy không phát ra được âm thanh. Lại là tận lực tạo nên liều mạng kêu to bộ dáng, làm đến đỏ mặt tía tai, dường như thật tại tận lực khí toàn thân kêu cứu một dạng. Rốt cục, hai người được đưa tới trên đại sảnh, mà chỗ đó sớm đã ngồi hai hàng toàn thân cao thấp đều là ngập trời khí thế cao thủ, xem xét cũng là quy nguyên cảnh cường giả. Mà lên bài chủ vị ngồi đấy một trung niên người, tóc mai điểm bạc, hình vuông mặt, ngược lại là nhìn đến rất hiền lành, lại cũng là một vị quy nguyên cao thủ. Nhìn thấy người này, Trác Phàm đã rõ ràng, hắn muốn câu cá lớn, rốt cục toàn mắc câu. Hai cái hắc ảnh đem Trác Phàm hai người đưa tới đại sảnh, gặp bọn họ còn đang giãy giụa kêu cứu, bất giác trong mắt chừng một cái, hét lớn, khác mẹ hắn gọi, lại kêu lời nói, muốn các ngươi mệnh. Thân thể nhịn không được lắc một cái, Trác Phàm hai người dường như bị hù sợ giống như, nhất thời không có thanh âm, run run rẩy rẩy gật đầu, nhìn về phía chúng người ánh mắt bên trong, tràn đầy vẻ sợ hãi. Ai, người ta là chủ, chúng ta là khách, há có thể như thế đối chủ nhân. Huống hồ,
nơi này còn có một vị tiểu hài tử đâu. Đúng lúc này, cái kia thượng thủ trung niên nhân nhíu mày, phất phất tay, trách mắng, còn không mau mau buông ra hai người, nếu không chúng ta cái này trên vạn năm danh môn vọng tộc, đều thành người nào. Đúng, gia chủ. Hai người kia nhanh chóng vội vàng khom người cúi đầu, buông ra Trác Phàm hai người, liền hóp lưng lại như mèo lui xuống đi. Khóe miệng xẹt qua một đạo hiền lành nụ cười, trung niên nhân kia mỉm cười, nhìn về phía Trác Phàm vừa muốn mở miệng, lại ai không biết Trác Phàm đã là vẻ mặt đau khổ kêu lên, các vị đại gia, các ngươi nhất định tìm nhầm người a, ta là gần nhất mới từ Tây Châu rời đi, cùng nguyên chủ nhân không quen. Các ngươi nếu là trả thù lời nói, tuyệt đối đừng tìm ta a, ta là vô tội. Ha ha ha, vị tiểu huynh đệ này, ngươi nhất định hiểu lầm, chúng ta không phải tới tìm thù. Cười nhạt một tiếng, trung niên nhân kia khoan thai mở miệng. Thế nhưng là còn không đợi hắn nói xong, Trác Phàm lại là giật mình, trang mò làm dạng nói, không phải trả thù, chẳng lẽ là ăn cướp. Trời ạ, ta nghe nói Phi Vân Thành chị An rất tốt a, tại sao có thể như vậy? Gương mặt nhìn không được co lại, trung niên nhân kia không khỏi một cái lảo đảo, trong lòng trì trệ. Ăn cướp, kẻ xấu hành động, còn không bằng trả thù đâu. Tiểu huynh đệ, ngươi nghe ta nói, chúng ta không phải. Đại ca, đại gia, ngài các vị đều thấy rõ ràng, ta thì một cái thần chiếu cảnh tu giả mà thôi, tại Phi Vân Thành cái rắm cũng không bằng một cái, bên người còn mang theo một đứa bé, thật không có bảo bối gì để cho các ngươi đồ. Các ngươi đừng cho là ta mua trước Phi Vân Vương phủ hộ vệ tòa nhà, liền cho rằng ta có nhiều sung túc, thực ta thì một quỷ nghèo. Người kia còn muốn giải thích, cũng là bị Trác Phàm lần nữa một hơi đánh gãy, khóc tang lên. Khóe miệng nhìn không được hung ác run rẩy, người kia nhìn xem chính mình thân hình, nhìn nhìn lại bên cạnh hai hàng nhân mã, khổ cười ra tiếng, các ngươi nói, chúng ta thoạt nhìn như là ăn cướp sao. Nghe được lời này, mọi người liếc nhìn nhau, đều là cười một tiếng, lắc đầu. Gia chủ, đừng nghe cái này phố phường tiểu dân ngông cuồng nói bậy, một cái thần chiếu ngũ trọng tu giả, có thể có cái gì kiến thức. Đúng vậy a, gia chủ ngài đừng nghe hắn tin miệng nói bậy, ngài anh minh thần võ, nào có nửa phần vô lại. Hắn chỉ là bị dọa sợ, hồ ngôn loạn ngữ a. Không sai, không sai. Đúng đấy, chính là. Mọi người một trận tất tất dẫn dẫn, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt bên trong, đầy là cười nhạo chi sắc. Thậm chí, đều cũng có là khinh bỉ bĩu môi, liền cũng không nhìn hắn cái nào, thẳng nhắm mắt dưỡng thần. Ai, không thể nói như thế. Chậm rãi khoát khoát tay, cái kia cầm đầu trung niên nhân ngược lại là một cái hợp lý người, hướng về Trác Phàm nói tới nói lui, cái gọi là tình ngay lý gian, chúng ta như thế tùy tiện xông vào người khác phòng, bị người ta làm thành kẻ xấu, cũng là có thể thông cảm được. Nhưng là chính chúng ta phải có một khỏa chính tâm, không thể bởi vì chuyện quá khẩn cấp, hoàn toàn bất đắc dĩ làm ra như vậy bè lũ xu nịnh sự tình, thì thật vò đã mẻ không sợ rơi. Đem mình làm cái kia giết người phóng hỏa, lạm sát kẻ vô tội chi đồ. Nếu là như vậy, cùng cái kia thượng quan Phi Vân có gì khác nhau, đây là chúng ta thị tộc sỉ nhục. Gia chủ minh xét, phạch một cái, mọi người cùng nhau đứng thân thể, hướng trung niên nhân kia xa xa bái hạ. Hơi hơi gật gật đầu, trung niên nhân kia lần nữa nhìn về phía Trác Phàm, cười nói tiểu huynh đệ, thực không dám giấu giếm, chúng ta một đoàn người chúng lần này đến đây, đột nhiên quấy rầy quý phủ. Thật sự là bất đắc dĩ, tạm thời lánh nạn, mong rằng ngươi có thể miễn cưỡng thu lưu mấy ngày, đại ân đại đức, vô cùng cảm kích. Nói, trung niên nhân kia đã là chậm rãi đứng dậy, hướng về Trác Phàm xa xa cúi đầu. Thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm trong lòng âm thầm gật đầu, mặc kệ người này như thế cách làm, là thu mua nhân tâm, mua danh chuộc tiếng, vẫn là thật có tri thức hiểu lễ nghĩa, chiêu hiền đãi sĩ. Tóm lại, làm vì một thượng vị giả. Có thể làm được điểm ấy, đã coi như là đáng quý, có điều hắn người thì. Liếc mắt liếc một cái mọi người chung quanh, Trác Phàm một xẹp miệng, khoát khoát tay, đầy bụng ủy khuất, thử dò xét nói, đại ca, dù sao ngươi đã đem đao tiếp đến cha con chúng ta trên cổ, đừng nói là muốn ta tòa nhà, coi như ngươi nhường ta đem lôi ra cứt nhét trở về, ta cũng phải làm theo a. Phốc, thân thể bất giác lắc một cái, trung niên nhân kia nhìn không được cười khẽ một tiếng. Bọn người người nghe, cũng là ngăn không được yên lặng cười rộ lên. Tiểu huynh đệ, không có nghiêm trọng như vậy, chúng ta chỉ là tạm thời mượn, sẽ không tổn thương các ngươi. Người nào tin a, các ngươi cả đám đều so với ta mạnh hơn nhiều, muốn giết ta không phải cùng bóp chết một con kiến không sai biệt lắm sao?
một mặt u oán nhìn về phía mọi người, Trác Phàm xịt xịt cái mũi nói, đại ca, các ngươi đến từ nơi đâu a? Thế nào, ngươi còn muốn nghe được chúng ta xuất thân? Thế nhưng là, hắn lời vừa nói ra, lập tức liền có người quát lớn lên tiếng, nhất thời liền đem Trác Phàm dọa đến đầu co rụt lại, ôm thật chặt Tiểu Tam Tử tránh ở một bên. Hung hăng chừng người kia liếc một chút, đem hắn đuổi, trung niên nhân kia khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, thực cũng không có cái gì không thể nói, chúng ta đến từ Đông Châu. Đông Châu, ai? Mi đầu hơi hơi lắc một cái, Trác Phàm suy nghĩ một chút, lại là nhịn không được thở dài lên tiếng, lúc trước ta tại Tây Châu bị kẻ thù truy sát, vốn định đường lối Trung Châu, đào vong Đông Châu, bất quá may mắn không có đi a. Xem ra Đông Châu còn không bằng Tây Châu đây, thậm chí ngay cả đại ca ngươi nhóm những cao thủ này, đều rơi vào làm cái này cấp độ. Có thể thấy được, Đông Châu đúng là so Trung Châu còn khó lăn lộn a. Phốc, kém chút không có một miệng lão huyết phun ra ngoài, trung niên nhân kia nhìn về phía Trác Phàm, đã dở khóc dở cười, tiểu huynh đệ, lão phu nói như thế nửa ngày, ngươi còn coi chúng ta là ăn cướp a? Không, không dám. Vội vã khoát khoát tay, Trác Phàm một mặt kinh dị, các vị anh hùng, ta làm sao dám coi các ngươi là ăn cướp? Các ngươi chỉ là ở tạm, tạm thời cầm, tạm thời mượn, đến mức về sau có thể hay không trả, ta thật không có chút nào quan tâm. Trên đầu một đạo hắc tuyến cấp tốc rủ xuống, trung niên nhân kia khẽ vỗ cái trán, bất đắc dĩ cúi thấp đầu, thở dài thở ngắn. Nghĩ không ra hắn đường đường danh môn vọng tộc gia chủ, hôm nay lại sẽ bị một tên tiểu quỷ cho rằng là giết người phóng hỏa ác nhân, dạng này truyền về Đông Châu, không phải đem những tông môn kia cao thủ răng đều cười rơi không thể. Bất quá, không cần hắn trở lại Đông Châu, giờ này khắc này, một đạo như chuông bạc cười to dĩ nhiên đã ngột đến vang lên. Ngay sau đó, một đạo quen thuộc uyển chuyển bóng người nhất thời từ sau đường đi tới, từng trận cười nhạo nói, phụ thân, ta đã sớm nói, ngươi căn bản không cần gặp hắn, hắn cũng là cái miệng đầy ác miệng tiểu nhân vật, cùng ngài cái này đường đường quân tử thế nhưng là tám chữ không hợp. Xem đi, ngài một cái đường đường quy nguyên cao thủ, đúng là bị hắn tức giận đến đầu bốc lên khói xanh, cái này cần gì phải đây, ha ha ha. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm hai người ngẩng đầu nhìn qua, đã thấy người kia không là người khác, chính là biến mất một ngày tên kia thần bí nữ tử. Mà lại nữ tử kia sau lưng, còn theo một vị anh tuấn thanh niên, khuôn mặt tuấn lãng, trong đôi mắt, hiển thị rõ sắc nhọn mang. Tuổi còn trẻ, không ngờ là dung hồn cao thủ, cái này như đặt ở Tây Châu, đã có tranh giành Tây Châu đệ nhất đệ tử tư cách. Cứu cứu, nam tử kia đi vào trung niên nhân trước người, hơi hơi khom người cúi đầu, lại là cũng không có nhìn Trác Phàm liếc một chút, mà chính là chăm chú vô dụng tại nữ tử kia sau lưng, ánh mắt một tấc cũng không rời. Nhẹ khẽ gật đầu một cái, đối nam tử kia cười cười, trung niên nam nhân kia không khỏi lần nữa nhìn về phía Trác Phàm, nhất chỉ cô gái kia nói, tiểu huynh đệ, đây là nữ nhi của ta, ngươi biết đi. Ách, ân ân ân. Vội vã gật gật đầu, Trác Phàm một mặt mê mang, không hiểu ý. Nghe nói, nàng là biểu muội ngươi. Khóe miệng hơi vểnh lên, xẹt qua một đạo tà dị đường cong, trung niên nhân kia không khỏi cười to lên, đã như vậy, ta là phụ thân hắn, cái kia ta chính là cứu cứu ngươi. Cứu cứu đến cháu ngoại nhà làm khách, tính thế nào là vào phòng ăn cướp đâu. Như thế nói một phen, ngươi có phải hay không càng dễ lý giải. Ha ha ha. Ách, không khỏi sững sờ, Trác Phàm thật sâu liếc hắn một cái, lại là trong lòng bật cười một tiếng. Lão gia hỏa này, thật là cái có nguyên tắc người, bất quá lại cũng không bảo thủ, còn thật hội tìm cho mình lối thoát ha. Cưỡng chiếm người ta phòng, còn cứng rắn làm thân thích, có ý tứ. Đại ca a, gọi cứu cứu. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Trác Phàm giả bộ mặt mũi tràn đầy không tình nguyện bộ dáng, bất đắc dĩ lên tiếng, cũng là bị trung niên nhân kia nghiêm mắt, nhất thời gian dậy lối ra, còn thật đem mình làm Trác Phàm trưởng bối. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Trác Phàm lúc này cái gì cũng không gọi, thẳng vào chủ đề, cha con chúng ta hai người theo Tây Châu rời đi, vừa mới mua xuống chỗ này trạch viện, liền phát hiện con gái của ngươi trọng thương ngã xuống đất. Ta là một tên luyện đan sư, con gái của ngươi mệnh là ta cứu. Kết quả mấy ngày trước đây đụng phải Phi Vân Vương phủ kiểm tra, con gái của ngươi uy hiếp ta thay nàng lừa dối vượt qua kiểm tra, còn nắm giữ ta cổ phủ bằng chứng. Vốn là, ta thu lưu một cái, đã rất nguy hiểm, nơm nớp lo sợ, kết quả hiện tại các ngươi một chút đến nhiều như vậy, cũng đều là không hợp đồng, cái này như bị điều tra ra. Tốt, ta minh bạch ngươi ý tứ.
Chậm rãi khoát khoát tay, trung niên nhân kia lúc này sắc mặt nghiêm một chút, trịnh trọng nói, tiểu huynh đệ, cái này tiền căn hậu quả ta đều nghe Yên Nhi nói qua, ngươi có thể bốc lên nguy hiểm tính mạng thu lưu nàng, còn cứu nàng nhất mệnh, làm vì phụ thân, mười phần cảm tạ. Bất quá chúng ta chuyến này, liên quan đến lấy Đông Châu đến hàng vạn mà tính sinh linh tánh mạng, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Vì thế, có một số việc, tuy nói không phải ta nguyện, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Người cái này tòa nhà, chúng ta nhất định là chiếm định. Bởi vì chúng ta thực sự nghĩ không ra, có so với nơi này tốt hơn đặt chân địa. Người cũng biết, bên ngoài bây giờ cha rất nghiêm, thỉnh thoảng nội thành mỗi cái trạch viện sẽ còn bất chợt tới cha. Yên Nhi hiện tại bởi vì ngươi quan hệ, có cái này trạch viện thân phận, coi như ngươi không muốn phối hợp, nàng cũng có thể hoàn toàn ngăn trở bên ngoài kiểm tra. Nghi đầu không khỏi lắc một cái, Trác Phàm không khỏi hoảng hốt, ngươi có ý tứ gì, giết người diệt khẩu hay sao? Không không không, ta chỉ là muốn nói, hy vọng các ngươi phối hợp chúng ta, không nên ép chúng ta làm quá bị ổi sự tình. Vội vã khoát khoát tay, trung niên nhân kia nhìn lấy Trác Phàm. Thở dài lên tiếng, chúng ta sẽ không đem phụ tử các ngươi thế nào, nhiều lắm là giam lỏng mà thôi. Chỉ cần chúng ta sự tình vừa xong, lập tức thả các ngươi. Đương nhiên, nếu như các ngươi nguyện ý phối hợp, chúng ta cũng vui vẻ đến bình an vô sự. Dù sao, ngươi là ta cháu ngoại, không phải sao? Ha ha ha! Sắc mặt có chút do dự, Trác Phàm nhìn xem bên người Cổ Tam Thông, phảng phất là vì hài tử an toàn cân nhắc, không khỏi bất đắc dĩ gật đầu, thế nhưng là... Ta làm sao tín nhiệm các ngươi, sẽ không tổn thương cha con chúng ta hai người. Danh dự, ta thượng quan gia danh dự. Trong mắt tinh mang lóe lên, trung niên nam nhân kia bình tĩnh lên tiếng. Không khỏi giật mình, Trác Phàm nhịn không được hét to lớn tiếng, thượng quan gia. Chẳng lẽ các ngươi là Đông Châu cái kia đệ nhất thị tộc, thượng quan gia tộc? Không tệ, lão phu cũng là chủ nhà họ thượng quan phi hùng. Nghi đầu hơi hơi lắc một cái. Trung niên nhân kia hét lớn lên tiếng, sau đó nhất chỉ chính mình nữ nhi cùng tên kia người tuổi trẻ, đây là nữ nhi của ta, thượng quan Khinh Yên, ta cháu ngoại, thượng quan Ngọc Lâm. Nơi này ngồi đấy, đều là ta thượng quan gia cung phụng trưởng lão. Thân thể nhịn không được hung hăng chấn động, Trác Phàm quả thực không thể tin được, Đông Châu đệ nhất gia tộc, thượng quan gia tất cả cao thủ lại đều tới nơi này, nói như vậy, Cửu Kiếm Vương một trong, Phi Vân thành chủ nhân, thượng quan Phi Vân là các ngươi. Hắn là đệ đệ ta. Ánh mắt khẽ híp một cái, thượng quan Phi Hùng lại là hận đến nghiến răng nghiến lợi, có điều, từ khi hắn phản bội Đông Châu, tìm đến phía Trung Châu bất bại kiếm tôn nơi này về sau, lão phu thì lại không có người huynh đệ này. Lần này đến đây, cũng bất quá là muốn theo hắn nơi này cầm lại bị hắn đánh cắp Đông Châu chí bảo. Tiểu huynh đệ, hy vọng ngươi có thể xem ở chúng ta bốn châu liên minh phần lên, giúp bọn ta một chút sức lực, giúp chúng ta ẩn tàng thân hình. Trong lòng nhịn không được run lên, Trác Phàm thật sâu nhìn lấy thượng quan Phi Hùng cái kia cơ trí hai mắt, hung hăng gật gật đầu, yên tâm đi, cứu cứu, tất cả mọi người là người của mình, ta nhất định sẽ trợ chúng ta lên quan gia hoàn thành lần này đại kế. Được, ách, chờ một chút, người nói cái gì? Tựa hồ là bị cỗ này hào khí làm cho hôn mê đầu, thượng quan Phi Hùng hung hăng gật gật đầu, hét to lớn tiếng, thế nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng, không khỏi sững sờ. Nhìn lấy Trác Phàm rất là kỳ lạ, ngươi. Ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Nhẹ nhàng xoa xoa cái mũi, Trác Phàm cười hắc hắc, chẳng biết xấu hổ nói, cứu cứu a, ngài vừa mới không phải nhận ta làm cháu ngoại a, làm sao nhanh như vậy thì quên. Nói, Trác Phàm còn vỗ vỗ bên cạnh Cổ Tam Thông cái đầu nhỏ, vẻ mặt đắc ý nói, tiểu tam tử, về sau chúng ta cũng là danh môn vọng tộc. Chờ mình cùng cứu cứu trở lại Đông Châu về sau, ai dám khi dễ ta hai người. Trực tiếp báo thượng quan gia danh hào, ta xem ai còn dám động thổ trên đầu thái tuế. Mình rốt cuộc không cần qua trốn chui trốn nhủi thời gian, ha ha ha. Đúng, mình lại tìm một cơ hội dẫn người giết trở lại Tây Châu, đem những cái kia đuổi giết chúng ta người toàn diện xử lý, lấy tuyệt hậu hoạn. Cổ Tam Thông nghe đến, cũng là liên tục không ngừng điểm hắn cái kia khả ái cái đầu nhỏ, ta cười ra tiếng. Nhìn đến cái này, tại chỗ tất cả mọi người. Không khỏi tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, vừa mới cái này hai cha con còn một bộ nhát gan sợ phiền phức bộ dáng, hiện trong nháy mắt thì thay hình đổi dạng ôm bắp đùi, cũng quá mẹ hắn vô sỉ đi. Tất cả mọi người ngốc ngơ ngác nhìn Trác Phàm hai người một trận càn rỡ cười to, trong lòng lại là nhịn không được dao động cái đầu,
không còn gì để nói. Hai cái này cha con đến tột cùng nghĩ như thế nào, còn không có lên làm phú nhị đại đây, ngã đã bắt đầu tưởng tượng công tử bột sinh hoạt. Cái gì gọi là có người khi dễ, báo thượng quan gia danh hào. Đoán chừng các ngươi là muốn khi dễ người khác đi. Mình thượng quan gia tại Đông Châu thế nhưng là nổi danh danh môn vọng tộc, có tri thức hiểu lễ nghĩa, cũng đừng bởi vậy trà trộn vào hai cái không nên thân đồ vật, bại hoại toàn cả gia tộc danh dự a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía thượng quan Phi Hùng. Gia chủ, đây là ngươi nhắm chúng tên dở hơi, ngài đến an bài đi. Bất đắc dĩ khẽ vỗ cái trán, thượng quan Phi Hùng cũng là nhìn không được ra mặt mãnh liệt quất, liên tục cười khổ. Hắn làm sao lại vô duyên vô cớ, nhận cái cháu ngoại đâu. Lại nói, hắn vừa mới chẳng qua là muốn trèo cái giao tình, thuận miệng như vậy nhắc lên thôi. Nhưng không nghĩ tới, trên đời còn thật có như thế người vô sỉ, thuận cán leo lên trên, trực tiếp thì nhận thân. Cái này, quả thực cũng là vô lại mà. Thật sự là nghìn tính vạn tính, không ngờ tới cái nhà này chủ nhân, là như thế lưu manh một dạng người con a. Bất quá. Ngay tại tất cả mọi người đối Trác Phàm hai người mục đích hiện vẻ khinh bỉ lúc, lại duy chỉ có thượng quan Khinh Yên theo hai người cùng một chỗ cười ha hả, hoan hỉ liên tục. Đại khái là bởi vì mấy ngày nay ở chung, vị đại tiểu thư này đã cùng cái này hai cha con có chút hòa hợp, hoặc là thật hiểu cái này hai cha con nội tại. Nhìn thấy Trác Phàm hai người như thế không biết xấu hổ không biết thẹn vô sỉ lời nói và việc làm, chẳng những không phiền chán, ngược lại có chút vui vẻ nói, uy. Cứ như vậy, người coi như thật thành biểu ca ta. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm quay đầu thật sâu liếc nhìn nàng một cái, lại là bất đắc dĩ bật cười lắc đầu. Biểu ca, con mẹ nó ai muốn làm biểu ca ngươi a, hành động bất đắc dĩ a. Nếu là Trác Phàm lúc này suy nghĩ trong lòng, bị thượng quan Phi Hùng biết lời nói, nhất định sẽ tức giận đến giận sôi lên. Xin nhờ, ta thượng quan gia chủ nguyện ý thu ngươi làm cháu ngoại, đó là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận. Cá chép vượt long môn, một bước đi chơi trong tiết thanh minh trời, bà nội nhà ngươi ngã ghét bỏ lên. Hừ, thật là ngày chó. Bất quá, thượng quan Phi Hùng hiện tại tự nhiên không biết bên trong nguyên do, chẳng qua là cảm thấy đột nhiên thêm ra như thế hai hàng, nhắm chúng thượng quan gia danh dự mất hết, đoán chừng là chính mình bình sinh lớn nhất sai lầm đi. Nhưng là, hắn thân là nhất gia chi chủ, nhất ngôn cửu đỉnh, đã lời đã ra miệng, liền cũng không tiện cãi lại cái gì. Chỉ là thở dài một tiếng, phất phất tay nói, đã như vậy, các ngươi thì làm ta thượng quan ra màn cửa a, ngăn trở Phi Vân Vương phủ kiểm tra, coi như các ngươi một công. Đợi việc này sau đó, cùng lão phu hồi Đông Châu, tất có trọng thưởng. Đúng, cứu cứu. Mặt bên trên tán phát ra hồn nhiên nụ cười, Trác Phàm nói ra lời này ngã không chút nào mập mờ. Chỉ là thượng quan Phi Hùng nghe lấy, lại là một trận tim đau thắt. Nhìn xem chính mình thân ngoại sinh. Ngọc thụ lâm phong, cao lớn uy mãnh, nhìn lại mình một chút nhận trở về vật này, một mặt bỉ ổi, đầy mắt con buồn ánh sáng. Tốt a, hắn đã làm tốt trở về bị toàn tộc người chế giễu chuẩn bị. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, thượng quan Phi Hùng hơi hơi phất phất tay, dường như đã rất mệt mỏi giống như, một mặt mỏi mệt nói tốt, đã việc này đã, lời nói cũng toàn thuyết phục, cái kia mọi người như vậy tán đi. Nói. Thượng quan Phi Hùng đã là bất đắc dĩ đứng người lên về sau, hướng hậu viện đi đến. Cứu cứu, ta cho ngài lão an hàng tốt gian phòng. Lúc này, Trác Phàm một đường chạy chậm đi vào thượng quan Phi Hùng bên người dìu lấy, hiển thị rõ a dua thái độ, tràn đầy mị tục nụ cười, ha ha ha. Ngài chậm một chút, cháu ngoại đưa ngài trở về phòng. Không cần, chúng ta đã tìm được mỗi người gian phòng, ngươi chỉ cần an giữ bổn phận liền tốt. Một mặt ghét bỏ lắc lắc đầu, thượng quan Phi Hùng qua loa nói. Thế nhưng là nghe được lời này, Trác Phàm lại là mặc kệ, bướng bỉnh nói, như vậy sao được, ta phải tận hiếu a. Đi mẹ ngươi tận hiếu, vừa mới lão tử cũng là nói sai. Bất đắc dĩ trợn trắng mắt, thượng quan Phi Hùng một trận cười khổ đung đưa bàn tay, muốn đem Trác Phàm đẩy ra. Nhưng là Trác Phàm tựa như cái kẹo da trâu giống như, một mặt nịnh hót dính ở trên người hắn, cũng là không xuống. Điều này không khỏi làm hắn không thể làm gì. Đụng. Thế mà, đúng lúc này, một tiếng vang nhỏ chợt phát ra, không biết là ai, bỗng nhiên va chạm Trác Phàm bả vai, đã là đem hắn nhất thời đụng bay ra ngoài, bạch 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 lui năm bước, mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Dương mắt nhìn lên, đã thấy người kia không là người khác, chính là thượng quan Phi Hùng chính quy cháu ngoại,
Thượng quan Ngọc Lâm không thể nghi ngờ. Lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, Thượng quan Ngọc Lâm đầy mắt vẻ khinh thường, tiếp lấy liền dìu lấy Thượng quan Phi Hùng cánh tay, dần dần rời đi nơi này. Mà Thượng quan Phi Hùng lần này cũng không có bài xích, tùy ý hắn dìu lấy đi. Mọi người gặp này, cũng là buồn bực ngán ngẩm nhún nhún vai, liếc mắt nhìn nhau, yên lặng cười cười, một mặt khinh bỉ quét Trác Phàm hai người liếc một chút về sau, cũng đều từ tản ra. Chỉ là cái kia thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười nhạo, lại là thỉnh thoảng lại truyền vào hai người phụ tử bọn hắn trong tai. Hừ hừ hừ, cóc khẻ ăn được thịt thiên Nga, thật đúng là một miệng không thả a. Ai, ta Thượng quan gia vậy mà trà trộn vào hai cái vô lại, thật sự là mất mặt a. Không phải sao, bất quá không có cách, người nào để người ta vận khí tốt, gặp phải chúng ta vừa tốt có xin người ta, liền công phu sư tử ngoạm, ha ha ha. Thượng quan gia danh hào, nhưng là đầy đủ hai cái này tạp chủng dùng tới mấy cái đời. Quyền đầu nhịn không được chăm chú, cổ tam thông cắn răng một cái, thì muốn động thủ, cũng là bị Trác Phàm kéo lại, hướng hắn chậm rãi lắc lắc đầu. Tiểu tam tử, hiện tại ta là ngươi chính thức cô cô, hì hì ha ha. Một làn gió thơm lướt qua, chẳng biết lúc nào, vừa mới cùng Thượng quan Phi Hùng cùng rời đi Thượng quan Khinh Yên bỗng chạy về đến. Một trận hưng phấn mà tại tiểu tam tử trên mặt già qua già lại, tràn đầy vẻ yêu thích. Nhưng là tiểu tam tử nhìn lấy nàng, lại là một mặt băng hàn, ba một tiếng, liền đem Thượng quan Khinh Yên tay ngọc mở ra, ai mà thèm ngươi làm cô cô ta, hừ. Một tiếng hừ nhẹ, cổ tam thông lạnh lẽo mặt quay đầu rời đi, không có nhìn bất luận kẻ nào liếc một chút, thậm chí ngay cả Trác Phàm đều không nhìn. Trong lòng không khỏi ai thán, Trác Phàm phun ra một hơi thật dài. Năm đó đánh đầu thắng đó bất bại ngoan đồng, chưa từng nhận qua làm nhục như vậy. Thế nhưng là lần này vì làm vụ. Có lẽ, chính mình không nên đem hắn mang rời khỏi Côn Bằng bên người, dù sao hắn còn nhỏ, Côn Bằng sẽ không đối với hắn như thế nào. Như thế tới nói, hắn vẫn là cái kia vô pháp vô thiên sơn đại vương. Chính mình, phải chăng làm sai, không nên thay tiểu tam tử làm lựa chọn. Mí mắt hơi hơi lắc một cái. Trác Phàm trong lòng nhất thời lâm vào mê mang bên trong. Thượng quan Khinh Yên sững sờ, có chút không hiểu nhìn về phía hắn, tiểu tam tử làm sao, ta lại chọc tới hắn sao? Chuyện không liên quan ngươi, tiểu hài tử a, cùng khí trời một dạng, nói trở mặt liền trở mặt, ngươi chớ để ý. Bất giác bật cười một tiếng, Trác Phàm ngược lại đuổi theo cổ tam thông tốc độ, ta đi xem hắn một chút, hẹn gặp lại. Thật sâu nhìn lấy hai người rời đi bóng lưng. Thượng quan Khinh Yên mi đầu nhẹ trao lại, trong mắt tràn đầy thật sâu lo lắng. Đúng lúc này, một đạo cao lớn uy mãnh bóng người đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng, lại chính là Thượng quan Ngọc Lâm không thể nghi ngờ, gặp nàng một mực tại nhìn cái gì giống như, không khỏi cười nói, biểu muội, người đang nhìn cái gì đâu. Há, biểu ca, vừa mới ta gặp tiểu tam tử có vẻ như không vui bộ dáng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Ha ha ha. Một đôi nghèo hèn cha con, trèo lên thượng quan ra cành cây cao, sớm đã cái kia vui chết a, có thể có cái gì không vui. Khóe miệng xẹt qua một đạo xem thường đường cong, thượng quan Ngọc Lâm sủi cười ra tiếng. Mi đầu hơi hơi lắc một cái, thượng quan Khinh Yên hung hăng nguyết hắn một cái, cả giận nói, người biết cái gì, bọn họ không phải như vậy người. Không phải như vậy người, bọn họ vừa mới biểu hiện, một bộ con buôn sắc mặt. Chỉ cần không mù, tất cả mọi người thấy rõ ràng đi. Vì sao ngươi còn muốn thay bọn họ giải thích? Ngươi biết cái gì? Không khỏi nhẹ hừ một tiếng, thượng quan Khinh Yên tức giận quay đầu đi, ta cùng bọn hắn sinh hoạt nhiều ngày, chung trải qua nghịch cảnh. Hai cha con này một mực phụ tử tử hiếu, tương thân tương ái, tuyệt không phải tham lam không chừng mực người. Nếu là như vậy lời nói, bọn họ đã sớm đem ta nộp lên Phi Vân Vương Phủ. Đó là bởi vì thực lực bọn hắn không đủ, sợ ngươi giết bọn hắn. Không, bọn họ đối với ta chưa bao giờ hoảng sợ cùng quá độ khiêm nhường, ngược lại đầy miệng ác miệng, có thể đem ta tức chết đi được, tuyệt không phải tham sống sợ chết người. Không khỏi hung hăng lắc lắc đầu, thượng quan Khinh Yên kiên định lạ thường, bọn họ nhất định còn có khó khăn khó nói, vui cười giận mắng chỉ là biểu tượng mà thôi, ngươi không muốn xuyên tạc bọn họ. Biểu muội, vì sao ngươi một mực lão hướng lấy ngoại nhân? Bọn họ như thế nào là ngoại nhân, ngươi không nghe thấy cha ta nhận cổ tiên sinh làm cháu ngoại sao? Đó là cái kia mất mặt mũi ra hỏa, cứng rắn dính sát, cứu cứu là thư hương môn đệ, cái nào mài đến qua loại này lưu manh? Hừ, không theo ngươi nói,
mang thành kiến nhìn người. Hung hăng khoét hắn liếc một chút, thượng quan Khinh Yên không để ý đến hắn nữa, quay đầu rời đi nơi này. Chỉ để lại thượng quan Ngọc Lâm một người, trong mắt lóe vẻ phẫn nộ, song quyền nhìn không được nắm lại tới. Hai cái này du côn lưu manh, đồ vô sỉ, nhìn bổn công tử làm sao thu thập các ngươi. Một phương diện khác, Trác Phàm trở lại trong nhà mình, ngẩng đầu nhìn qua, đã thấy Cổ Tam Thông sớm đã úp sấp trên giường, một mặt buồn bực đem đầu chôn ở gối đầu bên trong. Không khỏi cười nhẹ lắc lắc đầu, Trác Phàm cất bước đi đến, vỗ vỗ hắn cái mông nhỏ cười nói, thế nào, tiểu tử thúi, còn đang tức giận. Ha ha ha, nghĩ thoáng điểm a, vừa mới bọn họ chế giễu chúng ta, là bởi vì chúng ta yếu thế. Mà chúng ta yếu thế, là phải buông lỏng bọn họ cảnh giác, càng có thể được đến bọn họ tín nhiệm, sau đó mới có thể sử dụng bọn họ, cho chúng ta xông pha chiến đấu. Đây là chúng ta lừa bọn họ, chúng ta chắc là chế giễu bọn họ mới đúng. Vừa mới bọn họ chế giễu chúng ta bây giờ lại chế giễu bọn họ một lần. Đám kia đứa ngốc, bị chúng ta lừa gạt, ha ha ha. Không nói gì, Cổ Tam Thông cứ như vậy một mực nằm sấp, thật lâu, mới sâu xa nói, chúng ta bị giám thị, năm cái dung hồn cao thủ, ngay tại chúng ta ngoài trăm thước. Ta biết, chúng ta dù sao cũng là ngoại nhân, bọn họ khẳng định không tin tưởng chúng ta, sợ chúng ta mật báo. Bất quá bọn hắn tính sai là, năm cái dung hồn cảnh liền muốn giám thị chúng ta, có phải hay không quá ít điểm. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị tiếu dung, Trác Phàm nhìn về phía Cổ Tam Thông phiền muộn khuôn mặt nhỏ, chớp chớp nghịch ngợm ánh mắt. Thật sâu liếc hắn một cái, Cổ Tam Thông cũng là nhìn không được nhẹ cười rộ lên, ngửa cái đầu nói, đúng đấy, mới năm cái, tiểu gia nhất quyền thì toàn xử lý. Cùng một thời gian, ở một tòa tối tăm gian phòng bên trong, nhưng nghe một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên, một bóng người chậm rãi đi vào bên trong, lại chính là thượng quan Phi Hùng không thể nghi ngờ. Mà trong phòng, có ba vị lão giả đang lẳng lặng ngồi ngay ngắn trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Phi Hùng, thế nào? Một lão giả mở miệng yếu ớt, tìm kiếm nói. Thật sâu bái xuống, thượng quan Phi Hùng cung kính lên tiếng, khởi bẩm ba vị cung phụng, nhà này chủ nhân, thật là hai cái tiểu nhân vật, bên trong một cái vẫn là cái 7-8 tuổi hài tử, có thể yên tâm đặt chân, không giống như là Phi Vân người kia cố ý an bài. Vậy thì tốt, thì coi đây là cứ điểm, chuẩn bị triển khai lần thứ hai kế hoạch đánh bất ngờ đi. Trong mắt hơi hơi chừng một cái, một lão giả lúc này hét lớn lên tiếng, lần này, chúng ta nhất định muốn đem thần binh mang về Đông Châu đại địa. Các vị tiền bối, chào buổi sáng, ha ha ha. Một buổi sáng sớm, Trác Phàm mang theo tiểu tam tử hướng phía cửa đi tới, thế nhưng là còn không đợi bọn hắn đi vào bên cửa lên, lại ngột đến thân thể trì trệ, liếc nhìn nhau, không khỏi tất cả đều treo lên một bộ nịnh nọt nụ cười, khoan thai lên tiếng. Nguyên lai giờ này khắc này, cái kia cửa chính trước đã là chấn giữ lấy hai cái thân hình có chút cao lớn bóng người, đều là dung hồn cảnh cao thủ, cuồn cuộn khí thế cường hãn, tại ngăn không được phát ra. Lạnh lùng liếc bọn họ liếc một chút, liền tại bọn hắn đi vào trước cửa lúc, cái kia hai tên đại hán lại là bỗng dưng vung tay lên, giao nhau lấy cản bọn họ lại đường đi. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm một mặt không hiểu nhìn về phía bọn họ, lại chỉ thấy bên trong một vị đại hán, cười lạnh, khinh thường nói, xin lỗi, Cổ tiên sinh, ngài hiện tại là gia chủ cháu ngoại. Vì ngài an toàn, vẫn là không nên đi ra ngoài đi. A, thì ra là thế, hiện tại ta thân phận biến, quý giá đúng không, ha ha ha. Thân thể hơi hơi trệ trệ, Trác Phàm không khỏi giật mình một chút, không khỏi làm cười ra tiếng, các ngươi vì cha con chúng ta an toàn nghĩ, muốn toàn phương vị bảo hộ chúng ta, đúng không? Hắc hắc hắc, vậy làm phiền. Một trận cúi đầu khom lưng rực rỡ cười, Trác Phàm mang theo tiểu tam tử, dần dần lui về phía sau. Sau đó quay người rời đi, không nghĩ nữa bước ra cửa sân một bước. Cái kia hai đại hán liếc xéo lấy hai người dần dần biến mất bóng lưng, lẫn nhau nhìn xem, bất giác tất cả đều phát ra trận trận xem thường cười nhạo. Sắc mặt có chút hơi trầm xuống, không cách nào đi ra cửa viện nửa bước hai người, chậm chậm hướng hậu viện đi đến, Cổ Tam Thông hung hăng cắn răng, thầm mắng liên tục, lũ khốn kiếp này, quả thực tu hú chiếm tổ chim khách, thế mà đem chúng ta giam lỏng, hừ. Nghĩ thoáng điểm a, tiểu tam tử, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Hôm qua, là chúng ta ngày cuối cùng tiêu giao thời gian. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị tiếu dung, Trác Phàm mở miệng yếu ớt, bất quá dạng này vừa vặn, bọn họ đối với chúng ta cấm túc,
vậy chúng ta lại vừa vặn ở lại đây, đem bọn hắn tất cả hành động thu ở trước mắt. Đợi bọn hắn có hành động, cùng Phi Vân Vương phủ người cùng chết sau khi đứng lên, chúng ta lại ngư ông đắc lợi, hoàn thành chúng ta nhiệm vụ. Hơi hơi gật gật đầu, Cổ Tam Thông tỏ ra hiểu rõ, nhưng vẫn còn có chút khí không thuận thở dài nói, ai, chỉ là đám này rùa đen rút đầu, chẳng biết lúc nào mới có thể hành động, chúng ta lại muốn bị giam lỏng tới khi nào. Ha ha ha, yên tâm đi, đám người này nín không bao lâu thời gian. Tại cái này địa phương, bọn họ thêm một khắc chuông liền nhiều một phần nguy hiểm. Bọn họ thế nhưng là so với chúng ta còn muốn sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, về nhà đi đâu. Không khỏi bật cười sờ sờ Cổ Tam Thông đầu, Trác Phàm trong mắt tinh mang lóe lên, dường như tất cả mọi thứ đều nắm giữ trong lòng, cười nhạt nói chúng ta bây giờ muốn làm, chỉ có chờ. Dương mắt liếc một cái hắn, Cổ Tam Thông bất đắc dĩ gật đầu. Tốt a, cái kia mình liền tiếp tục làm một lần tù nhân a, dù sao tại Thiên Vũ cũng không làm thiếu. A, các ngươi mới vừa từ bên ngoài trở về sao? Thế mà, đúng lúc này, Trác Phàm hai người mới từ cửa lớn chỗ đó hướng về đi, một tiếng như chuông bạc cười khẽ liền đột nhiên mà vang vọng bên tai. Không cần phải nói, nghe đến cái này thanh âm quen thuộc, hai người đã là hoàn toàn minh bạch, vị đại tiểu thư kia tới. Quả nhiên, theo một làn gió thơm phốc qua, Thượng Quan Khinh Yên thân ảnh nhất thời đi vào trước mặt bọn hắn, mà lại thấy một lần Cổ Tam Thông liền không nhịn được ôm lấy, bóp bóp hắn mặt non nớt, cười nói tiểu tam tử, đêm qua muốn cô không có. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, nhà đầu này lời này hỏi, chỉ là một đêm không gặp, cũng không phải là mấy năm không gặp, lại thân cận người cũng sẽ không tưởng niệm a. Lại nói, ngươi cùng tiểu tam tử lại không có sâu như vậy giao tình, có quỷ mới muốn ngươi đây. Quả nhiên, Cổ Tam Thông cũng là như thế ý nghĩ, lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, nhẹ mở cái miệng nhỏ có quỷ mới muốn ngươi đây. Ách, gương mặt nhìn không được co lại. Thượng Quan Khinh Yên nhất thời trì trệ, mặt mũi tràn đầy cười khổ tiểu tam tử, ngươi. Vẫn là có cá tính như vậy à. Mau buông ta xuống, ta muốn trở về ngủ ngon. Bất giác nhẹ hừ một tiếng, Cổ Tam Thông không còn đi xem nàng, nghiêng đầu đi, lạnh như băng nói. Không khỏi sững sờ, Thượng Quan Khinh Yên một mặt kỳ quái, làm sao đứa nhỏ này đối nàng thái độ lạnh nhạt như vậy, còn một mặt tức giận, đây cũng là sinh người nào khí đâu. Một mặt không hiểu nhìn về phía Trác Phàm cũng là bất đắc dĩ bật cười một tiếng, lúng túng nói ách, ngươi chớ để ý, hắn thì tiểu hài tử tính khí phạm mà thôi. Vốn là hôm nay ta đáp ứng dẫn hắn đi ra ngoài chơi, kết quả. Ách, ngươi cũng biết, ta thân phận biến a, quý tộc tộc nhân lo lắng ta an nguy, đề nghị ta tốt nhất lưu trong phòng, cho nên đứa nhỏ này thì. Cái gì, ngươi nói bọn họ giam lỏng các ngươi. Trong mắt bất giác chừng một cái. Thượng Quan Khinh Yên nhất thời giận dữ, đây chính là các ngươi trạch viện, chúng ta ở chỗ này ở tạm đã thiếu các ngươi tình, bọn họ sao có thể như thế cách làm, đây không phải là tu hú chiếm tổ chim khách sao? Hừ, chúng ta Thượng Quan gia tại sao có thể có như thế đồ vô sỉ? Tiểu Tam Tử đừng tức giận, nay Thiên cô nhất định sẽ mang ngươi ra ngoài. Nói, Thượng Quan Khinh Yên đã là mặt mũi tràn đầy sương lạnh, hùng hùng hổ hổ ôm lấy Cổ Tam Thông hướng đại ngoài cửa đi đến, mắt phượng hàm sát. Nhẹ liếc nhìn hắn một cái, Trác Phàm không khỏi nhếch miệng lên, lộ ra một cái tà ác đường cong, xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, cũng vội vàng đuổi theo. Tiểu thư, cùng lúc trước hoàn toàn hai loại thái độ, cái kia hai đại hán nhìn thấy Thượng Quan Khinh Yên đến, không khỏi vội vàng khẽ khom người, cung kính bái nói. Tức giận chừng bọn họ liếc một chút, Thượng Quan Khinh Yên chửi ầm lên, các ngươi chuyện gì xảy ra, nơi này chính là cổ phủ, dựa vào cái gì hạn chế Cổ gia cha con hành động. Chẳng lẽ các ngươi thật cùng cường đạo đồng dạng, cưỡng chiếm người ta trạch viện sao? Ta Thượng Quan gia coi trọng nhất lễ nghĩa liêm sỉ đều quên sạch sẽ hay sao? Tiểu thư thứ tội, cái này. Nhanh chóng vội vàng khom người cúi đầu, hai người lẫn nhau nhìn xem về sau, lại là có chút khó khăn nói, đây đều là gia chủ ý tứ, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi a. Mi đầu nhìn không được run run, Thượng Quan Khinh Yên không khỏi giật mình, cha ta. Làm sao có thể, hôm qua hắn còn nói để cho các ngươi đối xử tử tế bọn họ cha con, muốn bình an vô sự, thậm chí còn nhận xuống cái này cháu ngoại. Ách vâng, đại khái cũng là bởi vì gia chủ quá mức thương yêu cái này mới nhận biểu thiếu gia, sợ hắn ra chuyện, mới không muốn hắn đi ra ngoài đi lại a, dù sao bên ngoài bây giờ cũng không yên ổn.
Đánh giám. Hai người kia vội vàng một trận giải thích, cũng là bị thượng quan Khinh Yên lúc này ngắt lời nói, đừng tưởng rằng bản tiểu thư không biết trong này từng đạo, bọn họ cùng chúng ta thượng quan gia lại không lớn như vậy liên hệ, tại cái này Phi Vân Thành có thể xảy ra chuyện gì. Các ngươi cũng là muốn giam lỏng bọn họ mà thôi. Hừ, các ngươi đều là ta mang đến, hiện tại thế mà ra loại sự tình này, không thể nói được bản tiểu thư đến vì nhà này tránh thức chủ nhân chỗ dựa. Đều tránh ra cho ta. Bản tiểu thư hôm nay liền muốn mang tiểu tam tử cùng cổ tiên sinh cùng đi ra. Ách, cái này. Mi đầu thật sâu nhăn lại, hai người lẫn nhau nhìn xem, lại là một mặt vẻ làm khó, không biết nên như thế nào chỗ chi. Trác Phàm thì ở một bên lạnh lùng nhìn lấy, cũng không chen vào nói. Tuy nhiên hắn muốn sử dụng thượng quan gia vì hắn mở đường, nhưng cũng không để ý tại trong lúc này xuất sắc một cái tồn tại cảm giác, làm một số nội bộ mâu thuẫn đi ra. Miễn cho để một số thượng quan gia đau đầu đụng tới, coi hắn là quả hồng mềm nắm. Hắn ở trước mặt mọi người không thể ra tay, chẳng phải là muốn ăn thiệt thòi. Hiện tại cái này vừa ra huyên náo vừa tốt, để tất cả mọi người biết, thượng quan gia đại tiểu thư cho hai người phụ tử bọn hắn chỗ dựa đây, cũng miễn cho một số nhàm chán người cố ý gây chuyện. Cùng một người không có chuyện gì liếc một chút, Trác Phàm thì yên lặng đứng ở một bên, trong lòng cười lạnh, quan sát vị đại tiểu thư này. Cùng thượng quan ra hai cái nô tài, mắt lớn chừng mắt nhỏ rằng co. Thế nhưng là, đúng vào lúc này, nơi này tất cả mọi người rơi vào rằng co giai đoạn trong lúc đó, một tiếng quát nhẹ lại là đột ngột vang lên, biểu muội, cứu cứu gọi ngươi đi một chuyến. Còn có cổ huynh cùng đứa bé kia, cũng cùng đi đi. Nghe được lời này, cái kia hai đại hán không khỏi thở dài ra một hơi, gia chủ rốt cục muốn đem đại tiểu thư triệu hoán đi. Không phải vậy lời nói, rằng co tiếp nữa. Bọn họ thế nhưng là càng phát ra khó xử. Ta đi trước gặp cha ta, một hồi lại đến thu thập các ngươi hai cái, hừ. Hung hăng chừng bọn họ liếc một chút, thượng quan Khinh Yên ôm lấy cổ Tam Thông xoay người rời đi, cổ tiên sinh, chúng ta cùng đi gặp cha ta, đòi cái công đạo. Cười nhạt một tiếng, Trác Phàm hơi hơi gật gật đầu, rất tự nhiên đi theo nàng đằng sau. Đụng, thế nhưng là, đi tới, một bóng người lại là bỗng dưng cản ở trước mặt hắn. Hắn không có phanh lại chân, nhất thời liền đụng vào, còn đem chính mình chấn đến liên tục lui về phía sau 5 bước mới dừng lại. Dương mắt nhìn lên, lại chính là cái kia mới vừa tới truyền lời thượng quan Ngọc Lâm không thể nghi ngờ. Thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm không khỏi trong lòng cười lạnh, thật sự là nói đau đầu đến. Hôm qua va chạm, hôm nay lại va chạm, rõ ràng muốn nháo sự a. Mà giờ này khắc này, thượng quan Khinh Yên tựa hồ tại nổi nóng. Đã là ôm lấy cổ Tam Thông đi xa, không có chút nào phát giác được Trác Phàm bị cản lại. Xa xa mà nhìn xem nàng bóng người dần dần biến mất về sau, cái kia thượng quan Ngọc Lâm mới quay đầu chăm chú nhìn chăm chú về phía Trác Phàm, khinh thường bĩu môi, cười lạnh thành tiếng, về sau cách tiểu thư xa một chút, các ngươi đối với nghèo hèn cha con, coi như trèo lên cành cây cao, cũng thành không phượng hoàng. Nói, thượng quan Ngọc Lâm đã là cười nhạo lấy, quay người rời đi. Mi đầu hơi nhíu, Trác Phàm nhìn chằm chằm hắn, lại là nhịn không được bật cười dao động cái đầu. Ai, đây chính là thế gia con cháu a, hư không có thiên phú, lại tầm nhìn hạn hẹp. Ngươi chằm chằm đến là thượng quan gia danh vị, làm sao biết lão tử có càng cao truy cầu đâu. Chậm rãi lắc lắc đầu, Trác Phàm căn bản khinh thường đến cùng hắn tranh giành, sau đó chậm chậm đuổi theo đi. Rất nhanh, mọi người liền lần lượt tất cả đều đến đại sảnh trước, mà thượng quan gia chủ. Thượng quan Phi Hùng đã chờ từ sớm ở chỗ đó đã lâu, vừa thấy mình phụ thân mặt, thượng quan Khinh Yên liền nhịn không được phàn nàn lên. Ha ha ha, tốt, lão phu chỉ là để bọn hắn bảo vệ tốt cha con bọn họ mà thôi, ai biết đám người kia không hiểu chuyện, về sau lão phu hội thật tốt răn dạy một phen. Hơi hơi khoát khoát tay, thượng quan Phi Hùng không hổ là nhất gia chi chủ, loại chuyện nhỏ nhặt này rất nhanh liền đẩy đến phía dưới trên thân người, sau đó trực tiếp tiến vào chính đề. Nhìn về phía Trác Phàm nói, Nhất Phàm, người bây giờ là ta người nhà họ thượng quan, liền nên gánh vác lên ta thượng quan ra trách nhiệm tới. Bây giờ chúng ta mấy lão già không tốt tại trong thành đi lại, như vậy trong thành tìm hiểu tin tức nhiệm vụ thì giao cho ngươi. Khinh Yên, Ngọc Lâm, các ngươi một sáng một tối, theo bên cạnh hiệp trợ. Trước mắt không khỏi sáng lên, thượng quan Khinh Yên nhất thời vui vẻ nói, nhỏ như vậy tam tử bọn họ có thể ra ngoài. Đương nhiên. Khóe miệng hơi vểnh lên, thượng quan Phi Hùng cười khẽ một tiếng, lão phu sớm nói,
đó là hạ nhân hiểu lầm lão phu ý tứ, lão phu chưa từng có hạn chế qua bọn họ hành động. Quá tốt! Một tiếng kinh hỉ kêu to, thượng quan Khinh Yên ôm lấy tiểu tam tử một trận cuồng hô, tiểu tam tử rất cho mặt mũi cũng là lộ ra một cái ngây thơ nụ cười. Chỉ có Trác Phàm, hai mắt loạn chuyển, không biết đang suy tư điều gì. Phồn hoa trên đường cái, hai lớn một nhỏ ba đạo nhân ảnh, tại hối hả trong đám người đi song song, vì thế nhân thuyết minh cái gì gọi là hạnh phúc nhà ba người. Trác Phàm cùng thượng quan Khinh Yên phân đứng hai bên, cổ tam thông đứng ở trung gian, phân đừng lôi kéo hai người bàn tay, một bộ phụ mẫu mang theo hài tử đi ra ngoài du ngoạn ấm áp hình ảnh, để bốn phía mọi người một trận ước ao ghen tị, càng là bị rất nhiều độc thân cẩu nhóm 10.000 điểm trở lên hung ác đả kích. Riêng là cái kia trốn ở tối tăm trong góc một bóng người, càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, toàn thân phát run, hai mắt đỏ bừng, lại chính là thượng quan Ngọc Lâm không thể nghi ngờ. Lần này thượng quan Phi Hùng để bọn họ mấy người trẻ tuổi đi ra tìm hiểu tin tức, dù sao những lão gia hỏa kia thực lực quá mạnh, cũng quá trợt mắt, một khi gặp phải Phi Vân Thành đội tuần tra, tất nhiên thân hình bại lộ. Mà Trác Phàm bọn họ khác biệt, thần chiếu hóa hư tu vi, ở chỗ này là trạng thái bình thường, cũng lật không nổi cái gì sóng lớn, ngược lại sẽ không để cho đội tuần tra quá chú ý. Cho dù là thượng quan Ngọc Lâm dạng này vừa mới đột phá dung hồn cảnh tu vi, cũng sẽ không khiến cho quá quan tâm kỹ càng, bởi vì quá bình thường. Cho nên, bốn người bọn họ đi ra tìm hiểu tin tức, tương đối mà nói, ngược lại an toàn hơn được nhiều. Dù sao con kiến hôi, người nào cũng sẽ không quá chú ý. Mà bốn người phân công, lại là lấy thượng quan Ngọc Lâm từ một nơi bí mật gần đó, Trác Phàm ba người ở ngoài sáng tiến hành. Ai bảo Trác Phàm là cái kia tòa nhà chủ nhân, tại Phi Vân Thành có ghi chép đây, thượng quan Ngọc Lâm một cái không hợp đồng, tuy nói đội tuần tra không thèm để ý hắn tu vi, nhưng vạn nhất tiến lên tra một cái, hắn thì lộ tẩy, bởi vậy chỉ có thể một mực tiềm hành chỗ tối, như một cái tránh thức độc thân uông giống như, đầy mắt ghen ghét phải xem lấy ba người hạnh phúc mỹ mãn dạo phố mua sắm. Một khỏa phổi đều muốn tức điên. Cha, ta muốn cái này. Tốt, mua. Cô, ta muốn cái kia. Tốt, mua. Cha, cô, ta muốn toàn bộ. Tốt, đều mua. Liếc nhìn nhau, Trác Phàm cùng thượng quan Khinh Yên lôi kéo cổ tam thông, một trận vui vẻ bật cười. Chỉ có trong bóng tối thượng quan Ngọc Lâm, nhìn lấy tình cảnh này, liên tục than thở. Trên đời tàn nhẫn nhất một màn. Không phải nhìn lấy chính mình ngưỡng mộ trong lòng đối tượng cùng khác nam nhân cùng một chỗ, mà chính là nhìn đến, chính mình còn không thể làm một người bóng đèn, ngăn cản bọn họ. Loại này thật sâu bất lực, thật sự là mau đưa thượng quan Ngọc Lâm muốn chọc giận đến thất khiếu chảy máu. Bất quá không có cách, ai bảo hắn cái không hợp đồng, không thể gặp ánh sáng mặt trời đây, chỉ có thể âm thầm trốn ở trong bóng tối, chịu đựng loại này tra tấn. Đương đương đương. Bỗng nhiên. Phồn hoa phiên chợ bên trong một trận chiêng đồng gõ lên, tất cả mọi người ánh mắt không khỏi tất cả đều bị cái kia dị hưởng hấp dẫn, cho dù Trác Phàm bọn họ cũng giống như vậy, sau đó mọi người liền cùng nhau hướng nơi đó đi tới, muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Kết quả, nơi đó là cái cột thông báo, gõ cái chiêng cũng là Phi Vân Vương phủ một gã hộ vệ, dung hồn cường giả. Nhìn thấy tất cả mọi người tụ tập đến nơi đây, người kia không khỏi vội ho một tiếng. Nhất chỉ bên cạnh vừa mới dán ra thông báo nói, Phi Vân Thành tất cả mọi người chú ý a, đế đô 10.000 dặm đến báo, gần đây ta kiếm tinh đến nước đệ nhất thiên tài, thái tử điện hạ bởi vì tu luyện ra xóa, đan điền tổn hại, vô số luyện đan sư thúc thủ vô sách. Hiện đặc biệt phổ biến mời thiên hạ luyện đan sư, cùng đi đế đô đến khám bệnh tại nhà. Chư vị nếu người nào có như thế bản lĩnh, đều có thể đến Phi Vân Vương phủ báo danh, tại nghiêm túc sàng chọn về sau. Chúng ta hội các vị thượng đế đều nhậm chức. Vô luận có thể hay không cứu chữa tốt thái tử, đều là một mảnh tiền đồ rộng lớn. Đi qua đi ngang qua, tuyệt đối không nên bỏ lỡ a. Người kia một trận hô quát, mọi người thấy đến lại là dị sắc gợn sóng, hai mắt sáng lên. Tại Trung Châu cái này khu vực, không có bất kỳ cái gì tông môn có thể nói, kiếm tinh đế nước cũng là một châu thống soái. Nếu là có thể tại đế đô mưu đến một cái chức vị, cái kia thật có thể nói là trên vạn vạn người, tương lai tươi sáng một mảnh a. Kết quả là, mọi người tất cả đều xì xào bàn tán lên, có càng là mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, dường như hắn đã nhất định phải được một dạng. Hơi hơi mò sờ cằm, Trác Phàm nhìn lấy đây hết thảy, lại là ánh mắt híp lại, trong lòng suy nghĩ. Lúc này ra thái tử một chuyện, không biết là thật là giả, bất quá bất luận như thế nào,
ngược lại là một cái chui vào Phi Vân Vương phủ cơ hội tốt ha. Nếu là có thể sớm điều tra đất tốt hình, dù nói thế nào, đối với hắn chuyến này nhiệm vụ cũng là rất có ích lợi a. Cổ, ách không, biểu ca. Trên mặt một trận hưng phấn, Thượng quan Khinh Yên nhìn về phía Trác Phàm, vừa định lối ra, lại là đột nhiên trì trệ, lập tức đổi giọng, sau đó nhìn xem không có người, mới vội vàng nói, chúng ta bây giờ đi ra rất lâu, tiểu tam tử hẳn là cũng mệt mỏi, chúng ta vẫn là trở về đi. Thật sâu liếc nhìn nàng một cái, Trác Phàm trong lòng không sai, xem ra nàng là muốn đem tình báo này mau chóng truyền về. Sau đó, Trác Phàm liền gật gật đầu, cùng với nàng cùng một chỗ quay trở về. Thế nhưng là, còn không đợi bọn hắn đi ra bao xa, một đạo hắc ảnh lại là bỗng dưng xông tới, một tay lấy bọn họ chộp tới đến một cái nơi hẻo lánh bên trong, ngẩng đầu nhìn qua, lại chính là Thượng quan Ngọc Lâm không thể nghi ngờ. Trong mắt mang theo nghi ngờ, Thượng quan Khinh Yên một mặt khó hiểu nói, biểu ca, ngươi. Biểu muội, ngươi trước mang theo hài tử trở về báo tin, cổ huynh mượn ta một hồi. Sắc mặt một trận nghiêm túc, Thượng quan Ngọc Lâm bình tĩnh nói. Vừa mới ta tựa hồ nhìn đến một số Phi Vân Vương phủ nhân viên tại bí mật hành động, ta không tốt tùy ý hiện thân, muốn cho cổ huynh cho ta đánh cái yểm hộ, đi điều tra một chút. Không nghi ngờ gì, Thượng quan Khinh Yên trầm ngâm một chút, ngưng trọng gật đầu tốt, đã như vậy lời nói, các ngươi nhất định muốn an toàn hành sự. Riêng là biểu ca, ngươi nhất định muốn đem cổ tiên sinh an toàn mang trở về, hắn mới thần chiếu cảnh, ở chỗ này nhưng ai đều đánh không lại. Tốt, ngươi yên tâm đi. Biểu muội, ta nhất định sẽ đem hắn bình yên vô sự mang về. Trong mắt một đạo hung ác vẻ oán độc lóe lên liền biến mất, Thượng quan Ngọc Lâm mỉm cười, lộ ra hiền lành khuôn mặt. Thấy tình cảnh này, Thượng quan Khinh Yên cũng lại yên lòng cười cười, thế nhưng là Trác Phàm đã nhìn ra bên trong manh mối. Bất quá Trác Phàm cũng không để ý, hắn ngược lại muốn nhìn xem, tiểu tử này đến tột cùng muốn làm cái gì nhiều kiểu. Cứ như vậy. Thượng quan Khinh Yên ôm lấy cổ Tam Thông cấp tốc hướng Trạch viện chạy về, Thượng quan Ngọc Lâm thì là kéo một phát Trác Phàm cánh tay, hướng về nơi xa một mảnh xanh tươi tốt sơn lâm tiến đến, trong mắt đều là sát phạt vẻ tàn nhẫn. Cái gì? Phi Vân Vương phủ muốn chiêu luyện đan sư? Trong Trạch viện trong đại sảnh, Thượng quan Phi Hùng nghe đến tin tức này, không khỏi sững sờ, sau đó sắc mặt cấp tốc ngưng trọng lên, hai mắt yên lặng nhìn về phía vừa trở về Thượng quan Khinh Yên nói, Yên Nhi, tin tức này có thể tin được không? Bình tĩnh gật đầu, Thượng quan Khinh Yên thở không ra hơi nói, đương nhiên, đi đầy đường đều truyền khắp. Như vậy, tin tức này quả nhiên là không giả. Mi đầu thật sâu nhíu lại, Thượng quan Phi Hùng hai con ngươi tinh quang chợt hiện, cái này, nhưng nói là chúng ta đột tiến vương phủ một cái cơ hội tốt ha, chỉ là, có phải có lừa dối đây, ngay tại lúc này. Ngưng lông mày suy tư rất lâu. Thượng quan Phi Hùng mới dương mắt nhìn xem bốn phía, ngạc nhiên nói a, Ngọc Lâm cùng tiểu tử kia đâu? Biểu ca nói phát hiện Phi Vân Vương phủ manh mối, đem cổ nhất phàm mượn đi đánh yểm trợ. Há, Ngọc Lâm luôn luôn bình tĩnh ổn định, hắn làm như thế, nhất định có hắn lý do. Cổ nhất phàm đi cùng với hắn, cần phải không có việc gì. Thật dài ra một hơi, Thượng quan Phi Hùng hai con ngươi híp lại, tiếp tục suy tư cái này vừa mới truyền về tin tức. Sau đó cái gì cũng không nói, đi về phía hậu viện đi đến. Rất nhanh, hắn liền tới đến một gian quen thuộc phòng ngủ, đẩy cửa đi vào, cái kia ba tên lão giả vẫn tại trên giường yên tĩnh tính tọa. Khom người cúi đầu, Thượng quan Phi Hùng đem tin tức này từng cái bẩm báo, sau đó nhíu chặt lông mày do dự nói, chỉ là không biết tin tức này, đến tột cùng là cơ hội, vẫn là cái bẫy. Nguy cơ, gặp nguy hiểm mới có cơ hội địa phương. Cũng nhất định nương theo lấy nguy hiểm tới gần. Ánh mắt hơi hơi mở ra, một lão giả đạm mạc lên tiếng, bất kể nói thế nào, đây là chúng ta thăm dò Phi Vân Vương phủ địa hình một cái cơ hội tốt, tổng so với chúng ta con ruồi không đầu đồng dạng ngạnh sông còn mạnh hơn nhiều a. Giống lần trước, chúng ta thế nhưng là tổn thất nặng nề, liền con gái của ngươi đều trọng thương tại thân, kém chút chết. Ai, nói thật, lúc trước thật không nên mang những tiểu tử này đến a. Chậm rãi lắc đầu, Thượng quan Phi Hùng thật sâu cúi đầu, cung phụng nói quá lời, ta thượng quan gia tộc người, không có hạng người ham sống sợ chết, cũng không có thân thể kiêu ngạo thịt mắt chi đồ, cho dù là nữ nhi của ta cũng giống vậy. Vốn là mang những tiểu tử này đến, cũng bất quá là bởi vì bọn hắn cùng cái kia Thượng quan Phi Vân không quen, thời điểm then chốt có thể làm cái thám tử, sẽ không bị người kia nhận ra. Lần trước bị đối phương tìm hiểu nguồn gốc, trực kích chúng ta xào huyệt,
làm cho những tiểu tử này bị tách ra, cũng thật sự là cái ngoài ý muốn a. Bất quá lần này kế hoạch chúng ta tường tận, hẳn là sẽ không xuất hiện như lần trước như thế nguy nan. Chỉ hy vọng như thế đi. Thật sâu hít một hơi, lão giả kia thăm thẳm thở dài, vốn là chúng ta những lão gia hỏa này cũng không đáng kể, lần này tới đến Trung Châu, vốn là đánh lấy bỏ rơi thân này lão cốt đầu dự định, cũng muốn đem thần binh đoạt lại. Chỉ là những tiểu tử kia còn tuổi nhỏ, chính là ta Đông Châu tương lai căn cơ, coi là thật không đành lòng bọn họ có chỗ tổn thương a. Nghe được lời này, thượng quan Phi Hùng cũng là khẽ gật đầu, than nhẹ một tiếng. Đúng lúc này, một tên lão giả khác cũng mở ra hai con ngươi, thản nhiên nói, lão nhị, hiện tại người đều đến, muốn đi cũng không dễ dàng như vậy, nói nhiều như vậy làm gì. Chúng ta bây giờ mục đích, là như thế nào xác định Phi Vân Vương phủ bên trong thần binh vị trí. Lần này Vương phủ chiêu mộ luyện đan sư, bất kể như thế nào, đều là một cơ hội. Chỉ là chúng ta nơi này có người nào, có thể đảm nhiệm chui vào Vương phủ cái này một sứ mệnh đâu. Chúng ta những lão gia hỏa này khẳng định không thể lộ diện, tuy nhiên thượng quan Phi Vân người kia đã rời đi Đông Châu hơn 100 năm, nhưng đối với chúng ta, hắn lại là quá quen thuộc, mặc kệ chúng ta như thế nào che giấu, đều rất dễ dàng bị hắn nhận ra. Nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, thượng quan Phi Hùng mi đầu sâu nhăn, mở miệng yếu ớt, như vậy nhiệm vụ lần này, chỉ có thể theo tiểu bối bên trong tuyển. Chỉ bất quá tiểu bối bên trong, người nào luyện đan thuật có thể lực lượng mới xuất hiện, thành công chúng tuyển Vương phủ bên trong đâu. Lời vừa nói ra, mọi người liếc nhìn nhau, lại là nhìn không được thẳng lắc đầu, ai, chúng ta thượng quan gia tộc, tu hành thiên tài cũng không thiếu, nhưng có vẻ như cũng không luyện đan kỳ tài a. Nói đúng a, luyện đan thuật cùng tu vi, công lực, kỹ pháp đều có quan hệ, ba cái hợp nhất, phương thành đại sư. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, tên lão giả kia thở dài nói, lần này Phi Vân Vương phủ chiêu mộ luyện đan sư, nhất định cao thủ tụ tập, nếu là không có dung hồn cảnh thực lực, chỉ sợ rất khó nổi bật đi ra a. Như vậy như thế tới nói, chỉ có thể để Ngọc Lâm thử một chút. Dương mắt nhìn ba người liếc một chút, thượng quan Phi Hùng thì thào lên tiếng. Liếc nhìn nhau, ba tên lão giả đều là bất đắc dĩ gật gật đầu. Đúng vậy a, tuy nhiên hắn không tốt luyện đan thuật, nhưng thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể có tư cách này cùng được tuyển chọn cơ hội, cũng chỉ có hắn. Như vậy như thế nói đến, thái tử sự tình là giả đi. Một gian rộng rãi trong đại sảnh, phục trang đẹp đẽ, tráng lệ. Một vị khuôn mặt như ngọc, phong thần tuấn lãng trung niên nhân, lẳng lặng mà ngồi tại bên trong thủ tọa vị trí. Trong tay bát trà, ba nhẹ nhàng gõ vang lên, một đôi giống như có thể xem thấu hết thảy tia điện, thẳng tắp tìm đến phía bên tay trái thủ tọa vị trí. Mà chỗ đó, đang ngồi lấy một vị mặt ngậm mỉm cười, nhìn qua cực kỳ điềm tĩnh người trẻ tuổi. Tựa hồ là một vị yếu đuối như thư sinh. Quanh người không có chút nào nam tử bá khí có thể nói. Bất quá, cái kia một đôi sâu không thấy đáy song đồng, lại là để thủ tọa lên người trung niên kia cũng nhìn không được lộ ra nghiêm túc chi sắc, không dám chậm trễ chút nào thái độ. Thừa tướng đại nhân, người đây cũng là diễn vở kịch nào a? Khóe miệng xẹt qua một đạo lạnh nhạt đường cong, người tuổi trẻ kia không khỏi mỉm cười, nhìn về phía thủ tọa phía trên chủ nhân, gật đầu, ha ha ha. Đây cũng chính là tại hạ muốn thỉnh giáo Phi Vân Kiếm Vương vấn đề, gần hai tháng trước đó, quý phủ phát sinh đại sự như thế tình, mấy trăm tuyệt thế cường giả đại náo vương phủ, kiếm vương vì sao không có hướng đế đô bẩm báo tình hình thực tế. Không sai, cầm đầu trung niên nhân kia, chính là Trung Châu cửu vực cửu đại kiếm vương một trong, cũng là cái này Phi Vân Vương phủ chủ nhân, trước Đông Châu đệ nhất cao thủ, thượng quan Phi Vân không thể nghi ngờ. Xuống bài người trẻ tuổi này. Thì là kiếm tinh đế quốc số ít mấy cái có thể cùng cửu kiếm vương sánh vai cùng nhau, lại chấp trưởng đế quốc ngập trời quyền thế quyền thần, đế quốc thừa tướng, Bách Lý Kinh Vĩ. Giờ này khắc này, Bách Lý Kinh Vĩ ngàn dặm xa xôi, theo đế đô thẳng đến hắn Phi Vân Vương phủ phủ đệ, còn vừa vào cửa thì đối với hắn Vương phủ hộ vệ khoa tay múa chân, hướng ra phía ngoài ban bố thái tử trọng thương, cả nước mời chào luyện đan sư bố cáo. Nhưng là bây giờ, hắn vậy mà còn nói. Đây là một cái tin tức giả, không khỏi làm thượng quan Phi Vân 10 phần ảo não. Cảm giác tiểu tử này có chút tu hú chiếm tổ chim khách, đảo khách thành chủ ý tứ. Xin nhờ, coi như ngươi là đế quốc thừa tướng, nhưng ngươi đi vào ta khu quản hạt, lại giống như sai xử chính ngươi nô tài giống như, chỉ huy ta người, làm ngươi sự tình. Nếu là việc này thật chặt gấp cũng liền thôi,
quan trọng đây là cái rất là kỳ lạ Ô Long Cục, sớm cũng không báo cáo hắn một tiếng, nhất thời để hắn có loại bị mất quyền lực cảm giác, trong lòng tức giận. Chỉ là mấy cái mâu tặc hại dân hại nước, ta thượng quan Phi Vân chẳng lẽ còn giải quyết không sao? Loại chuyện nhỏ nhặt này, cần phải hướng đế đô báo cáo. Lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, thượng quan Phi Vân sắc mặt không tốt, tiếp lấy vừa nhìn về phía dưới tay bên tay phải vị trí, thản nhiên nói, nếu là mọi thứ đều hướng đế đô báo cáo, há không lộ vẻ chúng ta Cửu Kiếm Vương đều là bất tài sao? Ngươi nói đúng à, Đan huynh? Ừ. Một mực cầm lấy một cái ố vàng hồ lô rượu ngửa mặt lên trời uống vào, tựa hồ hoàn toàn không để ý đến bọn họ đang nói cái gì, chờ thượng quan Phi Vân tra hỏi truyền đến, người kia mới thân thể trì trệ, chậm rãi đem rượu ấm cầm xuống, lại là trèo lên thì lộ ra một trương quen thuộc lão già nát rượu khuôn mặt. Nếu là Trác Phàm tại chỗ lời nói, nhất định sẽ giật nảy cả mình, trước Tây Châu đệ nhất cao thủ, Đan Thanh Sinh, vậy mà cũng xuất hiện ở đây. Nhìn không được đánh mấy cái tửu nấc, Đan Thanh Sinh không khỏi sờ sờ có chút phát hồng mũi đỏ, phảng phất có chút men say, khẽ cười một tiếng nói, Phi Vân huynh, đây là ngươi cùng Trăm Giảm thừa tướng sự tình, không có quan hệ gì với lão hủ. Các ngươi thương lượng liền tốt, nhưng chớ đem lão già ta liên lụy vào a, ta chính là cái hộ tống hộ vệ, xong việc về sau còn phải đem thừa tướng đưa về đế đô đi đây, ha ha ha. Lần này làm phiền Trảm Long Kiếm Vương, bất quá ta muốn trở về lộ trình chắc là rất thái bình, sẽ không lại làm phiền ngài đại giá. Khóe miệng hơi vểnh lên, Bách Lý Kinh Vĩ nhẹ nhàng cúi người, hướng Đan Thanh Sinh gật gật đầu, sau đó lại nhìn về phía thượng quan Phi Vân nói, Phi Vân Kiếm Vương, người rõ ràng trước mặt không nói tiếng lóng. Nếu là hai tháng trước xuất hiện tại quý phủ đám người kia chỉ là tiểu mao tặc lời nói, quý phủ sẽ bị đại náo đến câm như hến, liền toàn bộ Phi Vân Thành đều thần hồn nát thần tính. Bản tướng tới đây, cần gì phải nhất định muốn mời Trảm Long Kiếm Vương đến hộ tống. Mí mắt không khỏi run run, thượng quan Phi Vân không nói gì, chỉ là mặt âm trầm, giữ im lặng. Không khỏi cười nhạt một tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ chậm rãi đứng lên, mở miệng yếu ớt, Thực Kiếm Vương cùng bản tướng đều rất rõ ràng, lần này tới quý phủ đại náo, là các ngươi thượng quan gia cao thủ. Mà bọn họ mục đích, không thể nghi ngờ cũng là cái kia thanh bị Kiếm Vương ngài mang đến Trung Châu, Đông Châu Trấn Châu Chi Bảo, hướng Thiên Thần Kiếm. Thực Bốn Châu Trấn Châu Thần Kiếm, Lão Tổ Tông cũng sớm muốn kiến thức một phen. Lần này Kiếm Vương có thể đem Thần Kiếm mang đến, quả nhiên là to lớn công lao. Lão Tổ Tông nếu như biết rõ, nhất định sẽ rất là mừng rỡ. Bản tướng ở đây, thay Lão Tổ Tông hướng Kiếm Vương cúi đầu, cảm tạ ngài hiến kiếm chi công. Nói, cái kia Bách Lý Kinh Vĩ đã là hướng Thượng quan Phi Vân thật sâu bái hạ. Trong mắt hơi hơi run run, Thượng quan Phi Vân nhìn chằm chằm cái kia hiện lên 90 độ bái hạ dáng người, sắc mặt khuôn mặt có chút động, lại là cũng không nói lời nào. Bách Lý Kinh Vĩ cũng không để ý, thẳng lên, sắc mặt như thường, có điều, hiện tại Lão Tổ Tông đang lúc bế quan, không thể biết được tin tức này, cũng không tiện tự mình đến đây xem kiếm. Nhưng nếu là tại trong lúc này, thần kiếm bị cướp, Lão Tổ Tông ngày sau biết được, chẳng phải không vui một trận. Cái kia lão nhân gia ông ta, nhất định sẽ tương đương phẫn nộ. Hừ, người cầm bất bại kiếm tôn áp ta. Đụng một tiếng, thượng quan Phi Vân nhìn không được vỗ bàn một cái, hét lớn lên tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ tức giận. Chậm rãi lắc đầu, Bách Lý Kinh Vĩ tên sắc bình thản, thở dài một tiếng, Phi Vân Kiếm Vương chính là lão tổ tông thân bình tĩnh Kiếm Vương chi tôn, cùng hoàng thất ngang bằng, tại hạ không dám. Tại hạ chỉ là trình bày một sự thật, đến lúc đó lão tổ tông nổi giận, chỉ sợ không chỉ là Kiếm Vương, cho dù toàn bộ kiếm tinh đế quốc, cùng việc này có quan hệ, cũng phải có liên quan tới. Cho nên ta khi biết việc này về sau, liền ngựa không dừng vó chạy tới nơi này, còn mời cầu Thái tử Điện Hạ chờ hoàng thất thành viên phối hợp. Hiện tại, Thái tử đã chân không bước ra khỏi nhà, Thái tử trọng thương tin tức cũng truyền đến Trung Châu các nơi, vì chính là muốn trợ Kiếm Vương tiêu diệt kẻ trộm, giữ được thần kiếm không có sơ hở nào. Cái này cùng chúng ta đều cùng một nhịp thở a, chúng ta nhất định phải chân thành hợp tác mới được. Thật sâu liếc hắn một cái, thượng quan Phi Vân trong lòng suy nghĩ thật lâu, trên mặt nộ khí cũng dần dần tán đi xuống. Thế nhưng là ngươi tin tức này cho dù phát ra, thì có ích lợi gì? Bọn họ lại không ngốc, thật chẳng lẽ sẽ lên làm, tự động hướng ta Phi Vân Vương phủ chui sao? Ha ha ha, Kiếm Vương không cần lo ngại, ta đoán bình tĩnh cái này sàng chọn luyện đan sư thời điểm. Hẳn là thượng quan gia chúng kẻ trộm xa lưới thời khắc.
khóe miệng không khỏi nhếch lên một cái tà dị đường cong, Bách Lý Kinh Vĩ trong mắt tinh mang lóe lên, bình tĩnh lên tiếng, người chỗ lấy sẽ mắc sai lầm, không phải là bởi vì ngốc, mà là bởi vì tham. Tham chính là người lớn nhất kém tính, không có người sẽ không lên móc câu. Ta biết rõ lần thứ nhất bọn họ đánh bất ngờ vương phủ, chính là cứng đối cứng, tổn thương thảm trọng. Lần thứ hai đánh bất ngờ, nếu vẫn cứng đối cứng, bọn họ phần thắng rất thấp, bất quá chúng ta đem bọn hắn hoàn toàn tiêu diệt nắm chắc cũng rất ít. Như thế tới nói, chúng ta không bằng cho bọn hắn thả đường sống tiến đến, lấy trùng thiên kiếm làm mồi nhử, dùng luyện đan sư sàng chọn vì đường, cho bọn hắn trải bằng đánh bất ngờ vương phủ đường. Bất quá bọn hắn một khi tiến đến, chúng ta thì đóng cửa đánh cho, để bọn hắn một cái đều chạy không thoát. Như thế tới nói, Đông Châu lấy thượng quan gia cầm đầu, Đông Châu chiến lực đem về tổn thất hơn phân nửa, cho chúng ta ngày sau thẳng tiến Đông Châu, có thể nói là trừ rơi trong lòng họa lớn a. Ánh mắt khẽ híp một cái, thượng quan Phi Vân thật sâu nhìn lấy hắn, gật gật đầu, nguyên lai thừa tướng đại nhân ý tứ, không chỉ là muốn bảo vệ trùng thiên kiếm, càng quan trọng là vì đột tiến Đông Châu đại chiến làm chuẩn bị a. Ha ha ha, tại hạ vừa mới không phải nói a, tham là người đệ nhất kém tính, tại hạ cũng khó có thể thoát khỏi a. Trong mắt bỗng dưng lóe qua một đạo cơ trí ánh sáng, Bách Lý Kinh Vĩ khoan thai lên tiếng, có thể có như thế một cơ hội, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm. Nhìn chằm chằm hắn, thượng quan Phi Vân trầm ngâm nửa ngày, vừa rồi hơi hơi gật gật đầu, thừa tướng đại nhân quả nhiên trí tuệ vững vàng, bản vương bội phục. Không trải qua quan gia cũng không có gì luyện đan cao thủ, người dùng luyện đan sư tới cho bọn hắn trải đường, bọn họ sẽ đi sao? Cũng là bởi vì con đường này đối bọn hắn tới nói chẳng phải thông thuận, mới càng lộ vẻ chân thực, càng có sức hấp dẫn. Trong lòng không sai, Bách Lý Kinh Vĩ thăm thẳm lối ra, yên tâm đi, cùng đường mạt lộ người, người cho hắn quá thông thuận đường, hắn ngược lại không dám đi. Càng là loại này gập ghềnh con đường, hắn càng muốn nếm thử. Kiếm vương đại nhân, lớn nhất mấy ngày gần đây, xin đem vương phủ hộ vệ điều hành quyền giao cho bản tướng, lại đem thành cấm mở ra, thu hồi tuần tra vệ đội. Bản tướng cam đoan, không ra nửa tháng, nhất định đem cái đám chuột này đều bắt tận, để giải kiếm vương lo lắng. Thật sâu nhìn hắn rất lâu, thượng quan Phi Vân khẽ gật đầu, biểu thị đáp ứng. Bách Lý Kinh Vĩ gặp, trèo lên thì lộ ra hài lòng nụ cười, ngay sau đó liền một mặt tùy tiện nói, kiếm vương đại nhân, nghe nói quý phủ có một kỳ cảnh, không tại đế đô lôi ngâm cung phía dưới, có thể hay không mang tại hạ kiến thức một phen đâu. Thừa tướng đại nhân xin cứ tự nhiên. Trong phủ hộ vệ hội dẫn ngươi đi. Hơi hơi gật gật đầu, thượng quan Phi Vân đạm mạc mở miệng. Cười nhạt một tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ cúi người hành lễ, đi ra ngoài, đa tạ. Đúng, Trảm Long kiếm vương, có muốn xem chung một chút hay không? Ha ha ha, lão phu đối với thi thư họa tửu cảm thấy hứng thú, thừa tướng đại nhân tự tiện đi. Trước khi đi, Bách Lý Kinh Vĩ chợt quay đầu, nhìn về phía Đan Thanh Sinh chỗ đó. Nhưng là Đan Thanh Sinh lại là khẽ cười một tiếng, khoát khoát tay, thẳng uống lên tửu tới. Cười một tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ lắc lắc đầu, quay người lại, trực tiếp từ rời đi, ha ha ha. Vậy quá đáng tiếc, cảnh đẹp cùng thi thư họa thế nhưng mật thiết tương liên a. Chờ hắn bóng người đã đi xa về sau, thượng quan Phi Vân ánh mắt khẽ híp một cái, không khỏi thở dài, nhìn về phía một bên vẫn tại thẳng uống rượu Đan Thanh Sinh, lẩm bẩm nói, Đan huynh, nhìn đến a. Cái này Bách Lý Kinh Vĩ, bao quát toàn bộ kiếm tinh hoàng thất, xem ra đối với chúng ta kính sợ có phép, nhưng chúng ta trong lĩnh vực, thế nhưng là có không ít bọn họ thám tử a. Nơi này phát sinh sự tình, vậy mà không ra giây lát, đế đô chỗ đó liền biết. Hừ, đây chính là cửu kiếm vương sao? Ai, cái gì cửu kiếm vương, bất quá đều là tướng bên thua mà thôi. Không khỏi mỉm cười lấy lắc lắc đầu, Đan Thanh Sinh trong mắt tinh quang lóe lên. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, thực ta chỗ kia chỉ cần có thể trường bảo thái bình, có hay không thám tử, có bao nhiêu thám tử, thật không quan trọng. Ngươi ngược lại là cái người chủ nghĩa lý tưởng, chỉ nguyện kiến tạo chính mình lý tưởng quốc thì thỏa mãn. Ta năm đó nguyện ý đi theo bất bại kiếm tôn, cũng không phải vì cái này có tiếng không có miếng kiếm vương danh hào, mà chính là thật nghĩ đi theo cường giả bên người, đánh xuống một mảnh chính mình thiên hạ. Trong mắt tinh mang lóe lên, thượng quan Phi Vân bình tĩnh nói. Một ngày nào đó, ta sẽ dẫn lấy trùng thiên kiếm, trở thành Đông Châu chủ nhân. Chậm rãi nâng cốc ấm để xuống, thật sâu liếc hắn một cái, Đan Thanh Sinh bất giác sủi cười ra tiếng, Đông Châu chủ nhân. Ai,
khác si tâm vọng tưởng. Một ngày nào đó, cái này toàn bộ đại lục, đều là kiếm tinh đế quốc vật trong túi. Chúng ta mạo xưng, chỉ là một mảnh khu vực người quản lý mà thôi, căn bản không gọi được chủ nhân. Đó là ngươi. Hung hăng nguyết hắn một cái, thượng quan Phi Vân không cam lòng khẽ cắn môi, ta sẽ không, tuyệt sẽ không. Siêu siêu. Thâm thúy rừng rậm ở giữa, hai đạo tiếng xé gió lần lượt mà lên, ngay sau đó, nhưng gặp hai đạo bóng đen lóe qua, tại trong núi rừng lóe lên, lẫn nhau giao thoa, chờ dừng thân hình, mới lộ ra hai đạo thân ảnh quen thuộc. Bên trong một cái anh tuấn thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú, toàn thân tản ra cuồn cuộn dung hồn cảnh cường giả khí tức, lại chính là thượng quan Ngọc Lâm không thể nghi ngờ. Một cái khác theo sát về sau, tuy nhiên diện mạo bình thường, nhưng trong hai con ngươi lại là không nói ra thâm thúy, lộ ra một cỗ khí tức thần bí, chính là Trác Phàm tại đi theo phía sau. Không khỏi hướng về phía trước thăm dò đầu, Trác Phàm nhìn lấy phía trước mênh mông rừng trúc, trong mắt giả bộ mê vẻ nghi hoặc, nhìn về phía một bên thượng quan Ngọc Lâm nói ây. Đại biểu ca, phía trước có cái gì kỳ quặc à, ta làm sao cái gì đều không nhìn thấy. Mẹ nó, ai là của ngươi đại biểu ca, cái này hỗn trướng lưu manh, thật mẹ hắn hội làm thân thích. Khó trách biểu muội bị hắn hoa ngôn xảo ngữ, mê đến thần hồn điên đảo. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, thượng quan Ngọc Lâm trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra một tia cười yếu ớt, chỉ phía trước thâm thúy chỗ, lộ ra quỷ dị sắc mặt, cổ huynh, vừa mới ta nhìn thấy Phi Vân Vương phủ hộ vệ tựa hồ hướng bên trong đi, ta không tiện ra mặt, còn xin ngươi thay ta đi dò xét cha một chút. Như là đụng phải bọn họ, liền nói ngươi đến trong núi ngắm cảnh, nhất định không có vấn đề. Ha ha ha. Thật sao, thế nhưng là ta không có thấy có người đi qua dấu vết ha. Khẽ chau mày, Trác Phàm dò xét cái đầu hướng về phía trước nhìn xem, hai mắt trâu lại là hai bên loạn chuyển, tại suy nghĩ lấy cái gì. Đem hắn hướng về phía trước nhẹ nhàng đẩy đẩy, thượng quan Ngọc Lâm khóe miệng tà tiếu càng ngày càng thịt, thậm chí liền âm thanh đều biến đến quyến rũ tà mê hoặc lên, ngươi lại hướng nhìn đằng trước nhìn, sẽ không sai. Vừa mới thật có Phi Vân Vương phủ hộ vệ đi qua nơi này, không biết là đi làm cái gì, người đi tìm hiểu một chút, nhất định có thể vì cứu cứu lập xuống đại công. Vậy dạng này lời nói, ta đương nhiên kẻ cầm đầu. Mi đầu hơi hơi lay động, Trác Phàm theo thượng quan Ngọc Lâm ý tứ, từng bước một tiến về phía trước. Thế nhưng thượng quan Ngọc Lâm lại là cố ý lui về phía sau lui thân thể, chờ Trác Phàm đã hoàn toàn đi tại trước mặt hắn, liền khóe mắt liếc qua đều liếc không đến hắn lúc. Hắn ánh mắt lại là bỗng dưng băng lãnh lên. Thậm chí, cái kia băng lãnh trong ánh mắt, còn kèm theo trần trụi sát ý. Hô! Đột nhiên, thượng quan Ngọc Lâm đột nhiên đánh ra nhất trường, thẳng đối Trác Phàm áo lót. Trong lòng bất giác run lên, Trác Phàm giật nảy cả mình, tuy nhiên hắn sớm biết cái này thượng quan Ngọc Lâm đối với hắn không tốt, nhưng vẫn là không có nghĩ đến, tiểu tử này lại thực có can đảm vẫn xuống tay với hắn. Dù sao, đây cũng không phải là hắn một người sự tình, còn việc quan hệ cả quan gia đến đây tất cả mọi người an toàn. Hắn cái này Phi Vân thành cổ gia chính quy hộ chủ yếu là có cái vạn nhất lời nói, Phi Vân Vương phủ một lần nữa người đặt hàng điều tra lời nói, bọn họ ai đi đỉnh. Không thể nói được, liền bị người ta bắt gọn, như chuột bị mèo truy một dạng, đầy thành chạy trốn. Riêng là bọn họ những thứ này thực lực yếu, lại càng dễ lạc đàn bị bắt. Bên trong liên lụy to lớn. Cái này thượng quan Ngọc Lâm cũng không giống là loại kia đần độn đứa ngốc, hẳn là sẽ không phân rõ nặng nhẹ đi. Trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, Trác Phàm mi đầu sâu nhăn, một mặt do dự, một trưởng này, hắn đến tột cùng cái kia tránh vẫn là không tránh. Nếu là tránh đi, hắn thực lực nhất thời liền bại lộ, không thể nói được liền phải đem tiểu tử này làm thịt, giết người diệt khẩu. Nhưng cứ như vậy, sau khi trở về còn phải tìm đáng tin giải thích. Không phải vậy rất dễ dàng gây nên thượng quan gia hoài nghi. Nhưng nếu là không tránh lời nói, một trưởng này đánh ở trên người hắn, hắn cái kia có phản ứng gì? Thần chiếu cảnh phản ứng, hóa hư cảnh phản ứng, vẫn là dung hồn cảnh phản ứng. Dù sao hắn thân thể đã rất cường hãn, không tại dung hồn cảnh phía dưới. Đón đỡ một trưởng này không sao cả, nhưng về sau muốn thế nào chỗ chi, còn phải suy nghĩ thêm. Không thể nói được, lại là thực lực bại lộ. Phải đem tiểu tử này làm thịt. Trong lúc nhất thời, Trác Phàm tình thế khó xử, muốn lại không phải mình an nguy, mà chính là muốn hay không chịu hắn nhất trưởng vấn đề. Cái này nếu để cho thượng quan Ngọc Lâm biết lời nói, không phải tức giận đến thất khiếu chảy máu không thể.
Tốt xấu hắn cũng là thượng quan gia thế hệ trẻ tuổi nổi bật, thực lực mạnh mẽ, Đông Châu công nhận. Hiện tại tiểu tử này lập tức liền chịu hắn nhất trưởng, trong lòng thế mà không phải kinh khủng muôn dạng, mà chính là cân nhắc về sau như thế nào lừa gạt mình, thậm chí suy nghĩ muốn hay không giết người diệt khẩu vấn đề, tốt giống chính mình là cái kia con kiến hôi, mặc hắn nắm dẫm, đây cũng quá mẹ hắn không coi ai ra gì đi. Bất quá may mắn hắn không biết, không phải vậy hắn đoán chừng đánh chết cũng không dám xuất thủ đánh lén. Hô hô hô, mãnh liệt trưởng phong chớp mắt tới gần. Trác Phàm ngay tại ngưng lông mày suy tư, lại là chợt sững sờ, nhất thời kịp phản ứng. Cảm thụ lấy sau lưng cương phong, đã là trong lòng minh bạch. Một trưởng này cho dù hắn là thần chiếu cảnh, cũng muốn không mạng hắn a, tiểu tử này căn bản không nghĩ tới giết chính mình, mà là muốn đem chính mình trọng thương. Đã như vậy lời nói, trước phối hợp hắn một cái đi, về sau sự tình, về sau lại nói. Hai mắt châu loạn chuyển, Trác Phàm trong lòng đã là có tính toán. Thân thể hơi chấn động một chút, quả thực là cho mình tâm mạch lên rung ra bị thương tới. Từng tia đỏ tươi, cũng không nhịn được theo khóe miệng chảy ra. Mà cùng lúc đó, thượng quan Ngọc Lâm cái kia hung hãn nhất trưởng, cũng hung hăng đánh vào trên lưng hắn. Đụng! Phốc! Thời cơ phối hợp đến vừa đúng, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang phía dưới, Trác Phàm lúc này miệng phun máu tươi, thẳng tắp lao ra, ngã rơi xuống mặt đất, cũng đã giả bộ mất đi, không động đậy được nữa. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, thượng quan Ngọc Lâm cười lạnh, nhìn trên mặt đất không nhúc nhích Trác Phàm, thì thào lên tiếng, đáng chết cóc ghẻ, bổn công tử sớm đã cảnh cáo ngươi, khác suốt ngày quấn ở biểu muội bên người, là chính ngươi muốn chết, cũng đừng trách bổn công tử vô tình, hừ hừ hừ. Nói, thượng quan Ngọc Lâm đã là chậm chậm hướng Trác Phàm nơi đó đi tới, trên tay phải phát ra đạm mạc hàn mang. Mi đầu hơi hơi lắc một cái. Cảm thụ lấy sau lưng dần dần băng lãnh hàn khí, Trác Phàm trong lòng kỳ quái, tiểu tử này hắn đến tột cùng muốn làm gì? Tính cổ tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ là thượng quan gia màn cửa, ai cũng không dám động tới ngươi, ngươi thì không có sợ hãi, hừ. Trong mắt bỗng dưng lóe qua một đạo hàn mang, thượng quan Ngọc Lâm đã là đi vào Trác Phàm trước người, cái kia băng lãnh tay phải cũng đã chậm rãi nâng lên, khóe môi nhếch lên quỷ dị mỉm cười. Mặc dù bây giờ chúng ta muốn mượn thân phận của ngươi che giấu thân hình, không nên muốn tính mệnh của ngươi. Nhưng là, phế ngươi lại là dâu ria. Bồn công tử cái này tuyệt mạch thủ mặc dù không tính là cái gì cao giai vũ kỹ, nhưng lại thắng ở đả thương người ở vô hình chi cảnh. Chỉ cần bồn công tử ở trên thân thể ngươi các đại huyệt điểm vị trí lên một chút, ngươi gân mạch lập tức liền sẽ dần dần mục nát thối giữa. 10 ngày sau, gân mạch vận hành không thông, sau 20 ngày, tu vi lùi lại. Nguyên lực tán loạn, một tháng sau, ngươi thì hoàn toàn là một phế nhân. Mà lại, ngươi muốn tìm người cha, đều cha không được nguyên nhân. Một tên phế nhân, coi như nhập thượng quan gia, vẫn phối cùng biểu muội dính chung một chỗ. Hừ, thật sự là chuyện cười, ha ha ha. Thế nhưng là, chuyện hôm nay, cũng là manh mối a, ngươi không sợ bị thượng quan phi hùng cha được ngươi phẩm tính như thế chi kém, sẽ không bao giờ lại đem nữ nhi giao cho ngươi sao? Thế mà đúng vào lúc này, một tiếng như lão nghiêu giống như nặng nề than nhẹ, nhất thời vang vọng tại hắn trong tai, không biết là từ nơi nào truyền tới. Đã có chút đắc ý vong hình, thượng quan Ngọc Lâm không chút phật lòng, cái kia sợ cái gì, dù sao ta đã nghĩ kỹ, hôm nay tiểu tử này lại không thấy rõ là ai bị thương hắn, ta liền nói đụng phải Phi Vân Vương phủ hộ vệ, đánh lên, hắn lúc này bị đánh lén đánh ngất xỉu, là ta cứu hắn trở về. Cứu cứu coi như hoài nghi hắn tu vi bị phế. Cùng chuyện hôm nay có quan hệ, cũng nhất định tưởng rằng trọng thương gây nên, làm sao biết là ta hạ tay. Ha ha ha, ách, chờ một chút, ngươi là ai? Thượng quan Ngọc Lâm đắc ý cười to, lại là chợt trì trệ, không khỏi nhất thời sửng sốt. Đúng a, vừa mới là ai cha hỏi? Khặc khặc khặc, tiểu tử, nhìn ngươi cái này cháu con rùa tâm thuật bất chính, tâm tư ác độc, hạ lưu vô sỉ, cuồng vọng tự đại cá tính có phần hợp ta ma đạo phong phạm. Không bằng rời đi thượng quan ra, theo lão phu vứt bỏ đang từ ma đi. Bạch, một đạo màu đen ám ảnh, như cùng một cái bao giống như nhất thời bao phủ bầu trời, chỉ là trong tích tắc công phu, trên trời dưới đất liền tất cả đều hóa thành đen kịt một màu chi sắc, bỗng nhiên liền đem thượng quan Ngọc Lâm toàn bộ thân hình bao ở bên trong, lại khó cùng ngoại giới có mảy may liên hệ. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, thượng quan Ngọc Lâm không khỏi giật nảy cả mình, lĩnh vực thần hồn. Nhưng là rất nhanh, hắn lại nhịn không được suy cười rộ lên,
khinh thường bĩu môi, hừ, coi như ngươi là lĩnh vực thần hồn, nhưng một cái hóa hư cảnh, còn muốn vây khốn bổn công tử cái này dung hồn cao thủ. Ha ha ha, quả thực là lời nói vô căn cứ. Nhìn bổn công tử không đồng nhất quyền, đưa ngươi cái này lĩnh vực nện thành nhão nát. Vừa dứt lời, thượng quan Ngọc Lâm nhất thời nâng lên nhất quyền, liền muốn hướng đẩy trời đen nhánh hư không đập tới. Khốn long khóa. Thế nhưng là, đúng vào lúc này, quát khẽ một tiếng lại là vang lên lần nữa. Bạch. Không biết là cái gì, giống như một con cự mãng giống như, trong nháy mắt quấn lên hắn thân thể. Màu đen nhánh trạch bỗng dưng thấm vào đến trong thân thể của hắn, lệnh hắn toàn bộ trong gân mạch nguyên lực, cũng không khỏi đến cùng nhau trì trệ, vẫn dừng lại lưu chuyển. Cường đại lực đạo, đem hắn toàn bộ thân hình khống chế lại khó di động mảy may. Bỗng nhiên, thượng quan Ngọc Lâm đúng là chợt phát hiện, chính mình cái này dung hồn cảnh cao thủ, tại cái này thần hồn trong lĩnh vực, đúng là lại khó động một đầu ngón tay, không khỏi quá sợ hãi, cái này. Cái này sao có thể? Khặc khặc khặc, tiểu gia hỏa, thiên địa to lớn, không thiếu cái lạ. Dung hồn cảnh chưa chắc phải nhất định có thể thắng được hóa hư cảnh, ngươi quá cuồng vọng. Hư không bên trong, lần nữa truyền ra cái kia quát kêu tiếng cười nhạo, làm cho thượng quan Ngọc Lâm một trận sợ mất mật, trong lòng kinh ngạc không thôi. Người này đến tột cùng là ai, làm sao lại xử xuất quỷ dị như vậy kỳ thuật đến? Dung hồn cảnh cao thủ thế mà bị hóa hư cảnh tu giả thần hồn lĩnh vực vây khốn, quả thực là thiên cổ không có a. Trong lúc nhất thời, thượng quan Ngọc Lâm trong lòng rốt cục có chút sụt rè. Thế nhưng là làm hắn vòng bài hướng nhìn bốn phía, nhưng như cũ là tối như mực một mảnh, không nhìn thấy một chút bóng người, điều này không khỏi làm hắn một trái tim càng thêm lo sợ lên. Thế nhưng là hắn không nhìn thấy đối phương, nhưng ở cái này đen kịt một màu che giấu bên trong, đối phương nhìn hắn lại là đừng đề cập nhiều rõ ràng. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, nhìn lấy thượng quan Ngọc Lâm thân thể bị một đầu đen nhánh cự long gấp khóa chặt không thể động đậy, một mặt mờ mịt sợ hãi biểu lộ, Trác Phàm trong mắt tinh mang lóe lên, không khỏi lộ ra một tia hí ngược chi sắc, hạ giọng, tiếp tục nói, tiểu gia hỏa, ta nhìn ngươi bị ổi vô sỉ bộ dáng rất có lão phu năm đó phong phạm, thực sự yêu thích cực kỳ a. Hôm nay phá lệ thu ngươi làm đồ, ngươi cho lão phu đập 100 cái khấu đầu, tính toán làm bái sư lễ a, ha ha ha. Cái gì, 100 cái khấu đầu? Khóe miệng nhịn không được hung ác run rẩy, thượng quan Ngọc Lâm một mặt tức giận, hét lớn lên tiếng, ngươi nghĩ hay lắm. Ngươi có biết hay không ta là người như thế nào? Ta thế nhưng là thượng quan gia đệ nhất thiên tài, vô thượng thực sự tự hào, dựa vào cái gì muốn bái ngươi làm thầy? Ha ha ha, tiểu gia hỏa vẫn rất ngạo kiều. Không khỏi suy cười một tiếng, Trác Phàm trốn ở trong tối, đạm mạc lối ra, ngươi là ai, các ngươi có bao nhiêu nhân mã, đóng quân chỗ nào, lão phu đều rất rõ ràng đâu. Đừng nói là ngươi, liền xem như thượng quan phi hùng lão gia hỏa kia đến. Lão phu cũng không sợ chút nào. Hừ hừ, bây giờ để ngươi cho lão phu dập đầu, là tôn trọng ngươi, không đập đúng không, rất tốt, rất tốt. Cười lạnh, Trác Phàm liền nói hai cái rất tốt, sau một khắc. Đụng, một tiếng vang thật lớn, một cái rộng thùng thình long đuôi đã là hung hăng co lại, bỗng nhiên xẹt qua hắn gương mặt, nhất thời liền đem cái kia tuấn lãng khuôn mặt quất đến sưng đỏ lên a, từng tia máu tươi cũng ngăn không được theo khóe miệng của hắn chảy ra. Thậm chí, lạch cạch tiếng vang, khỏa khỏa trắng noãn hàm răng, cùng huyết sắc, cũng không khỏi đến theo trong miệng hắn đụng tới, rơi xuống mặt đất, phát ra thanh thúy thanh âm. Trên gương mặt truyền đến nóng bỏng đau đớn, thậm chí một bên hai gò má, so một bên khác chỉnh một chút sưng cao hơn hai lần. Thượng quan Ngọc Lâm thân thể khẽ run, trong mắt đã là dần dần bốc lên ẩm ướt phụ khí, run rẩy bờ môi nói, ngươi. Ngươi làm gì, vì cái gì đánh ta? Hừ hừ. Vì cái gì đánh ngươi? Ngươi còn có mặt mũi hỏi. Không khỏi ta cười một tiếng, Trác Phàm khoan thai lên tiếng, lão phu luôn luôn tự cho mình thanh cao, cho tới bây giờ không coi trọng qua một người trẻ tuổi, muốn đem hắn thu làm môn hạ. Lần này thật vất vả nhìn lên, ngươi thế mà còn không đáp ứng, cho ngươi mặt mũi đúng hay không? Đụng, nói, nhưng ngửi một tiếng tiếng xé gió vang, lại là một đạo long đuôi co rúm, cấp tốc theo hắn một bên khác gương mặt xẹt qua. Lúc này lại đem hắn một bên khác mặt quất đến sưng đỏ lên, khỏa cái răng đánh rất hướng trong bụng nuốt. Bờ môi nhịn không được run run, thượng quan Ngọc Lâm chợt cảm thấy trong lòng ủy khuất, chặn lại nói, tiền bối, nhận được ngài nâng đỡ, vãn bối thụ sủng nhược kinh,
nhưng vãn bối dù nói thế nào cũng là người nhà họ Thượng Quan, không thể. Đụng. Không có nghe hắn nói nhảm, Trác Phàm tiếp tục một long đuôi hướng trên mặt hắn quất qua, vui cười liên tục, thiếu mẹ hắn nói nhảm, lão tử nguyện ý thu ngươi, là ngươi vinh hạnh, ngươi còn cùng lão phu kéo dậy, không đánh ngươi đánh người nào. Ha ha ha. Bính bính bính. Một chuỗi dài, lại là mười mấy tiếng vang động phát ra, cái kia Thượng Quan Ngọc Lâm nhất thời bị quất thất điên bát đảo, mắt nổi đom đóm, sắp khóc đi ra. Hắn đây là ngã cái gì nấm mốc, vốn là lần này đem cái kia tính cổ tiểu tử lừa gạt đến cái này ít ai lui tới giữa rừng núi, là muốn xuống tay với hắn, đem hắn triệt để phế. Nhưng là làm sao một chút xui như vậy, còn không có đem người kia phế không nói, chính mình ngược lại gặp phải như thế cái lão ma đầu, nhất định phải thu chính mình làm đệ tử. Là, hắn biết mình rất ưu tú, tiền bối cao nhân gặp đều muốn đem hắn chiếm dụng. Nhưng dù nói thế nào, hắn cũng là danh môn chính đạo, đại gia tộc xuất thân A, làm sao cũng không thể rơi vào ma đạo tà môn chỗ đó làm đồ đệ đi. Mà lại, cái này ma đạo tông môn quy mô còn không biết thế nào, nếu là cái này lão ma đầu thì chỉ huy một mình một cái, vậy hắn không phải càng ăn thiệt thòi. Có Đông Châu đệ nhất thị tộc vị trí không đi kế thừa, cùng một cái lão ma đầu dãi nắng dầm mưa, làm người người kêu đánh ma đạo kẻ xấu, mình tới chỗ nào kêu oan đi a. Nhưng là bây giờ, hắn cũng không có cách, bị cái kia lão ma đầu nhốt, nhất thời không thoát thân được, còn một mực bị bạo ngược quất. Lại tiếp tục như thế, hắn không phải bị quất chết không thể. Tiền bối, ngài đến tột cùng có yêu cầu gì, cứ việc phong phú, ta Thượng Quan Ngọc Lâm lên núi đao, xuống biển lửa, cho ngươi đi làm chính là, xin ngài thả ta đi. Không, ta thì thu ngươi làm đồ đệ, ngươi nếu không đáp ứng, ta coi như không có ngươi tên đồ đệ này, đánh sống được không bao lâu, ha ha ha. Không thể làm gì dưới, Thượng Quan Ngọc Lâm khóc một trương gương mặt tuấn tú, ách không, hiện tại là đầu heo, ai hô cầu xin tha thứ. Nhưng là Trác Phàm lại là yên lặng cười cười, một bộ tùy hứng làm bậy bộ dáng, hét lớn lên tiếng. Bờ môi nhịn không được run rẩy, Thượng Quan Ngọc Lâm trong lòng ai thán, lão tử làm sao ưu tú như vậy a? Cái này lão ma đầu vậy mà không phải ta không muốn. Ai, người sợ nổi danh heo sợ mập, người quá ưu tú cũng là một loại phiền não a. Thượng Quan Ngọc Lâm bị hung hăng quất lấy hai gò má, nhưng ở sâu trong nội tâm đúng là hơi nhỏ ý dâm, còn có chút đắc ý tới. Cuối cùng, Thượng Quan Ngọc Lâm thực sự nhịn không được, chung quy bất đắc dĩ thở dài, mang theo một điểm nhỏ cảm giác thành tựu miễn cưỡng đáp ứng, tốt a, đã tiền bối nâng đỡ, vậy vãn bối đành phải khuất phục. Bính bính bính, co rúm long đuôi mảy may không ngừng, Trác Phàm không nghe thấy giống như, giữ im lặng. Uy, tiền bối, ta đều đã đi vào khuôn khổ, ngươi làm sao còn đánh ta? Hai gò má đã quất đến cao ba thước, Thượng Quan Ngọc Lâm gặp cái này co rúm làm sao còn không dừng lại, hai gò má đều biến đến chết lặng vô cùng, không khỏi vội vã hô. Lúc này, Trác Phàm mới dường như kịp phản ứng, khoan thai nói, cái gì, lão nhân gia ta nghếch ngáng, nghe không rõ. Em gái ngươi, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, Thượng Quan Ngọc Lâm hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng oán thầm không thôi. Tại lúc này nghe không rõ, vừa mới ngươi từng chữ đều nghe được rõ ràng, ngươi nhà cái này không đùa nghịch ta a. Nhưng là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hắn hiện tại còn bị người ta nhốt, người ta nói nghếch ngáng thì nghếch ngáng, nói nghe không rõ thì nghe không rõ, hắn chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Lần nữa hô to một tiếng nói, sư phụ, ta bái ngài làm thầy, mau dừng lại đi. Cái gì, người nguyện bái lão phu làm thầy? Ha ha ha, lão phu rất cao hứng. Binh 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 binh. Không có chút nào muốn dừng lại ý tứ, cái kia hung hãn long đuôi ngược lại so lúc trước co rúm càng thêm nhiều lần. Mà lại không chỉ có là long đuôi, Trác Phàm thậm chí tự thân lên trận, mãnh liệt kỳ lân tí tại bộ ngực hắn trên bụng ngăn không được loạn nện một trận. Nhất thời đem hắn đánh lại phải đếm ngụm máu tươi ngăn không được mà tuôn ra. Da mặt nhịn không được hung ác run rẩy, Thượng Quan Ngọc Lâm khóe miệng một xẹp, khóc không ra nước mắt, sư phụ, ta đều nguyện ý bái ngài làm thầy, ngươi làm sao còn đánh ta a? Há, vi sư chính là ma đạo kiêu hùng, một cao hứng thì thích đánh người. Ngửa mặt lên trời yên lặng cười cười, Trác Phàm một mặt hí ngược nói, cái này không ngươi cái này cái thiên tài tu luyện, nguyện ý bái nhập ta môn hạ. Lão phu thực sự rất cao hứng. Đúng lúc hiện tại bốn phía không có người nào ảnh, trước hết bắt người góp đủ số, hóa giải một chút lão phu lúc này hưng phấn tâm tình.
gương mặt nhìn không được hung hăng co lại, thượng quan Ngọc Lâm hai gò má nhất thời cứng ngắc. Lão gia hỏa, người đây là biến đổi biện pháp liền muốn đánh ta đi, tìm nhiều như vậy lấy cớ làm gì? Bất quá, loại tâm lý này lời nói hắn nhưng cũng không dám tùy tiện nói lối ra. Cái này lão biến thái, cao hứng thời điểm còn muốn đánh người, ai biết tức giận thời điểm, hắn đánh người có phải hay không đánh ác hơn đâu. Dù sao, hắn là không muốn thử, sau đó nhãn châu xoay động, nhất thời hét lớn, đối sư phụ, người đừng đánh ta. Lúc trước ta không phải mang một người tới sao, người nếu là cao hứng, đánh hắn đi. Hả, người kia à? Không sai gật đầu, Trác Phàm trong lòng cười lạnh, mở miệng yếu ớt, người tại lão phu trong lĩnh vực khả năng không biết, hắn bị ngươi đả thương về sau, cũng không lâu lắm thì tỉnh lại, gặp ngươi không tại, thì chính mình đánh, nơi này chỉ có ngươi để lão phu đánh. Cái gì? Thân thể nhịn không được hung hăng run run, thượng quan Ngọc Lâm nhất thời tức giận đến giận sôi lên. Hắn vốn là muốn làm phế Trác Phàm, kết quả tiểu tử này lên một chuyến sơn lâm, chính mình chuyện gì không có, phủi mông một cái đi. Hắn lại bị cái này lão biến thái vây khốn, nếm cả gian khổ, mạng hắn làm sao khổ như vậy a? Càng nghĩ càng giận, thượng quan Ngọc Lâm phổi quả thực đều muốn tức điên, kêu gào liên tục, sư phụ, ngươi làm sao lại để hắn chạy đâu? Ai, hắn tư chất quá kém, ta muốn hắn làm gì? Vẫn là ngươi tốt, tương lai ngươi kế thừa vi sư y bát, ha ha ha. Không khỏi cười lớn một tiếng, Trác Phàm tại trên cánh tay mình hung hăng thổi hai cái. Sau đó một mặt hưng phấn mà lại đấm một quyền đánh tại thượng quan Ngọc Lâm ở ngực, nhất thời đem hắn toàn bộ lồng ngực đều đánh lõm đi xuống, nghĩ đến đây chuyện này a, vi sư liền tâm lý thống khoái, nhịn không được lại muốn phơi bày một ít quyền cước. Phốc, một miệng đỏ thấm lại xen lẫn nội tạng mảnh vụn máu tươi, bỗng nhiên phun ra miệng đến, thượng quan Ngọc Lâm cả sắc mặt, cấp tốc trắng bệch xuống tới, tuy nói hắn hai gò má đã sưng đỏ không chịu nổi. Nhưng giờ này khắc này, vẫn như cũ có thể nhìn ra cái kia trắng bệch ở trên mặt hiển hiện. Mi đầu hung hăng run run lấy, thượng quan Ngọc Lâm khẽ run thân thể, sắc mặt biệt khuất đến kịch liệt, cơ hồ dùng giọng nghẹn ngào kêu gào nói, sư phụ a sư phụ, người đến tột cùng là muốn ta tên đồ đệ này, còn là muốn chơi chết ta tên đồ đệ này a. Lại tiếp tục như thế, ta coi như thật muốn bị ngươi chơi chết. A, xin lỗi, vì sư cái này tính khí a. Một hưng phấn liền có chút khống chế không nổi chính mình, hắc hắc hắc. Không khỏi bật cười lắc đầu, Trác Phàm vội ho một tiếng, thản nhiên nói, thực ngươi cũng hẳn phải biết, chúng ta người trong ma đạo đều có chút dở hơi, sư phụ cái này dở hơi từ xưa đến nay, bằng không làm sao tổng không chịu được đồ đệ đâu. Đúng vậy a, giống ngài như thế cái đấu pháp, đồ đệ của ngài đều muốn bị ngài đánh chết. Sốt cục dừng lại quất, thượng quan Ngọc Lâm không khỏi thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Một mặt suy yếu co quắp ngồi xuống, trong lòng âm thầm chửi mắng, cái này lão biến thái. Bất quá, Trác Phàm thấy hắn như thế vô cùng suy yếu thân hình, lại không chút nào một chút muốn thả qua hắn ý tứ, tiếp tục hí ngược nói tốt, hiện tại ngươi cho lão phu dập 100 cái khấu đầu a, xem như bái sư lễ. Hiện tại, ta còn có thể, dập đầu. Mi đầu hơi hơi lắc một cái, thượng quan Ngọc Lâm nhất thời một khổ, ngay cả lời đều liền không thành một hơi. Sắc mặt bất giác trầm xuống, Trác Phàm giả bộ cả giận nói, không đập đúng không, vậy ngươi vẫn là không có thành tâm bái lão phu làm thầy a, như vậy lời nói. Ta đập. Thân thể nhịn không được đánh một cái bệnh sốt rét, thượng quan Ngọc Lâm vội vàng khoát khoát tay, nhận sợ nói. Thế nhưng là, còn không đợi hắn hành động, hắn lại có chút kỳ quái nói, sư phụ, mọi người đều nói thần ba quỷ bốn, được bái sư lễ không phải chỉ dập đầu ba cái sao. Lễ tế mới 4 cái, vì sao ngài nhất định phải ta đập 100 cái đâu? Há, đây là có duyên cớ. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm con ngươi loạn chuyển một phen, lạnh nhạt mở miệng nói, cái này trước 3 cái tự nhiên là cho vi sư đập, nhưng là cái kia đằng sau 97 cái a, là cho ngươi đã chết sư huynh đập. Để bọn hắn nhiều phù hộ ngươi, không muốn bước bọn họ theo gót, tùy bọn hắn mà đi. Một người một cái, lấy an ủi tiên linh, vừa tốt. Cái gì, người đã hành hạ chết 97 cái đồ đệ. Không khỏi sợ hãi cả kinh, thượng quan Ngọc Lâm nhất thời trợn trắng mắt, bịch một tiếng, ngửa nằm xuống, lại là nhất thời bị dọa ngất. Đen nhánh bầu trời dần dần biến mất, lộ ra Trác Phàm cái kia cười nhạo bóng người. Thật sâu liếc hắn một cái, khóe miệng lại lộ ra một tia tà dị đường cong. Đêm khuya, như mực đen nhánh,
tầng tầng mây đen theo gió nhẹ lay động, dần dần tản ra, lộ ra cái kia trong sáng nguyệt bàn. Từng mảnh như bạc giống như trắng noãn ánh sáng, chậm rãi vẩy hướng lạnh lẽo đại địa, một đạo đã tối tăm khuyết bóng người trên thân. Nhìn kỹ lại, bóng người kia tựa hồ bị thương thật nặng, toàn thân áo quần rách nát, khuôn mặt càng là đã khó có thể phân biệt dung nhan, hai má sưng lên thật cao, tựa như đầu heo đồng dạng bầm tím. Ngô ngô ngô, mi đầu không khỏi hơi hơi rung động động một cái, đạo nhân ảnh kia tại ánh trăng kích thích dưới, cuối cùng khôi phục một chút chi giác, chậm rãi mở ra cặp kia hơi có vẻ mông lung song đồng. Đây là nơi nào, ta làm sao? Trong hai con người tựa hồ vẫn còn có chút giật mình lo lắng, não tử không tỉnh táo lắm bộ dáng, nhưng rất nhanh hắn dường như liền nhớ tới cái gì giống như, bỗng nhiên ngồi dậy, bốn phía tới lui nhìn xem, hét to lớn tiếng, cái kia lão biến thái đây, hắn ở đâu? Thế nhưng là, bất luận hắn trái xem phải xem, lại là căn bản không nhìn thấy một bóng người. Rất lâu, người kia mới dường như minh bạch cái gì giống như, không sai gật đầu, trong miệng thì thào không ngừng, may mắn nói, ảo giác. Vừa mới những cái kia nhất định tất cả đều là ảo giác, căn bản không có cái kia lão biến thái, cũng cái gì cũng chưa từng xảy ra, cái này tất cả đều là ta một giấc mộng, ha ha ha. Ba, thế mà, trong miệng hắn nói mớ còn chưa rơi xuống, nhưng nghe một tiếng thanh thúy vang lên phát ra, một cái hòn đá nhỏ lại nhất thời đánh vào cái kia sưng lên thật cao trên gương mặt, trong nháy mắt liền lại đưa nàng đánh té xuống đất. Cái kia cố khoan tim đau đớn, để hắn ngăn không được địa nhãn nước mắt chảy ngang. Khóe miệng co giật. Đồ đệ ngoan, người vừa mới nói người nào lão biến thái đâu. Đen tối sơn lâm, đột nhiên vang lên cái kia thanh âm quen thuộc. Chỉ là nghe xong, người kia liền ngăn không được thân thể lắc một cái, giật mình câm như hến lên. Không sai, là cái kia lão ma đầu thanh âm, đây không phải một giấc mộng, cái kia lão ma đầu lại còn không có rời đi. Da mặt nhịn không được rút rút, thượng quan Ngọc Lâm sắp khóc đi ra. Kêu gào nói liên tục, sư phụ, đồ nhi không dám, đồ nhi vừa mới chính đang chửi mắng Phi Vân Vương phủ người. Đám kia lão biến thái, thân là Phi Vân thành hộ vệ, cũng không biết thật tốt làm việc, làm sao ai cũng có thể bỏ vào thành đến đây. Thượng quan Ngọc Lâm một bên kêu gào, một bên tìm lấy lý do, nhưng càng nói lại thanh âm càng thấp, đến sau cùng căn bản đã như mũi kêu đồng dạng, nhỏ bé, nhưng hàm răng lại là cắn rát băng vang lên. Không sai. Hắn xác thực hận những cái kia vương phủ hộ vệ, làm sao lại không cố gắng làm trị an, liền loại này lão ma đầu đều có thể bỏ vào trong thành, cũng quá không an toàn đi. Thế nhưng là hắn cũng không nghĩ một chút, cái này Phi Vân thành trị an nếu thật tốt đến cực hạn, bọn họ thượng quan ra lại thế nào sống đến mức tiến đến. Đem hết thảy nghe vào trong tai, Trác Phàm ẩn từ một nơi bí mật gần đó, không khỏi nhịn không được cười lên, sau đó thản nhiên nói a, đồ đệ. Người đang mắng những cái kia Phi Vân Vương phủ người a. Xác thực, thật sự là cái kia mắng, bỏ rơi nhiệm vụ, thật là ai đều có thể bỏ vào thành a, ha ha ha. Cười lạnh, Trác Phàm thầm phúng một tiếng, liền nói tiếp, có điều, chúng ta cũng nên cảm tạ bọn họ, nếu là không có bọn họ lúc trước cả lơ phất phơ, qua loa cho xong chuyện lời nói, chúng ta làm sao có thể sống đến mức tiến đến đâu. Phải biết, nơi này chính là có kiếm vương tọa trấn trọng địa. Gương mặt bất giác một đỏ, thượng quan Ngọc Lâm biết lão gia hỏa này tại châm chọc hắn, không khỏi lập tức im miệng, không dám lên tiếng. Tốt, gặp ngươi bây giờ thể cốt yếu như vậy, cái kia 100 cái khấu đầu bái sư lễ trước hết thiếu, không cần lại đập. Thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm không khỏi đạm mạc lên tiếng, cái kia thượng quan Ngọc Lâm nghe đến, không khỏi bỗng dưng hai mắt tỏa sáng, đại hỉ lên tiếng, thật. Tạ ơn sư phụ, ha ha ha. Thế nhưng là hắn trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì hận muốn chết, nghiến răng nghiến lợi. Sư phụ, hừ, lão bất tử này ma đầu, đừng nói lão tử hiện tại không có dập đầu cho ngươi, coi như thật dập đầu thì sao, lão tử cũng không nhận ngươi cái này lão biến thái làm sư phụ. Chờ lão tử trở về, có cứu cứu chỗ dựa, trở mặt thì không nhận ngươi lão già này. Mà lại, ngươi nhớ kỹ cho ta, đừng để bổn công tử lần sau gặp được ngươi. Nếu không nhất định dẫn người bới ra người lão ra, quất người lão gân, nện đứt người lão xương không thể, hừ hừ hừ. Thượng quan Ngọc Lâm trên mặt cảm động đến rơi nước mắt, nhưng trong lòng thì giọng căm hận chửi mắng. Trác Phàm từ một nơi bí mật gần đó nhìn lấy, trong lòng cũng là không sai một mảnh, khóe miệng bỗng dưng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, lần nữa lên tiếng nói, bất quá dập đầu lễ tuy nhiên tạm thời trì hoãn,
nhưng hai thầy trò chúng ta danh phận, xem như thế quyết định, ngươi nhưng không cho vô lại a. Vâng vâng vâng, sư phụ yên tâm, đồ nhi tuyệt không vô lại. Liên tục không ngừng gật đầu, thượng quan Ngọc Lâm một mặt giả cười. Nhịn không được ngửa mặt lên trời cười một tiếng dài, Trác Phàm từ chối cho ý kiến lắc lắc đầu, đồ đệ ngoan, vi sư dù nói thế nào cũng là mấy trăm tuổi người, nếu là dễ dàng như vậy thì tin tưởng ngươi, cái kia cũng coi là trên đại lục toi công lăn lộn nhiều năm như vậy. Không không không, sư phụ, ngươi nhất định muốn tin tưởng ta thật nhận ngài, quyết chí thể không đổi. Vội vã khoát khoát tay, thượng quan Ngọc Lâm vội vàng biểu trung tâm. Nhưng là Trác Phàm lại là suy cười một tiếng, thăm thẳm cười nói tốt, ngươi không cần nhiều lời, sư phụ không phải dễ gạt như vậy, mà lại cũng sớm làm chuẩn bị, ngươi đem lên áo cởi ra nhìn xem. Ngươi muốn làm gì? Không khỏi giật mình, thượng quan Ngọc Lâm vội vàng ôm chặt thân thể, một mặt vẻ ngờ vực, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Cái này lão biến thái vừa mới biểu hiện ra ngoài đam mê thực sự quá quái lạ, ai ngờ hắn còn có cái gì dở hơi, thật sự là không thể không phòng a. Thế nhưng là Trác Phàm gặp này, lại là nhịn không được cười lên một tiếng, sâu xa nói, yên tâm đi đồ nhi, sư phụ mặc dù là ma đạo kiêu hùng, cũng có chút dở hơi, nhưng duy chỉ có không tốt long dương chi đam mê, ngươi yên tâm liền tốt. Lại nói, vi sư coi như thật nghĩ đem ngươi làm gì lời nói, còn dùng chờ tới bây giờ sao? Tỉ mỉ suy nghĩ hắn lời nói, thượng quan Ngọc Lâm nghiêm túc suy tư, xác thực như thế, liền không nghi ngờ gì, thống thống khoái khoái đem lên áo thoát, lộ ra cái kia tràn đầy vết thương thân thể. Nhìn lấy chính mình cái này một thân thương thế, thượng quan Ngọc Lâm trong lòng hận ý càng lên, đây đều là cái kia lão biến thái cho hắn làm a. Hiện tại, người vận chuyển nguyên lực thử một chút, ngay sau đó, Trác Phàm khoan thai lên tiếng. Nghe hắn lời nói, thượng quan Ngọc Lâm ấn hắn nói vận công. Kết quả là, không ra giây lát thời khắc, thần kỳ sự tình phát sinh. Tại cái kia đã có chút lõm lồng ngực miệng, bốn cái lưu kim chữ lớn đúng là đột nhiên hiện ra. Ma đạo bại hoại. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, thượng quan Ngọc Lâm lúc này bị cả kinh trợn mắt hốc mồm, khó có thể tự chế, chỉ mình lồng ngực, đã hoàn toàn cả lăm cái này. Cái này, đây là có chuyện gì? Ha ha ha, đồ đệ a, chúng ta ma đạo luôn luôn không bị người chào đón, cho nên bình thường nhập chúng ta người, đều muốn khắc lên mấy chữ này, lấy làm nhắc nhở. Chớ nên để cho mình đem tư thái hạ thấp, không muốn lại muốn chút chất lượng cao sự tình. Nhịn không được ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, Trác Phàm không khỏi nụ cười quỷ quyệt liên tục, thì thào lối ra, cho nên a, ngươi về sau liền theo vi sư xông sáo thiên hạ a, đến tại cái gì kế thừa thượng quan gia loại sự tình này, ngươi cũng không cần lại nghĩ. Chắc hẳn bọn họ cũng sẽ không để một cái ở ngực khác lấy cái này bốn cái đồ chơi người, trên sự chủ trì quan gia đại cục a, người ta thế nhưng là danh môn vọng tộc, sao có thể khoan nhượng loại này tỉ vết. Da mặt nhịn không được hung ác run rẩy. Cái kia thượng quan Ngọc Lâm tức giận đến phổi đều nhanh nổ, nghiến răng nghiến lợi nói, sư phụ, người đây là muốn hủy ta à? Đồ nhi cả đời sở cầu, không thể nghi ngờ là thượng quan gia vô thượng thực sự tự hào. Sợ rằng chúng ta cùng một chỗ cùng hưởng thượng quan gia cũng có thể a, nhưng là ngài vạn vạn không nên đoạt đi ta tất cả. Há, người nói là cùng hưởng. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm đột nhiên nói, chuyện này là thật. Nghe xong tựa hồ có môn. Thượng quan Ngọc Lâm đuổi vội vàng gật đầu nói, không sai, chuyện này là thật, chỉ cần về sau thượng quan gia ta làm chủ, ngài là sư phụ ta, cái kia thượng quan gia một nửa cũng là ngài. Tốt, tốt một cái ăn cây táo rào cây sung tiểu tử, cứu cứu ngươi nếu là nghe đến ngươi hôm nay lời nói này lời nói, nhất định sẽ tươi sống tức chết. Bất quá, lão phu ưa thích, ha ha ha. Cười to một tiếng, Trác Phàm ấn quyết trong tay một kết. Thượng quan Ngọc Lâm ở ngực cái kia bốn chữ lớn liền nhất thời biến mất tung ảnh. Thấy tình cảnh này, thượng quan Ngọc Lâm không khỏi vui mừng trong bụng, mắt bốc lửa. Thế nhưng là còn không đợi hắn vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt, Trác Phàm thanh âm lạnh như băng lại là vang lên lần nữa, ngoan đổ nhi, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói. Từ nay về sau, ngươi nhưng muốn nghe vi sư mệnh lệnh làm việc, nếu không mà nói, cũng không chỉ là cái kia bốn chữ hội lộ ra tại trước ngực, có lẽ... cái mạng nhỏ ngươi cũng theo đó hoàn tất. Thân thể nhịn không được chấn động, thượng quan Ngọc Lâm không khỏi giật nảy cả mình, chỉ là trong mắt vẫn còn có chút mê hoặc. Vừa mới cái kia bốn chữ tại sao lại hiện ra? Ha ha ha, đó là bởi vì, lão phu cho ngươi phía dưới huyết chú. Khóe miệng xẹt qua một cái tà dị đường cong,
Trác Phàm trong mắt tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất, khoan thai lên tiếng, ngươi cũng đã biết, vừa mới ngươi vận chuyển nguyên lực về sau, bốn chữ hiển hiện trước ngực, liền ngang ngửa khởi động huyết chú, nếu là lão phu không có kịp thời đè xuống chú ấn. Một phút sau, ngươi tất nhiên bạo thể mà chết, thần hồn câu diệt, chết không có chỗ chôn. Không khỏi quá sợ hãi, Thượng quan Ngọc Lâm khó có thể tin xong đồng một lồi, bất khả tư nghị nói, làm sao có thể. Ha ha ha, không có gì không có khả năng, lão phu thủ đoạn, ngươi sơ thành lão phu đệ tử, còn không thử nghiệm qua. Muốn biết ngươi phía trước cái kia 97 cái sư huynh là làm sao chết sao? Hừ hừ hừ, ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm thăm thẳm lên tiếng, đè lại ngươi cánh tay phải thần chỉ huyệt, vận chuyển nguyên lực đến trên cánh tay phải. Nghe được lời này, Thượng quan Ngọc Lâm lập tức làm theo. Thế nhưng là hắn vừa mới vận chuyển nguyên lực, liền nghe đụng một tiếng nổ vang, hắn trên cánh tay phải đúng là đột nhiên toát ra một đạo kim sắc cột lửa, nhất thời đem hắn một đầu gân mạch đều cho nổ đoạn. Dâng trào máu tươi chảy ra không ngừng dưới, sau đó liền cái kia bất lực cánh tay, bất đắc dĩ rủ xuống. Chấn kinh, tột đỉnh chấn kinh. Hắn thực sự không có nghĩ đến, cái này lão ma đầu càng như thế thủ đoạn độc ác. Còn thật tại trong thân thể của hắn để vào một khỏa điều khiển bom, tùy thời tùy chỗ có thể giết chết hắn a. Không khỏi khẽ cười một tiếng, nhìn lấy cái kia kinh ngạc biểu lộ, Trác Phàm lạnh lùng nói, cái này kim viêm đã tính toán lão phu đối ngươi thủ hạ lưu tình, nếu là lão phu hắc viêm bùi sâu vào trong cơ thể ngươi lời nói, không thể nói được một khi xuất hiện, ngươi cánh tay này liền muốn lập tức bỏ qua, nếu không liền sẽ nguy hiểm cho tánh mạng. Bất quá dù vậy, vừa mới lần này, cũng bất quá là cái này kim viêm uy lực chín châu mất sợi lông, nếu là ngươi không nghe lời. Sư phụ, ta về sau nhất định toàn nghe ngài, ngài muốn ta làm gì, ta tuyệt không hai lời, còn mời ngài thủ hạ lưu tình, thay ta đi máu này chú đi. Sắc mặt đã là vạn phần hoảng sợ, Thượng quan Ngọc Lâm lúc này quỳ mọp xuống, không cần Trác Phàm nhắc lại, cũng đã dập đầu như dã tỏi giống như đụng chút đập lên. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm trong mắt tinh mang lóe lên, rốt cục lộ ra hài lòng mỉm cười, rất tốt, đã như vậy lời nói, người trước đem các người thượng quan ra lần này đến đây Phi Vân Thành, tránh thức mục đích, một năm một mười nói cho ta rõ đi. Thân thể hơi chậm lại, Thượng quan Ngọc Lâm không khỏi do dự nửa ngày, cuối cùng bình tĩnh gật gật đầu, một mặt bất đắc dĩ thở dài. Thì ra là thế, Đông Châu thần binh trùng thiên kiếm, lại bị Thượng quan Phi Vân mang đến Trung Châu. Biết tất cả mọi thứ, Trác Phàm gật gật đầu, thản nhiên nói. Khó trách thượng quan gia tộc lần này dốc hết toàn lực, coi trọng như vậy, nguyên lai là vì Trấn Châu thần binh đến. Dương mắt nhìn chung quanh một chút hư không ô thất mà hắc một mảnh, Thượng quan Ngọc Lâm không biết Trác Phàm vị trí, không khỏi mặt hiện nghi hoặc, thì thào lên tiếng, sư phụ, ngài lúc trước không phải nói sớm biết a, làm sao ta nhìn ngươi giống mới biết chúng ta ý đồ một dạng. Lắm miệng, lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, Trác Phàm khẽ quát lên tiếng, cười lạnh liên tục, vì sư biết một số. Không biết một số, hiện đang hỏi ngươi cái gì, ngươi thì thành thật trả lời. Nếu là có chỗ giấu giếm, lại trùng hợp là vi sư biết những lời kia, hừ hừ. Biết biết, đồ nhi tuyệt không dám có chút giấu giếm. Vội vã gật gật đầu, Thượng quan Ngọc Lâm vội vàng lên tiếng hô quát, trong lòng lại là một trận oán thầm. Lão gia hỏa này, thật đúng là giảo hoạt, hắn như thế như vậy, hừ hừ thực thực, chính mình trừ toàn bộ bàn giao bên ngoài. Căn bản không có mảy may lừa bịp cơ hội. Nếu không mà nói, lão già này tại bên trong thân thể của mình không biết loại cái quái gì, ngọn lửa màu vàng óng kia một khi từ nội bộ nổ tung, chỉ sợ chính mình thì trong nháy mắt táng thân biển lửa. Vừa nghĩ đến đây, Thượng quan Ngọc Lâm liền nhìn không được thở dài lên tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra chính mình cái này thượng quan ra phản đồ, là làm bình tĩnh. Sớm đã nhìn ra hắn tâm thuật bất chính. Trác Phàm cũng là tin tưởng hắn sẽ không đối thượng quan gia như vậy chết chung, tại tánh mạng cùng danh dự trước mặt, hàng đầu bảo mệnh, cho nên đối với hắn lời nói ngược lại là có thể tin tưởng, cũng có thể thật tốt sử dụng một phen cái này đại thiếu gia. Trầm ngâm một chút, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, lần nữa thử dò xét nói, ngoan đồ nhi, như là vi sư cũng muốn cái kia thanh trùng thiên kiếm đâu. Ngươi là vì thượng quan gia bán mạng, còn thì nguyện ý cho vi sư hiến tới đây kiếm. Sư phụ! Đây còn phải nói a, ta mạng nhỏ đều trong tay ngài lão nhân ra nắm lấy đây, ta đương nhiên cầm kiếm tới đổi về mệnh ta a. Sắc mặt bất giác một khổ, Thượng quan Ngọc Lâm lúc này thở dài. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm thật sâu liếc hắn một cái,
lại là nhịn không được cười to lên, ha ha ha. Không tệ không tệ, tiểu tử rất thức thời nha. Đã như vậy lời nói, lão phu cũng liền có thể yên lòng ủy ngươi lấy trách nhiệm. Mi đầu lắc một cái, thượng quan Ngọc Lâm không rõ ràng cho lắm cái gì trách nhiệm. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm chậm rãi lắc đầu, hiện tại còn không thể nói, chờ thời cơ đến, lão phu hội lại liên hệ ngươi. Ngươi bây giờ muốn làm, cũng là hảo hảo ở tại thượng quan gia nằm lấy, an tâm làm việc, không muốn lại ra cái gì khác chuyện rắc rối. Chờ lão phu có sắp xếp, hội lập tức muốn ngươi đi làm. Đến lúc đó, cũng là ngươi vì vi sư lập xuống công lao hãn mã thời khắc. Đúng, sư phụ, tuy nhiên trong lòng rất không tình nguyện, nhưng là thượng quan Ngọc Lâm vẫn là bất đắc dĩ cúi thấp đầu, ôm quyền khom người, không nói ra thuận theo. Thế nhưng là, tĩnh mịch giữa rừng núi cũng đã không có mảy may tiếng vang. Nhìn hai bên một chút, thượng quan Ngọc Lâm thăm thẳm lên tiếng, sư phụ. Sư phụ, ngươi vẫn còn chứ? Chỉ có gió đêm vù vù tại thổi, lại không hề có một chút thanh âm tiếng vọng. Ngoá, thật đi, không khỏi hận mắng một tiếng, thượng quan Ngọc Lâm thật sâu hít một hơi, ngửa đầu nhìn lên trời, trong lòng một mảnh phiền muộn. Hắn cái này thật không biết là đi cái gì vận rủi, vậy mà lại gặp phải loại sự tình này, còn đần độn u mê thì làm phản đồ, bị một cái lão ma đầu cho bắt giữ. Cứ như vậy, hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể ủ rũ cúi đầu quay trở về, yên lặng chờ cái kia lão ma đầu liên hệ hắn đi. Lại nói, bị lão gia hỏa kia giày vò một ngày, hắn cũng không biết cái kia lão ma đầu là phương nào thánh thần, đừng đề cập nhiều khổ cực. Bây giờ nghĩ lại, hắn là đến trừ rơi tình địch a, làm sao lại đần độn u mê biến thành người ta khôi lỗ. Vừa nghĩ đến đây, thượng quan Ngọc Lâm thì có loại muốn khóc xúc động. Một mặt mệt mỏi dao động cái đầu, nương theo lấy từng trận điều hưu gió đêm, thượng quan Ngọc Lâm khom lưng cánh cung, kéo lấy mặt ủ mày trao thân thể, dần dần biến mất tại cái kia đen nhánh trong rừng rậm. Thế nhưng là tại hắn bóng người hoàn toàn ẩn vào cảnh ban đêm trong tích tắc, nhưng ngửi ông một tiếng không gian ba động vang lên, Trác Phàm bóng người đúng là một xuất hiện tại hắn lúc trước chỗ địa phương. Ngẩng đầu thật sâu nhìn kia không may thiếu ra chán nản bóng lưng liếc một chút, Trác Phàm khóe miệng không khỏi đột nhiên lộ ra một cái tà dị tiếu dung, lần này, lão tử trong tay rốt cục có một khỏa có thể động quân cờ. Không còn là cái tùy thời chuẩn bị nhặt nhạnh chỗ tốt người đứng xem, bàn cờ lớn này, lão tử cũng có thay đổi càn khôn chi thế, ha ha ha. Từng tiếng cười khẽ, Trác Phàm bóng người dần dần biến mất không thấy gì nữa. Một phương diện khác, Phi Vân Thành trong nhà cổ, rộng rãi trong đại sảnh, ánh nến lóng lánh một chút tối tăm ánh sáng, thượng quan Phi Hùng ngồi tại thượng thủ chủ tọa lên, mi đầu sâu nhăn, hai mắt chăm chú nhìn phía trước cửa lớn chỗ, lại là một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Thượng quan Khinh Yên trong đại sảnh đi tới đi lui, lại là nhanh như trên lò lửa con kiến giống như, tâm thần bất định bất an. Ngược lại là như cái tiểu hài tử giống như, ở một bên trên ghế ngồi yên lặng, buồn bực ngán ngẩm cổ tam thông, lại là một mặt thoải mái mà loay hoay trong tay đồ chơi, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý giống như. Đạp đạp đạp, từng trận gấp rút tiếng bước chân vang lên, hai người vội vàng hướng trước xem xét. Đã thấy một tên thượng quan gia hộ vệ vội vã đi vào hai người trước người. Thế nào, bọn họ người trở về sao? Không khỏi vội vàng tiến về phía trước một bước, ngăn tại người kia trước người, thượng quan Khinh Yên vội vàng hỏi. Bất đắc dĩ lắc đầu, người kia khom người cúi đầu, giận dữ nói, khởi bẩm gia chủ tiểu thư, biểu thiếu gia cùng vị kia cổ tiên sinh còn chưa trở về, đều không có chút nào tin tức. Ai, đi xuống đi. Nghe đến tin tức này. Thượng quan Phi Hùng không khỏi hơi hơi trệ trệ, tiếp lấy liền không thể làm gì khác hơn khoát khoát tay, đem người kia cho lui. Một mặt lo lắng thẳng dậm chân, thượng quan Khinh Yên oán giận nói, thật không biết biểu ca đem cổ tiên sinh mang đi nơi nào, làm sao muộn như vậy đều không trở lại. Cha, bọn họ sẽ không xảy ra chuyện đi. Mi đầu hơi hơi lắc một cái, thượng quan Phi Hùng suy nghĩ một lát, cũng là một mặt trầm trọng dao động cái đầu, giữ im lặng. A, tiểu tam tử. Cha ngươi hiện tại vẫn chưa trở lại, ngươi không lo lắng sao? Đúng lúc này, thượng quan Khinh Yên nhìn đến vẫn như cũ thở ơ loay hoay chính mình đồ chơi cổ tam thông, không khỏi ngạc nhiên nói. Trong nội tâm nàng rõ ràng, cái này hai cha con đều quan hệ rất tốt, cả ngày dính vào nhau, nhưng vì sao hiện tại giá đương nhi tử đối với lão tử mất tích cả ngày sự kiện này, không có chút nào lo lắng chi tình đâu. Cái này cũng quá không phù hợp lẽ thường đi. Dương mắt liếc một cái nàng. Cổ tam thông từ chối cho ý kiến,
tiếp tục loay hoay trong tay mình đồ vật, rằng giặc lên tiếng, cha ta như vậy đại nhân, có thể xảy ra chuyện gì? Coi như muốn ra chuyện, đó cũng là người khác ra chuyện. Cái gì, đây là ý gì? Không khỏi sững sờ, thượng quan Khinh Yên rất là kỳ lạ. Thật sâu liếc nhìn nàng một cái, Cổ Tam Thông lại là không nói lời nào, chỉ là lộ ra một cái ý vị sâu xa thần bí mỉm cười. Điều này không khỏi làm thượng quan Khinh Yên cái này tiểu cô nương, càng thêm như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, trong mắt tràn ngập mê vẻ nghi hoặc. Bất quá cũng thì vào giờ phút này, từng tiếng gấp rút tiếng bước chân chợt vang lên, một gã hộ vệ vội vã đến đại sảnh, vui kêu lên, gia chủ, tiểu thư, biểu thiếu gia hắn trở về. Thật, không khỏi khẽ giật mình, thượng quan Phi Hùng trần chờ một lát, vội vàng đứng lên, đi ra ngoài. Thượng quan Khinh Yên nghe đến, cũng là nhịn không được vội vã đuổi theo. Thế nhưng là, còn không đợi bọn hắn đi ra đại sảnh, thượng quan Ngọc Lâm đỉnh lấy cái kia bị đánh giống như đầu heo sợ dạng, đã là lập lòe không sai đi vào trước mặt bọn hắn. Không khỏi giật mình, hai người cước bộ nhất thời trễ ở, nhìn chằm chằm thượng quan Ngọc Lâm cái kia khuôn mặt biến dạng dung nhan, cùng nhau kêu lên, ngươi. Ngươi là ai a? Xem đi, ta liền nói, không chừng người nào ra chuyện đây, hừ hừ hừ. Vẫn tại chỗ mình ngồi yên lặng, Cổ Tam Thông dương mắt nhìn cửa phòng bên kia liếc một chút, không khỏi suy cười một tiếng, tiếp tục vuốt trong tay đồ chơi. Bờ môi không khỏi hơi run run, thượng quan Ngọc Lâm nhìn xem trước mặt cứu cùng biểu muội liếc một chút, nhất thời đầy bụng ủy khuất xông lên đầu, nhìn thấy thân nhân cái kia vui đến phát khóc xúc động, càng làm cho hắn ngăn không được nghẹn ngào cứu, biểu muội, ta. Trở về. Ngươi, là Ngọc Lâm. Tựa hồ còn khó mà tin được đây là thật, thượng quan Phi Hùng lắp bắp nói. Lúc này, tên hộ vệ kia vội vã giải thích, gia chủ, thật là biểu thiếu gia không thể nghi ngờ a. Thực hắn vừa trở về lúc, chúng ta cũng hoảng sợ vậy một cái, nhưng là từ khí tức quen thuộc đến xem, liền phân biệt ra chính chủ. Nghe được lời này, thượng quan Phi Hùng không khỏi cũng là cảm thụ một chút cái kia trên thân khí tức quen thuộc, quả nhiên, là thượng quan Ngọc Lâm không thể nghi ngờ. Nhưng là điều này không khỏi làm hắn càng thêm lớn kinh hãi, ngăn không được giật mình nói, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vì sao ngươi lại biến thành cái dạng này? Đúng vậy a, cổ tiên sinh đây, hắn ở đâu, hắn không phải theo ngươi cùng một chỗ sao? Thượng quan Khinh Yên cũng là cả kinh, vội vàng hỏi nói. Sắc mặt bất giác nhỏ hơi trầm xuống một cái, thượng quan Ngọc Lâm trong lòng tức giận. Biểu muội a, ngươi thế nhưng là ta thân biểu muội a. Hiện đang vi huynh bị thương thành bộ dáng như vậy, người thế mà không quan tâm vi huynh thương thế, vừa mở miệng thì hỏi tiểu tử kia hạ lạc, còn có hay không điểm thân sơ có khác. Thượng quan Ngọc Lâm trong lòng ủy khuất, không trả lời được tới. Thế nhưng là thượng quan Khinh Yên trong mắt lại là một mảnh háo sắc, tiếp tục quát hỏi, biểu ca, cổ tiên sinh người khác đâu, lúc trước ta không phải đã sớm dặn dò qua ngươi, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng cổ tiên sinh sao? Làm sao chính ngươi êm đẹp trở về? Lại đem cổ tiên sinh cho ném. Nghe được lời này, thượng quan Ngọc Lâm thân thể lắc một cái, càng là trong lòng một ngụm máu tươi, nhịn không được muốn thở dài lối ra. Êm đẹp. Biểu muội, người nhìn lão tử từ đầu đến chân, chỗ nào êm đẹp. Vừa mới đụng phải một đội phi vân vương phủ đội tuần tra, lão tử vừa định tránh, nhưng người ta nhìn đến ta bộ này hình dạng, đều không đành lòng đến vặn hỏi, lão tử cái này gọi êm đẹp sao? Ngươi làm sao lại chỉ lo người kia đâu? Hắn theo ngươi là quan hệ như thế nào, ta theo ngươi lại là quan hệ như thế nào a? Thượng quan Ngọc Lâm trong lòng khổ cực, hận không thể ngửa mặt lên trời chu dài. Bất quá nhìn đến chính mình cứu còn ở nơi này, thì mạnh mẽ đem nín trở về. Đại biểu ca trở lại chưa? Thế mà, đúng vào lúc này, từng tiếng vội gọi lại là nhất thời theo ngoài cửa rõ ràng truyền về. Ngay sau đó, Trác Phàm bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ bất quá giờ này khắc này, hắn cũng là mồ hôi đầm đìa, một mặt khẩn trương xông lại, đầy mắt háo sắc hỏi, cứu, việc lớn không tốt, ta đem đại biểu ca cho ném. Ra mặt nhịn không được hung ác run rẩy, thượng quan Phi Hùng cha và con gái nhìn lấy hắn cái bộ dáng này, nhìn lại một bên đã không phân rõ được diện mạo thượng quan Ngọc Lâm, đều là không còn gì để nói dao động cái đầu. Hai tiểu tử này, bọn họ đến tột cùng đi làm cái gì a? Trong lòng bất đắc dĩ thở dài, thượng quan Phi Hùng nhất chỉ bên cạnh cái kia đã khuôn mặt biến dạng thanh niên, thì thào lên tiếng, Ngọc Lâm hắn đã trở về, không ở chỗ này đứng đấy a. Cái gì, đây là đại biểu ca.
ra vẻ kinh ngạc nhìn một bên thượng quan Ngọc Lâm liếc một chút, Trác Phàm mí mắt nhỏ khẽ run run, tựa hồ khó mà tin được giống như, thật lâu, mới hiểu gật đầu, A Du lên tiếng, xác thực, tuy nói bề ngoài bên trên có chút khác biệt, nhưng lờ mờ còn có thể phân biệt ra đại biểu ca cái kia anh minh thần võ, tuấn lãng bất phàm ngoại hình. Phốc, nhìn không được bật cười ra tiếng, thượng quan Khinh Yên không khỏi lườm hắn một cái, che miệng trộm cười rộ lên. Thượng quan Ngọc Lâm thì là tức giận đến toàn thân run rẩy, cái này nha đến tột cùng là đang khen hắn vẫn là tổn hại hắn. Thượng quan Phi Hùng thì là hung hăng chừng chính mình nữ nhi liếc một chút, đem nàng chừng đến thu hồi vẻ mặt vui cười, bất đắc dĩ tinh nghịch le lưỡi về sau, mới nhíu chặt song mi, một trận không hiểu nhìn về phía hai người, trách mắng các ngươi hai cái hôm nay đến tột cùng đi làm cái gì, làm sao lại biến thành bộ dáng này. Há, cứu cứu, sự tình là như vậy. Nghe được lời này, Trác Phàm vội vàng tiếp lời gốc dạ, một bộ nghiêm túc bẩm báo bộ dáng, thượng quan Phi Hùng gặp, cũng là sắc mặt nghiêm một chút, tĩnh tâm lắng nghe. Nhưng ai biết, Trác Phàm đến tiếp xuống trả lời, lại là để vị này ngày bình thường luôn luôn tính tình ôn hòa gia chủ, có loại hận không thể một thanh bóp chết hắn xúc động, thực a, sự kiện này. Ta cái gì cũng không biết. Phốc, trong lòng một miệng lão huyết kém chút phun ra, thượng quan Phi Hùng không khỏi trợn mắt nhìn. Lớn tiếng quát lớn, ngươi cái gì cũng không biết, ngươi cướp lời cái gì. Lại nói, các ngươi hai cái cùng một chỗ hành động, làm sao có thể cái gì cũng không biết. Cứu cứu, thực sự tình là như vậy, ta cùng đại biểu ca cùng đi dò xét manh mối, lại ai có thể nghĩ không biết là ai, đột nhiên ở phía sau đem ta đánh ngất xỉu. Chờ ta sau khi tỉnh lại, bốn xung quanh giống tuếch, đại biểu ca cũng không tại, ta thì vội vàng đi tìm hắn, sợ hắn sơ ý một chút. Bị Phi Vân Vương phủ hộ vệ cho chặn đứng. Thế nhưng là tìm cả ngày, cái gì đều không tìm được, sau đó ta liền vội vàng trở về, nhìn đại biểu ca về nhà không có còn trong lúc này xảy ra chuyện gì, ta thật cái gì cũng không biết a. Mi đầu hơi hơi run run, Trác Phàm một mặt ủy khuất chi sắc, thì thào lên tiếng, cứu cứu, ta nghe ngài cha hỏi, đương nhiên muốn đuổi bận bịu đáp lại, đây là đối ngài lão nhân gia kính ý. Ngài không lĩnh tình cũng coi như, còn động một chút lại mắng ta. Ngài cái này, còn nói ngài là thư hương môn đệ đây. Ách, trong lòng bất giác trì trệ, thượng quan Phi Vân nhất thời nghẹn lời, nhìn về phía Trác Phàm khuôn mặt, không khỏi có chút hổ thẹn. Đồng thời, trong lòng không hiểu, còn có chút cảm giác ấm áp tới. Bởi vì vừa mới hắn đã nghe Trác Phàm tự thuật, đứa nhỏ này tuy nhiên nói năng ngọt sớt, dù côn tính 10 phần, nhưng ở nguy nan trước mắt, hắn thế mà không có cân nhắc chính mình an nguy, dẫn đầu trốn về đến. Ngược lại lo lắng đồng bạn an toàn bộ trong thành tìm kiếm đồng bạn hạ lạc. Phần này thiện tâm cùng nghĩa khí, coi là thật kiếm không dễ, có phần hợp bọn họ thượng quan gia hiệp nghĩa chi đạo. Thế nhưng là hắn lại làm sao biết, Trác Phàm lời nói này chỉ là cho mình so thượng quan Ngọc Lâm trễ hơn trở về, mượn cớ thôi, thuận tiện rút ngắn một chút cùng bọn hắn nhà quan hệ, cùng thiện tâm cùng nghĩa khí không có nửa xu quan hệ. Lại nói, lấy Trác Phàm nước tiểu tính. Theo ngươi một cái nhận biết vẫn chưa tới một thiên gia tộc, có cái dám nghĩa khí có thể giảng. Bất quá, lão gia hỏa này nguyện ý cho rằng như vậy, Trác Phàm cũng vui vẻ đến kết xuống phần này chân tình, thuận tiện hắn về sau hành động. Thật sâu hít một hơi, thượng quan Phi Hùng nhẹ nhàng vỗ vỗ Trác Phàm bả vai, thái độ bỗng dưng liền ôn hòa lên, Nhất Phàm, vừa mới là cứu cứu tính khí gấp, ngươi đừng thấy lạ. Chỗ nào, thiên hạ không khỏi là chi phụ mẫu, ngài là ta trưởng bối. Ta nào dám có chút oán trách đâu. Hơi hơi chu chu mỏ, Trác Phàm không khỏi cúi người hành lễ, chậm chậm nói. Nghe được lời này, thượng quan Phi Hùng càng thêm tán thưởng gật gật đầu, cười khẽ một tiếng, hảo tiểu tử, càng lúc càng giống chúng ta người nhà họ thượng quan. Xem ra lão phu thu ngươi cái này cháu ngoại, cũng không tính quá nhìn lầm a, ha ha ha. Thân thể nhịn không được chấn động, thượng quan Ngọc Lâm trong lòng bất giác run lên. Nhất thời cảm thấy một cỗ dày đặc cảm giác nguy cơ, thản nhiên đập vào mặt. Cái này là làm sao làm, lúc trước tiểu tử này tuy nhiên hoa ngôn xảo ngữ, lừa cứu cứu miễn cưỡng thu hắn, nhưng cứu cứu tâm lý lại căn bản chướng mắt hắn a. Nhưng bây giờ, làm sao cảm giác tiểu tử này đã được đến cứu cứu thừa nhận. Như thế tới nói, về sau muốn xuống tay với hắn, chẳng phải càng là khó càng thêm khó. Ngọc Lâm, Nhất Phàm hắn không biết sự tình ngọn nguồn, người đến nói một chút. Chợt, thượng quan Ngọc Lâm chính đang suy tư đến tiếp xuống hành động, thượng quan Phi Hùng quát hỏi, đã là bỗng dưng truyền vào lỗ tai hắn bên trong,
không khỏi đem hắn nhất thời giật mình, rất là kỳ lạ kêu to nói, cữu cữu nói đúng, cổ huynh trừ tính bên ngoài, thật sự là càng lúc càng giống chúng ta người nhà họ thượng quan. Mi đầu không khỏi nhíu một cái, thượng quan phi hùng một mặt nghi ngờ nhìn về phía hắn, Ngọc Lâm, người tại nói vớ nói vẩn cái gì? Ta là đang hỏi ngươi, ngươi cái này một thân thương tổn đến tột cùng là cái gì mà đến? Còn có, Nhất Phàm hắn lại là làm sao bị người đánh ngất xỉu? Há, là chuyện này à? Không khỏi chùi chùi trên đầu mồ hôi lạnh, thượng quan Ngọc Lâm không khỏi cười khan một tiếng, tâm lý sớm có lý do, trịnh trọng nói, khởi bẩm cứu cứu, lúc đó ta cùng cổ huynh một đường truy tung Phi Vân Vương phủ hộ vệ đến một mảnh sơn lâm, không biết bọn họ lén lút đang làm cái gì hoạt động. Lại cái nào nghĩ đến, bọn họ lại còn có chạm gác ngầm ẩn vào một chỗ, nhất thời xuất thủ đánh lén chúng ta. Bối rối phía dưới, ta chỉ có thể đưa tay chặn lại, lại không có nghĩ rằng còn có một tia dư âm chấn đến phía trước cái gì đều không phát giác được cổ huynh chỗ, nhất thời đem hắn chân choáng. Về sau, lại có 5-6 người từ phía trước thoát ra, ta gặp địch nhân thế lớn, liền vội nhanh chóng thối lui. Nghi đầu hơi nhíu, Trác Phàm thật sâu liếc hắn một cái, âm thầm gật đầu. Tiểu tử này thật là nhân tài a, cớ có thể tròn đến như thế thuật, cái gì không hợp lý đều giải thích, thật sự là tâm tư kín đáo chi đồ. Nếu không phải lão tử cũng là người trong cuộc lời nói, còn thật nghe không ra hắn chỗ nào có nửa phần lỗ thủng. Thế nhưng là thượng quan phi hùng nghe đến, lại là mi đầu thật sâu nhăn lại, lạnh lùng nhìn lấy hắn nói, cho nên. Ngươi liền đem Nhất Phàm một người cho bỏ xuống. Ách không không không, cứu cứu xin nghe ta cho bẩm. Vội vã khoát khoát tay, thượng quan Ngọc Lâm vội vàng đem sớm đã biên tốt lý do, toàn bộ nói ra, lúc đó địch nhân thế lớn, ta như mang lên cổ huynh cùng một chỗ trốn, chính mình không thoát thân được còn không quan trọng, chỉ lo lắng tranh đấu quá trình bên trong, hội khiến cổ huynh bị liên lụy, thương tổn tính mạng hắn, lòng ta khó yên. Còn nữa, cổ huynh dù sao tu vi có hạn, chỉ sợ bọn họ không để vào mắt. Cho nên ta liền lập tức vừa đánh vừa lui, rời xa chỗ đó. Đem địch nhân dẫn dắt rời đi, muốn cho cổ huynh có thể yên ổn thoát đi. Sau cùng ta đẫm máu phá vây về sau, còn lại trở về chỗ đó một lần, gặp cổ huynh đã không thấy, liền vội gấp về tới đây, muốn nhìn một chút hắn yên ổn trở về hay không. Nếu là còn chưa có trở lại lời nói, ta thượng quan Ngọc Lâm cho dù liều đến thịt nát xương tan, cũng nhất định sẽ đem cổ huynh cứu ra. Thượng quan Ngọc Lâm một thân vết thương, đầy mặt rõng rạc chi sắc, không nói ra bi tráng. Mọi người tại một bên nhìn lấy, không khỏi cùng nhau run lên, trong lòng âm thầm gật đầu. Cho dù là Trác Phàm, như không biết bên trong chân tướng lời nói, đoán chừng cũng muốn tán hắn một tiếng anh hùng. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, cái này người nhà họ thượng quan đều là liều diễn kỹ sao? Thế nhưng là điểm này, lão tử cũng không sợ a. Nghĩ như vậy, Trác Phàm nhất thời một bước chân, hung hăng bắt lên hai tay của hắn, một mặt kích động nói, đại biểu ca nghĩa bạc Vân Thiên. Ngươi để tiểu đệ như thế nào dám đảm đương a? Ai, chúng ta là anh em, nói gì lời ấy? Cười nhẹ lúc lắc đầu, thượng quan Ngọc Lâm tuy nhiên tâm lý đem Trác Phàm ghét bỏ muốn chết, nhưng ở hắn cứu cứu mặt, lại là biểu hiện được không nói ra đại ca phong phạm, huynh đệ tình nghĩa. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm càng thêm bán một phần lực, nước mắt chảy ngang mà nói, đại biểu ca, ta một giới tiện mệnh không có ý nghĩa, sao cực khổ đến đại biểu ca như thế tình nghĩa? Vì ta xuất sinh nhập tử. Vừa nghĩ tới này, ta viên này tâm cũng là nóng hổi nóng hổi. Nếu là đại biểu ca bởi vì ta mất mạng, ta thật sự là chết không có gì đáng tiếc a. Nói, Trác Phàm nhất thời bi thương lên, còn thỉnh thoảng đem nước mắt nước mũi tất cả đều ma sát đến thượng quan Ngọc Lâm cặp kia ấm áp trên bàn tay. Trong mắt không nói ra phiền chán buồn nôn, nhưng đối mặt thượng quan Phi Hùng ở đây, hắn lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, miễn cưỡng lộ ra một cái rực rỡ nụ cười. Trần An nói, cổ huynh, ngươi đừng như vậy, huynh đệ chúng ta tình nghĩa, quyết chí thể không đổi. Đại biểu ca, cổ huynh, đại biểu ca, cổ huynh. Hai người đối mắt nhìn nhau, tình nùng ý nồng, từng tiếng sợ hãi thán phục, làm cho bên cạnh thượng quan Phi Hùng hai cha và con gái nhìn đến một trận cảm thán, đây thật là nam nhân tình hoài a. Chỉ có trong đại sảnh, một mực một mình chơi đùa cổ Tam Thông, thỉnh thoảng hướng cửa phòng nơi này nhìn lên một cái. Khóe miệng nhìn không được run rẩy. Mẹ nó, lão cha lại theo người nổi lên diễn kỹ tới. Bất quá đừng nói, cái này đại biểu ca vô sỉ trình độ cùng lão cha có liều mạng, đều là ảnh đế cấp. Tuy nhiên thân thể là hài tử, nhưng dĩ nhiên đã kinh lịch hơn 300 cái xuân xanh,
lại cùng Trác Phàm lăn lộn mấy năm lão nhân tinh, Cổ Tam Thông, sớm đã xem thấu hết thảy. Thấy tình cảnh này, khinh thường bĩu môi, cũng không nói chuyện, tiếp tục vuốt vuốt lên trong tay đồ chơi tới. Tốt, hai huynh đệ các ngươi có thể có tình này nghĩa, lão phu rất là vui mừng. Bất quá thì coi như các ngươi cảm tình cho dù tốt, cũng nên đem tay vung ra đi. Hai cái đại nam nhân, lôi lôi kéo kéo, khóc sướt mướt, như cái gì lời nói. Sốt cục, thượng quan Phi Hùng gặp hai người tình nghĩa thực sự quá nồng nặc, đã như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, cắt đều cắt không ngừng, mới bất đắc dĩ cười mắng một tiếng, quát lớn. Nghe được lời này, hai người không khỏi liếc nhìn nhau, lập lòe cười một tiếng, cuối cùng tách đi ra. Thực thượng quan Ngọc Lâm sớm mẹ hắn muốn chia, riêng là nhìn đến chính mình trên hai tay, dính đầy Trác Phàm tiểu tử kia dịch thể, thì ngăn không được buồn nôn xem thường. Nhưng là hắn lại không thể lộ ra mảy may bất mãn, vẫn như cũ vẻ mặt vui cười đón chào. Khóe miệng xẹt qua một tia vui vẻ đường cong, thượng quan Phi Hùng nhìn lấy hai người, hài lòng gật đầu, rất tốt, các ngươi hai cái chỉ cần an toàn trở về liền tốt. Ngọc Lâm, người lúc trở về, không có phát hiện cái đuôi đi. Yên tâm đi, cứu cứu, ta luôn luôn cẩn thận, sẽ không để cho cái đuôi đuổi theo. Trong mắt tinh mang lóe lên, thượng quan Ngọc Lâm bình tĩnh lên tiếng. Cười nhẹ gật gật đầu, thượng quan Phi Hùng sâu xa nói, ta muốn cũng thế. Như vậy hiện tại, Ngọc Lâm, lão phu có nhất trọng đảm nhiệm, muốn ủy thác ngươi trên vai. Cái gì, lại là trách nhiệm? Không khỏi giật mình, thượng quan Ngọc Lâm trong mắt nhất thời lộ ra vẻ mờ mịt. Lúc trước cái kia lão ma đầu đối với hắn ủy thác trách nhiệm, hiện tại hắn cứu cứu vậy mà lại đối hắn ủy thác trách nhiệm. Làm sao thiên hạ tất cả gánh nặng, đều muốn gánh tại hắn một người đầu vai. Ai, xem ra chính mình xác thực quá ưu tú, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn a. Trong lúc nhất thời, thượng quan Ngọc Lâm lần nữa rất vô sỉ ý dâm lên. Đen nhánh dưới bầu trời đêm, xuyên qua tầng tầng hành lang, thượng quan Phi Hùng mang theo thượng quan Ngọc Lâm đi vào một gian mộc mạc trước của phòng, khom người cúi đầu nói, ba vị cung phụng, người ta đã mang đến. Vào đi. Trong phòng truyền ra thanh âm già nua, thượng quan Phi Hùng khẽ gật đầu, liền khẽ đẩy cửa phòng, mang theo cháu ngoại đi vào. Mà ở bên trong ngồi đấy, đúng là bọn họ thượng quan gia nhiều tuổi nhất ba vị cung phụng. Biết việc này nhất định là cực kỳ trọng đại, thượng quan Ngọc Lâm đi vào về sau, nhanh chóng vội vàng khom người cúi đầu, kích động toàn thân run rẩy, đây thật là muốn ủy thác trách nhiệm a. Vãn bối thượng quan Ngọc Lâm, tham gia ba vị cung phụng đại nhân. Lên đáp lời. Hơi hơi gật gật đầu, ba vị lão giả mặt mỉm cười, nhẹ nhàng mở ra hai con ngươi, lại là đột nhiên phát hiện, trước mặt bọn hắn làm sao quỳ một cái đầu heo, không khỏi quá sợ hãi nói, Phi Hùng, cái này. Đây là cái quái gì? Trên đầu nổi lên vẻ lúng túng mồ hôi lạnh, thượng quan Phi Hùng không khỏi rực rỡ cười một tiếng, đi vào ba vị lão giả bên tai thì thầm vài câu. Đến tận đây, ba người mới một mặt không sai gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ nói, há, nguyên lai là vì gia tộc tìm hiểu tin tức, cùng địch nhân dục huyết phấn chiến, mới thành bộ dáng này a. Không phải sao, ha ha ha, không khỏi rực rỡ cười một tiếng, thượng quan Ngọc Lâm liên tục gật đầu, có thể vì gia tộc xông pha khói lửa, vãn bối sẽ không tiếc. Thật sâu liếc hắn một cái kia ba vị lão giả không khỏi hô đến phun ra một ngụm chọc khí đến, thẳng đập đi miệng, ai, xem ra trận chiến đấu này 10 phần thảm liệt a. Nhìn đem đứa nhỏ này đánh cho, đoán chừng mẹ đều không nhận ra. Khóe miệng nhìn không được co lại, thượng quan Ngọc Lâm nhất thời một đầu hắc tuyến rơi xuống, thượng quan Phi Hùng ở một bên, cũng là cười khổ lắc lắc đầu. Bất quá tốt xấu đều là chút bị thương ngoài ra, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi chút thời gian liền tốt, ha ha ha. Nhưng là rất nhanh, cái kia ba tên lão giả lại là nhìn không được cười to lên, từ chối cho ý kiến lầm bầm, lại sau đó, chợt sắc mặt nghiêm một chút. Ba đôi trong đôi mắt già nua vẩn đục, bỗng dưng tán phát ra đạo đạo tinh mang, bình tĩnh nói, thượng quan Ngọc Lâm, người thân là ta thượng quan gia đệ nhất đệ tử, vô luận thực lực tu vi đều là thế hệ trẻ tuổi bên trong nổi bật. Lần này, gia tộc có cái phi thường trọng yếu lại nguy hiểm trùng điệp nhiệm vụ giao ngươi đi làm. Làm tốt, ngươi là gia tộc đệ nhất công thần, làm hư hại, chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này, người nguyện ý đi sao? Thần sắc bất giác nghiêm một chút. Thượng quan Ngọc Lâm lúc này liền ôm quyền, quát to, Ngọc Lâm nhận được thượng quan gia nhiều năm vun trồng, xông pha khói lửa, không chối từ. Tốt, có cốt khí. Không khỏi khen lớn một tiếng,
một lão giả lúc này tuyên bố hắn nhiệm vụ, chắc hẳn ngươi đã biết Phi Vân Vương phủ muốn mời chào luyện đan sư sự tình, nói không chừng không ra mấy ngày, vương phủ cửa lớn liền sẽ đối tất cả luyện đan sư rộng mở. Chúng ta hy vọng ngươi có thể hóa thành luyện đan sư, chui vào vương phủ, thay chúng ta đem vương phủ địa hình thăm dò rõ ràng, cho chúng ta lần thứ hai đánh bất ngờ vương phủ, chuẩn bị sẵn sàng công tác. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Thượng quan Ngọc Lâm không khỏi giật nảy cả mình, cái gì, nhường ta cải trang luyện đan sư. Thế nhưng là, ta luyện đan thuật. Chúng ta minh bạch, Thượng quan gia ít có luyện đan thuật thượng thừa người, cho nên mới cho ngươi đi. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, một tên cung phụng khoan thai mở miệng, luyện đan thuật là kỹ pháp, công lực cùng tu vi, ba cái hợp nhất, mới có thể trèo lên đỉnh. Hiện tại chúng ta kỹ pháp đã cũng không phải là người đứng đầu chi tư. Vậy chỉ dùng tu vi cùng công lực đến đỉnh bình thường tới nói, thần chiếu cảnh vì thất phẩm luyện đan sư, hóa hư cảnh vì bát phẩm, dung hồn vì cửu phẩm, quy nguyên mới miễn cưỡng có thể luyện ra thập phẩm đan. Mà toàn bộ đại lục, 11 phẩm luyện đan sư, liền là chân chính đại sư cấp nhân vật. Lấy ba người chúng ta công lực, hiện tại chỉ là có thể luyện ra phổ thông cửu phẩm đan đến, ít có thập phẩm, cho nên tính không được chính thức luyện đan sư, thì càng đừng đề cập là thiên phú dị bẩm đại sư. Mà ngươi, đoán chừng liền thất phẩm luyện đan sư tư cách cũng chưa tới, nhiều lắm là có thể luyện ra lục phẩm đan tới. Bất quá kỹ pháp không được, tu vi tiếp cận, ngươi là dung hồn cảnh, chúng ta mấy ngày nay đột kích truyền cho ngươi mấy cái tay luyện đan bí thuật, hy vọng để ngươi có thể lăn lộn cái bát phẩm luyện đan sư đi. Như thế tới nói không chừng có tư cách tiến vào cái kia vương phủ tìm tòi. Mi đầu không khỏi hung hăng run run, Thượng quan Ngọc Lâm đầy mặt kinh hãi, thì mấy ngày nay muốn đem ta nâng lên bát phẩm luyện đan sư, cái này sao có thể? Ta đối luyện đan thuật thế nhưng là biết rất ít, một số phổ thông đan dược còn có thể tiện tay luyện một chút, quá phức tạp đan dược ta thế nhưng là căn bản liền không có chạm qua a. Hả, đúng, để cổ huynh đi thôi, hắn không phải luyện đan sư sao? Con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, Thượng quan Ngọc Lâm chợt đề nghị. Trong lòng của hắn minh bạch, âm thầm vào vương phủ. Đây tuyệt đối là một kiện nguy hiểm đến không thể lại nguy hiểm khổ sai, nếu là một cái vạn nhất, bị Phi Vân Vương phủ người phát hiện, đây tuyệt đối là một con đường chết a. Có dạng này hiểm sự tình, không cho tiểu tử kia đi, chẳng phải quá đáng tiếc a? Hừ hừ hừ. Thế nhưng là mọi người nghe được lời này, lại là toàn cũng không có cách nào lắc đầu, Ngọc Lâm, thực cái kia họ cổ chúng ta cũng cân nhắc qua, nhưng càng nghĩ, vẫn là quên đi. Vừa mới lão phu cũng nói. Đồng dạng thần chiếu cảnh luyện đan sư, đại thể là thất phẩm luyện đan sư, trừ phi là đại sư cấp bậc, mới có thể tấn cấp bát phẩm, đây là bản thân công lực cùng tu vi liền hạn chế lại. Tiểu tử kia một cái thần chiếu ngũ trọng tu vi, xem ra cũng không phải đại sư cấp bậc, thất phẩm đan sư cũng rất không tệ. Nhưng là dạng này trình độ, tại còn lại bốn châu tiểu trong đế quốc còn dễ nói, nhưng ở kiếm tinh đế quốc khu vực lên, lại là có chút không đáng chú ý. Lại giả thuyết. Hắn dù sao cũng là ngoại nhân, thượng còn không thể được đến chúng ta tín nhiệm, loại này nguy hiểm cho toàn tộc sự tình, vẫn là muốn từ bản tộc tin được người tiến đến mới tốt. Nghe được lời này, Thượng quan Ngọc Lâm ra mặt có chút co lại, không còn gì để nói nhìn về phía ba người. Các ngươi cái này ba cái lão già kia ý là, loại này chịu chết sống, vẫn là bản tộc nhân đi tương đối tốt. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, mấy người các ngươi lão bất tử tại sao không đi? Nhường ta đi tranh vào vũng nước đục. Trong lòng một trận oán thầm, Thượng quan Ngọc Lâm mi đầu sâu nhăn, con ngươi loạn chuyển, nghĩ đến kế thoát thân. Chợt, Thượng quan Ngọc Lâm lại là ưỡn ngực một cái, chính khí lẫm nhiên nói, khởi bẩm ba vị cung phụng, ta cảm thấy các ngươi đối cổ huynh thực sự quá bất công. Có lẽ tại trước hôm nay, chúng ta còn không thể hoàn toàn tín nhiệm hắn. Nhưng là từ hôm nay hắn đối với ta không rời không bỏ, đầy thành tìm kiếm ta chuyện lên nhìn. Hắn là hoàn toàn đáng giá tín nhiệm. Ngài nói đúng không, cứu cứu? Xác thực như thế. Hơi hơi gật gật đầu, Thượng quan Phi Hùng cũng là một mặt xác định nói, sự kiện này, ta vừa định cùng mấy vị cung phụng nghiên cứu thảo luận, đã Ngọc Lâm nói ra, vậy ta liền thuận theo mà xuống, mời chư vị cung phụng tham đo một cái đi. Thì cổ nhất phàm chuyện hôm nay, hắn rõ ràng đã bên người không có chúng ta người giám thị, nhưng lại không có bán chúng ta chi tâm, có thể nghĩ. Hắn chắc là đối với chúng ta cực kỳ trung thành. Ta muốn đối hai người phụ tử bọn hắn cấm túc, có thể hủy bỏ. Chúng ta chắc là coi như bọn họ là chúng ta thượng quan gia một viên, mà lại theo chuyện hôm nay lên nhìn, đứa nhỏ này còn rất có hiệp khí,
cùng chúng ta thượng quan gia gia phong không mưu mà hợp a. Mi đầu hơi hơi run run, ba vị cung phụng thật sâu liếc hắn một cái, lại lẫn nhau nhìn xem về sau, khẽ gật đầu, Phi Hùng, người ánh mắt phải rất khá, thì chiếu người ý tứ đi thôi. Bất quá cái này phái đi dò xét vương phủ nội tình nhiệm vụ. Ba vị cung phụng, mời cho cổ huynh một cái cơ hội, hắn thật rất nỗ lực, muốn dung nhập chúng ta thượng quan gia a. Thế mà, cái kia cung phụng lời còn chưa nói hết, thượng quan Ngọc Lâm đã là hung hăng liền ôm quyền, một mặt chân thành tha thiết khẩn cầu. Thấy tình cảnh này, thượng quan Phi Hùng hài lòng gật đầu, càng bị giữa hai người tình nghĩa cảm động. Chỉ là hắn có chút không rõ, làm sao hai người chỉ là đi ra ngoài một chuyến, thì như thế tình chân ý thiết. Chẳng lẽ đây chính là cùng chung hoạn nạn sau nam nhân tình hoài? Ân, nhất định như thế. Thượng quan Phi Hùng chắc hẳn phải vậy như thế suy nghĩ, liền cũng nói theo, ba vị cung phụng, cổ nhất phàm là chân chính luyện đan sư, cho dù là thất phẩm, cũng là đáng quý. Nói không chừng, thật có lẫn vào vương phủ cơ hội đâu. Ta cảm thấy, phổ biến tung lưới đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Không bằng để bọn hắn hai cái cùng một chỗ trà trộn vào đi, người nào chúng tuyển, đối với chúng ta đều là nhất đại ích lợi a. Thế nhưng là hắn lại làm sao biết, thượng quan Ngọc Lâm là muốn lôi kéo Trác Phàm cùng một chỗ tiến hố lửa đâu. Nói như vậy, liền để cái kia ngoại lai tiểu tử cũng đi thử xem. Nhẹ nhàng vê động lên tròm dâu, ba vị cung phụng trao đổi lẫn nhau cái ánh mắt, nhìn về phía thượng quan Phi Hùng bọn họ. Nghe được lời này, thượng quan Phi Hùng vui vẻ gật gật đầu, thượng quan Ngọc Lâm càng là vội vàng thúc đẩy việc này, đúng vậy a, nhất định muốn cho cổ huynh một cái cơ hội, đi thử xem, hắc hắc hắc. Thế nhưng là, một ngoại nhân, vẫn là để đám người lão phu không lắm yên tâm a. Mi đầu thật sâu nhíu lại, ba vị cung phụng lại là lại có lo lắng, hắn đi có thể, nhưng là bên người nhất định muốn có chúng ta người giám thị lấy, để tránh xảy ra sự cố, mệt mỏi nhất tộc mạo hiểm. Vừa dứt lời, thượng quan Ngọc Lâm liền bật cười lớn, từ chối cho ý kiến nói, cái này không có vấn đề, chỉ cần chúng ta có thể đem cổ huynh làm người một nhà, cho hắn một cái biểu hiện lập công cơ hội liền tốt, ha ha ha. Có điều, nhất phàm cho chúng ta đi làm việc, kết quả chúng ta còn phái người giám thị hắn, chỉ sợ lạnh cái đứa bé kia tâm a. Thế nhưng là đúng vào lúc này, thượng quan Phi Hùng lại là nhướng mày, lo lắng, hôm nay ta xem như nhìn đến cái đứa bé kia bản chất. Cái đứa bé kia tuy nhiên trên mặt vui cười giận mắng, lại là thiện tâm rất, chúng ta thượng quan gia làm sao có thể như thế đối với hắn. Ai, Phi Hùng, làm đại sự người không câu nệ tiểu tiết. Đúng vậy a, cứu cứu, cổ huynh sẽ không để ý. Nghe được câu này, ba vị cung phụng cùng thượng quan Ngọc Lâm cùng nhau khuyên nhủ, nhưng thượng quan Phi Hùng vẫn là lòng có hổ thẹn, dao động cái đầu, tuy nói như thế, nhưng cứ như vậy phái một người xa lạ dám thị hắn. Sợ rằng sẽ bị hắn phản cảm, ngược lại có ly tâm chi ý. Không bằng liền để Yên Nhi đi thôi, lấy trợ hắn vì danh, được giám thị chi trách. Bọn họ cũng rất quen biết, hắn hẳn là sẽ không để ý. Cái gì, biểu muội? Không nên không nên, vội vã dao động cái đầu, thượng quan Ngọc Lâm vội vàng ngăn cản. Tốt, cứ làm như thế, Yên Nhi chính là không có hai nhân tuyển. Phi Hùng, vẫn là người nghĩ đến chu đáo, thì theo lời ngươi nói làm đi. Ba người chúng ta lão gia hỏa đều đồng ý. Thế nhưng là, thượng quan Ngọc Lâm tiếng hô vừa lên, ba vị trưởng lão cũng cùng nhau gật đầu hẳn là, đúng là trong nháy mắt đem hắn tiếng hô đè xuống, bốn người căn bản thì không nghe thấy hắn tiếng phản đối. Kết quả là, tại bốn người lẫn nhau cười khẽ ở giữa, định ra cái phương án này. Trác Phàm làm số thứ hai hạt giống, chui vào Phi Vân Vương phủ bên trong, thượng quan Yên Nhi ở một bên phụ trợ thêm giám thị. Hết thảy trong nháy mắt trần ai lạc địa, thượng quan Ngọc Lâm lại là hoàn toàn mắt trợn tròn, hắn vừa mới đến tột cùng làm cái gì, đây không phải đem biểu muội hắn lại đẩy đến tiểu tử kia bên người sao. Sớm biết như thế, hắn còn không bằng bất lực tiến đây, đây thật là biến khéo thành vụng a. 3. Không khỏi, thượng quan Ngọc Lâm hung hăng cho mình một vả. Không khỏi sững sờ, bốn người tất cả đều một mặt không hiểu nhìn sang, ngươi làm sao? Không có gì, ta đau răng. Cái gì, nhưng ta đi tham gia Phi Vân Vương phủ luyện đan sư sàng chọn, thừa cơ trà trộn vào đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, thượng quan Phi Hùng liền đem Trác Phàm cùng thượng quan Khinh Yên hai người gọi đến đại sảnh trước, đầy mặt vui vẻ tuyên bố tin tức này. Trác Phàm không khỏi sững sờ, tỉ mỉ suy nghĩ một trận, khẽ gật đầu.
thực hắn chiếm được tin tức này lúc, cũng muốn tự mình đi tìm một chút bên trong đến tột cùng. Dù sao, nếu như chờ người nhà họ Thượng quan cùng Phi Vân Vương phủ cao thủ ác chiến đi lên, hắn lại thừa cơ chui vào lời nói, về thời gian rất có thể sẽ cấp bách phi thường, cái này còn không bao gồm có ngoài ý muốn sự tình phát sinh tình huống. Hiện tại hắn có thể có một cái cơ hội, sớm đi điều tra nghiên cứu địa đình, mà không bị người nhà họ Thượng quan hoài nghi hoặc hạn chế, thật sự là không thể tốt hơn sự tình. Kết quả là, Trác Phàm hung hăng liền ôm quyền. Trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, có thể vì thượng quan gia lập kỳ công này, cũng tính toán hai cha con chúng ta thêm vào thượng quan gia một món lễ lớn, thực sự không thể tốt hơn, đa tạ cứu cứu cho ta cái này một đáng quý cơ hội. Người biết đáng quý liền tốt. Cười nhẹ gật gật đầu, thượng quan Phi Hùng thản nhiên nói, ta nghĩ ngươi cũng nên minh bạch, lão phu thu ngươi làm cháu ngoại một chuyện, lọt vào trong tộc không ít người nói nhỏ. Nhưng lần này ngươi như có thể làm tốt sự kiện này lời nói. Cái kia quả nhiên là một cái công lớn, nghĩ đến lại không ai dám tại sau lưng ngươi nói một câu nói bừa. Bình tĩnh gật đầu, Trác Phàm trong mắt tinh quang sáng láng, thần thái phi dương. Thượng quan Khinh Yên gặp, cũng là hì hì cười một tiếng, cổ tiên sinh, ngươi nhưng là nên nắm chắc tốt một cơ hội này a, có thể hay không tại thượng quan nhà đặt chân gót chân, thì nhìn lần này. Nói không chừng, chờ ngươi bị tất cả thượng quan tộc nhân chứng nhận, trở thành thượng quan gia chánh thức thiếu gia lúc. Thật có cơ hội đem thê tử ngươi tiếp hồi đây. Đến thời điểm, mặc kệ ngươi tại Tây Châu gây nhiều phiền phức lớn, có chúng ta thượng quan gia ở sau lưng chỗ dựa, các ngươi cũng rốt cục có thể đoàn tụ. Không khỏi hơi sững sờ, Trác Phàm thật sâu liếc nhìn nàng một cái, đã thấy trong mắt nàng sáng ngời thanh tịnh, tràn đầy vẻ mặt vui vẻ, không khỏi cũng là cười nhạt một tiếng, gật đầu gật gật đầu. Ai, tiểu cô nương này, thì ra là thế. Ta nói nàng vì sao khắp nơi chiếu cố cha con chúng ta đây, ta làm lão tử mị lực thật như vậy lớn, không ai có thể ngăn cản. Nguyên lai lại là muốn giúp ta tìm về vợ mình a, cũng thật sự là đầy đủ nhiệt tâm. Bất quá đáng tiếc, sự tình không phải đơn giản như vậy. Trong mắt lóe lên một tia người nào cũng không có phát giác đạm mạc yêu thương, Trác Phàm từ chối cho ý kiến lắc lắc đầu. Ai, coi như trở thành người nhà họ thượng quan, đi ra ngoài cũng không thể quá làm càn. Nghe thượng quan Khinh Yên lời nói, thượng quan Phi Vân lúc này hung ác chừng nàng liếc một chút, khiển trách. Có điều rất nhanh, hắn lại trong mắt nhất định, nhìn về phía Trác Phàm cười nói, bất quá người yên tâm, chúng ta người nhà họ thượng quan cũng không phải dễ dàng như vậy bị người bắt nạt. Nếu ngươi sự tình thật hợp tình hợp lý, cứu cứu nhất định thay ngươi làm chủ. Coi như liên lụy đến Tây Châu Song Long Viện, cứu cứu cũng nhất định cho ngươi lấy lại công đạo. Đa tạ cứu cứu nâng đỡ, mỉm cười. Trác Phàm từ chối cho ý kiến cúi người hành lễ. Tây Châu Song Long Viện, ai, như thật đơn giản như vậy, chính hắn thì giải quyết. Còn có Yên Nhi, lần này chúng ta dự định phái Ngọc Lâm cùng Nhất Phàm hai bút cùng vẽ, cùng một chỗ tham gia luyện đan sư sàng chọn. Ngay sau đó, Thượng quan Phi Hùng nhìn về phía Thượng quan Khinh Yên, tiếp tục nói, Ngọc Lâm bình tĩnh ổn trọng, một người có thể một mình đảm đương một phía. Nhất Phàm tu vi hãy còn hơi có vẻ không đủ. Người muốn ở một bên theo bên cạnh phụ trợ, một tấc cũng không rời, cần phải để hắn có thể trúng tuyển, biết không? Bình tĩnh gật đầu, thượng quan Khinh Yên một mặt vui cười, đúng, phụ thân. Hắc hắc hắc, cổ tiên sinh, về sau ngươi nhưng muốn nghe ta. Sau đó, nàng lại cười xấu xa lấy nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, lộ ra tà dị khuôn mặt. Mi đầu hơi hơi lắc một cái, Trác Phàm cũng không biết có thể hay không cười cười. Nhưng là trong lòng của hắn minh bạch. Thượng quan Phi Hùng ý này, hẳn là phái nữ nhi của hắn đến giám thị chính mình. Xem ra hôm qua trận kia trò vui, còn cũng không thể hoàn toàn để thượng quan ra đối với mình giải thích khó hiểu. Bất quá cái này cũng bình thường, việc này chuyện rất quan trọng, cẩn thận một chút xác thực chắc là. Trong lòng không sai hết thảy, Trác Phàm lại cùng thượng quan Phi Hùng khách sáo hai câu, liền khom người cúi đầu, lui ra. Thượng quan Khinh Yên thì là sôi nổi đuổi sát Trác Phàm mà đi. Kết quả là, đến tiếp xuống thời kỳ, Thượng quan Ngọc Lâm cùng Trác Phàm hai người vượt qua hai loại hoàn toàn khác biệt địa ngục sinh hoạt. Thượng quan Ngọc Lâm làm Thượng quan gia ký thác kỳ vọng hạt giống tuyển thủ, bắt đầu bị ba vị cung phụng tự mình giám sát luyện đan thuật khó khăn thời gian. Không có phí công trời không có tối đêm canh giữ ở lò luyện đan bên cạnh, bị ba cái lão gia hỏa dạy chính bọn hắn đều không thế nào thuần thục luyện đan thuật. Dù sao Thượng quan Ngọc Lâm tu vi đến, chỉ là kỹ pháp phụng về. Đột kích mấy ngày có lẽ thì có vẻ lấy tiến triển.
cho nên ba cái lão gia hỏa đối với hắn, lộ ra phá lệ nghiêm khắc nghiêm túc. Mà một phương diện khác, Trác Phàm thời gian nhưng là qua được nhẹ nhàng thoải mái rất nhiều. Ai cũng biết hắn là luyện đan sư, luyện đan kỹ pháp lên tự nhiên không cần nhiều lời, lại kém có thể kém đi đến nơi nào. Cho nên, cũng liền không có người đuổi tới cho hắn giám sát. Hắn thiếu hụt, chỉ là tu vi phía trên chênh lệch mà thôi. Thế nhưng là tu vi cũng không phải là một lần là xong sự tình, bởi vậy hắn là làm thượng quan Ngọc Lâm dự khuyết đội viên ở nơi đó cho người ta bổ lỗ hổng, cũng không có cao như vậy yêu cầu. Từ khi giải trừ cấm túc về sau, Trác Phàm lần nữa mang theo nhi tử, nắm người chủ nhà họ thượng quan nữ nhi, vượt qua người người cực kỳ hâm mộ, hắn lại cảm thấy 10 phần nhàm chán du ngoạn thời gian. Thượng quan Khinh Yên thì là một mực cùng ở bên cạnh hắn, tên là giám sát, kỳ thực cùng một chỗ quậy, cùng tiểu tam tử quan hệ, cũng biến thành càng ngày càng thân mật. Thậm chí, tại hậu viện bên trong còn thỉnh thoảng vang lên ba người vui sướng tiếng cười to, nhất thời khiến cái kia bị giam tại phòng tối bên trong, như con lừa đồng dạng bị quất quát lớn lấy luyện đan thượng quan Ngọc Lâm, một trận biệt khuất oán thầm. Ha ha ha, tiểu tam tử, để tay thấp một chút, bằng không con diều muốn rơi xuống, đúng, chính là như vậy. Cô, người cầm dùm ta đi lấy cái trái cây. Được, uy, Cổ Nhất Phàm, người ở nơi đó trộm cái gì lười. Người nhi tử con diều, chắc là người nắm mới đúng. Tiểu tam tử là giao cho ngươi cho hắn cầm một chút liền tốt, đừng quấy rầy ta ngủ, hẹp hòi. Ha ha, người tiểu tử này, tiểu tam tử đến tột cùng là ai nhi tử, có ngươi như thế làm lão tử a, quản đều mặc kệ. Vậy ngươi coi hắn là ngươi nhi tử tốt. Phi, thật không biết xấu hổ. Ngoài cửa, từng tiếng vui cười mắng to thanh âm truyền đến, thượng quan Ngọc Lâm hai chân khoanh lại ở một tòa lò lửa tràn đầy đỉnh lô trước, khóe miệng nhịn không được run rẩy, tức giận đến toàn thân run rẩy, hai mắt nhịn không được phun lửa. Cái tiểu tử thúi kia, sớm đã cảnh cáo hắn cách biểu muội xa một chút, hiện tại cư nhiên như thế công nhiên đùa giỡn biểu muội, người chờ, lão tử không phải bóp chết. Nặng lòng yên tĩnh khí, chuyên chú một chút, tay bấm yếu quyết, vận chuyển công pháp. Lúc này, tựa hồ là nhìn thượng quan Ngọc Lâm có thất thần xu thế, ba một tiếng, một khối thẻ tre nhất thời hung hăng nện ở hắn đầu vai, thẳng đem hắn đánh cho một trận nhe răng trợn mắt, đau đớn không thôi. Quay đầu nhìn qua, lại chính gặp một tên cung phụng, đang đứng tại hắn sau lưng, lạnh lùng theo dõi hắn, đạm mạc mở miệng, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, nặng lòng yên tĩnh khí. Nhớ kỹ thủ quyết. Mẹ nó, biểu muội mình ở bên ngoài cùng cái kia đối với dâm tà cha con hoàn thành thiếu ngữ, con mẹ nó ngươi có thể bình tâm tĩnh khí lòng đất tới sao? 3. Lại là một tiếng vang nhỏ phát ra, tên lão giả kia lần nữa hung hăng tại trên đầu của hắn gõ một chút, lạnh lùng nói, ném đi tạp niệm, bình tâm tĩnh khí, trong lòng chỉ có thủ quyết, chớ có suy nghĩ nhiều. Da mặt nhịn không được rút rút, thượng quan Ngọc Lâm trong lòng một trận phiền muộn. Chỉ có thể than thở cúi đầu. Hắn đây thật là chính mình tìm tội thụ a, người ta để cho mình đi lẫn vào vương phủ, chính mình đến liền đến, làm gì còn nhất định phải kéo lên tên vương bát đản kia cùng một chỗ đâu. Hiện tại ngược lại tốt, còn không có đi vương phủ đây, đã là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Lão tử ở chỗ này nước sôi lửa bỏng, bị bức phải tu luyện đan thuật, các ngươi ở bên ngoài hoan thanh thiếu ngữ, còn sợ lão tử nghe không được. Đây là như thế nào cha tấn a? Trời xanh a, đại địa a, lão tử đến tột cùng tạo cái gì nghiệt, người muốn như vậy trừng phạt ta. Hừ, Cổ Nhất Phàm, người chờ đó cho ta, đợi đến vương phủ về sau, nhìn lão tử làm sao để ngươi chết. 3. Lại là một tiếng vang giòn, tên kia cung phụng tay cầm thẻ tre, lạnh lùng liếc qua hắn, đạm mạc lên tiếng, bình tâm tĩnh khí. Đầu không khỏi co rụt lại, thượng quan Ngọc Lâm một mặt buồn bực cúi thấp đầu. Cứ như vậy. Liên tiếp 7 ngày, Trác Phàm cùng Thượng quan Ngọc Lâm đều trải qua hoàn toàn ngược lại hai loại sinh hoạt, mà hai người cũng tất cả đều đối dạng này sinh hoạt tràn ngập bất mãn. Trên thực tế, Thượng quan Ngọc Lâm coi là nước sôi lửa bỏng luyện đan sinh hoạt, theo Trác Phàm lại là hưởng thụ. Thực, hắn trả thẳng vui lòng một người nghiên cứu luyện đan thuật. Chuyện này chỉ có thể nói, hai người rút thăm rút sai, chắc là Trác Phàm làm chủ lực, Thượng quan Ngọc Lâm làm dự khuyết mới đúng. Bất quá dạng này gian thời gian khổ cực, cuối cùng cũng có hoàn tất thời điểm. Ngay tại ngày thứ 8 buổi trưa, Trác Phàm cùng Thượng quan Khinh Yên mang theo Cổ Tam Thông lần nữa theo phiên chợ trở về, lại là không còn giống thường ngày dễ dàng, ngược lại là vẻ mặt vội vàng,
Cha, vương phủ lại ra thông báo, sau 3 ngày, trong vương phủ cử hành đan vương đại hội, đến lúc đó đem sàng chọn một nhóm rất sâu xa thực lực luyện đan sư, cử đi đế đô vì thái tử liệu thương. Vội vàng đến đại sảnh trước, thượng quan Khinh Yên vừa nhìn thấy thượng quan Phi Hùng mặt, liền ngăn không được kêu to lên. Bỗng nhiên theo trên ghế ngồi bắn lên, thượng quan Phi Hùng trong mắt tinh quang rạng rỡ, hét to lớn tiếng tốt, từ khi nghe nói muốn sàng chọn luyện đan sư hôm đó lên, cổng thành giải cấm, tràn vào một nhóm người ngoại lai, đội tuần tra cũng rút lui, rốt cục đợi đến ngày này. 3 ngày sau, chính là chúng ta đi điều tra nghiên cứu địa đình thời gian, ha ha ha. Cười to một tiếng, thượng quan Phi Vân lúc này hướng hậu viện đi đến, ta đi thông báo 3 vị cung phụng, chúng ta hành động thời gian đến. Thượng quan Khinh Yên sắc mặt vui vẻ, cũng là gật gật đầu, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, hi hi cười nói, cổ nhất Phàm, lần này ngươi lập công thời gian đến, cũng đừng như xe bị tuột xích ha, mặc dù nói ngươi là dự khuyết. Yên tâm đi, sẽ không. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm khóe miệng lộ ra thần bí ý cười. Thượng quan Khinh Yên gặp, cũng là khẽ gật đầu, vội vã đuổi theo phụ thân nàng tốc độ, hướng hậu viện đi. Chăm chú mà nhìn xem nàng bóng lưng dần dần biến mất, một bên Cổ Tam Thông đột nhiên nhìn về phía Trác Phàm, thì thào lên tiếng, lão cha, đây là một cái bẫy dập sao. Khẳng định, nhếch miệng lên, Trác Phàm bình tĩnh nói. Thế nhưng là, mấy ngày nay thượng quan gia theo toàn bộ Trung Châu thám tử phát tới tình báo, đều nói cái kia thái tử xác thực trọng thương, mấy ngày không ra khỏi cửa. Có thể hay không? Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm vỗ vỗ Cổ Tam Thông cái đầu nhỏ, cười khẽ một tiếng, sự tình có kỳ quặc tất là yêu, thái tử sự tình, không ở chỗ nó các phương diện tình báo đến cỡ nào không chê vào đâu được, mà ở chỗ nó xuất hiện thời cơ, thì đã định trước đây là một cái bẫy dập. Vậy bọn hắn còn tới nhảy vào, chẳng lẽ bọn họ không biết? Không có cách, người tổng thì nguyện ý tin tưởng mình muốn phải tin tưởng sự tình. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến nói, thì coi như bọn họ biết rõ đây là bẫy dập, cũng sẽ trăm phương ngàn kế chứng minh nó không phải một cái bẫy dập, mà chính là một cái cơ hội, đây chính là người A, quá tham. Thiên hạ nào có nhiều như vậy cơ hội? Ha ha ha, bất quá, cái này bẫy dập mặc dù không cao lắm rõ ràng, nhưng lại đối diện lên thượng quan gia lúc này tâm tính, lại chính là nó chỗ cao minh. Xem ra, Phi Vân Vương phủ có cao nhân A. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm bất giác cười lạnh thành tiếng, lần này đến vương phủ điều tra nghiên cứu địa đình, cho dù là ta, cũng phải cẩn thận. U, đây không phải Trương Đại Sư sao? Làm sao, ngài cũng tới tiếp cận cái này náo nhiệt? Không phải sao, khó được cá chép vượt long môn cơ hội, lão phu há có thể không tới. Lý tiên sinh, ngươi không phải cũng một dạng A, muốn bằng này một lần hành động trèo lên đỉnh, trở thành kiếm tinh hoàng thất khách quý. Đâu có, ta cũng không có lớn như vậy hy vọng xa vời, chỉ là thuần túy đến tham gia náo nhiệt mà thôi, ha ha ha. Một buổi sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, gà trống cũng không kịp gáy minh, Phi Vân Vương phủ trước cổng chính, liền sớm đã hối hả tụ tập đầy ắp một vòng người. Tất cả đều là bốn phía nghe đến tiếng gió, mộ danh mà đến luyện đan sư. Bất quá bọn hắn bên trong, có lẽ thật sự là luyện đan sư, nhưng còn có một bộ phận, thuần túy chính là đầu cơ trục lợi tới. Mưu toan có thể mèo mù gặp cá rán, cho dù không có xuất chúng luyện đan thuật, cũng muốn dựa vào một bản lĩnh tuyệt học, lẫn vào giới thiệu trong đội ngũ, thẳng lên kiếm tinh đế quốc cao tầng. Một đám người tập hợp một chỗ, hoặc trêu chọc, hoặc nhẹ điệu, hoặc thăm hỏi lẫn nhau, lại đều là rất thần bí, không lộ một tia nội tình cho người khác, đều là làm tốt lực lượng mới xuất hiện chuẩn bị. Tuy nhiên mỗi người trên mặt đều mang ấm áp ý cười, nhưng là trong lòng mỗi người nhưng cũng toàn đều hiểu, tất cả mọi người đáy lòng cái kia tia lãnh mang, chính hung hăng nhìn chằm chằm tại chỗ tất cả đối thủ cạnh tranh. Nhìn lấy cái này từng trương rối trá gương mặt, Trác Phàm cùng thượng quan Khinh Yên hai người thân ảnh, cũng phiêu hốt xuất hiện ở trước mắt mọi người. A, cô nương, ngài cũng là luyện đan sư, đây chính là rất ít gặp A. Thế nhưng là bọn họ vừa mới đến, liền lập tức có chuyện tốt người tiến đến thượng quan Khinh Yên trước mặt, nhìn như một mặt hiếm lạ, kỳ thực sớm có mục đích thám thính lên hư thực, luyện đan sư cái này một hàng, nhiều năm hun khói lửa cháy, ít có nữ tử nguyện ý làm cái này. Cô nương lại là một tên hy hữu nữ luyện đan sư, thực sự khiến người ta bội phục bội phục. Bất giác cười nhạt một tiếng, thượng quan Khinh Yên chậm rãi lắc lắc đầu, nhất chỉ bên cạnh Trác Phàm nói, huynh đài hiểu lầm,
Gia huynh mới là luyện đan sư, ta chỉ là cùng hắn đến đây mà thôi. Ây, hắn là luyện đan sư. Không khỏi hơi chậm lại, người kia quay đầu thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, tiếp lấy chính là trong mắt đột nhiên lộ ra một tia khinh miệt ý cười. Nguyên lai huynh đài mới là tới tham gia vương phủ đan vương đại hội luyện đan sư a, thật sự là kính đã lâu, a đúng, bên kia có người quen, ta đi trước chào hỏi, chúng ta hẹn gặp lại a. Nói, người kia liền trong nháy mắt rời đi bọn họ, lại hướng một cái khác túm đám người đi đến, giả đến mức rất quen thuộc bộ dáng, cười to liên tục, ha ha ha. Các vị xem xét cũng là thực lực hùng hậu luyện đan sư, không biết là từ chỗ nào. Cái này... Không khỏi hơi hơi sững sờ, thượng quan Khinh Yên một mặt không hiểu nhìn về phía Trác Phàm, người này ai vậy, còn tưởng rằng hắn thật đối xử mọi người nhiệt tình đây, kết quả không có nói hai câu ngã lại chạy đến nơi khác đi nói rông dài. Mỉm cười lấy lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, hắn là đối ngươi nhiệt tình, dù sao ngươi nếu là luyện đan sư lời nói, lấy ngươi tu vi, sợ rằng sẽ là có chút thực lực người cạnh tranh, hắn chỉ là đến đánh thăm dò hư thực mà thôi. Kết quả hắn nhìn đến ta cái này thần chiếu ngũ trọng tu giả, vậy mà mới là tới tham gia đan biết luyện đan sư, nhất thời liền không hứng thú. Dù sao nói chung, luyện đan sư công lực cùng bản thân tu vi cũng là chặt chẽ tương liên. Cái gì, ngươi nói hắn xem thường ngươi? Không khỏi song đồng chừng một cái, thượng quan Khinh Yên nhất thời thở phì phò mắng to, người này cũng quá mắt chó coi thường người khác, coi như thực lực ngươi yếu hơn nữa, luyện đan thuật cũng kém kình. Nhưng tốt xấu là đường đường chính chính tới tham gia đan vương đại hội luyện đan sư. Tổng so với cái kia cố làm ra vẻ, đến đục nước béo cò mạnh a, bản cô nương bình sinh coi thường nhất loại người này, hừ. Ách, thân thể bất giác một cái lảo đảo, Trác Phàm trong lòng hơi chậm lại, bất giác cười khổ lắc đầu, đại tỷ, người ta cho dù lại chướng mắt ta, tốt xấu giữ cho ta thể diện đây. Ngài lại la ó, thực lực gì yếu, luyện đan thuật kém, cho hết ta thỉnh thịch đi ra. Người có biết hay không, dạng này rất đau đớn ta tự tôn a. Ây, xin lỗi, ta đây không phải cho ngươi bênh vực kẻ yếu a. Bất giác lập lòe cười một tiếng, thượng quan Khinh Yên vội vàng một mặt lúng túng hướng Trác Phàm bồi tội nói, ta vừa mới không phải nóng vội nhanh miệng a, không có gì có khác ý tứ. Huống hồ, ta nói cũng là sự thật a, ngươi một cái thần chiếu ngũ trọng tu giả, luyện đan thuật mạnh hơn, có thể mạnh đi đến nơi nào. Nếu là ngươi có thể ủy thác trách nhiệm lời nói, cha ta như thế nào lại cưỡng bức biểu ca tu 7 ngày luyện đan thuật đâu? Phốc, da mặt nhìn không được run rẩy, Trác Phàm hận không thể một miệng tâm huyết ngã phun ra, một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía thượng quan Khinh Yên nói, đại tỷ, làm phiền ngươi về sau tuyệt đối đừng tùy tiện cho người khác bênh vực kẻ yếu. Đây cũng chính là ta da mặt dày, ngươi nếu là đổi người khác, không phải để người ta tức giận đến xấu hổ giận dữ tự tử không thể. Ngài cái này cái nào là bênh vực kẻ yếu a, quả thực cũng là giúp những người kia nối giáo cho giặc a. Chán ghét, cái này còn không đều là các người hai cha con hại. Hai gò má bất giác một đỏ, thượng quan Khinh Yên không khỏi hung hăng khoét hắn liếc một chút, vỗ nhẹ hắn một chút, bĩu môi nói, mỗi ngày cùng các ngươi pha trộn, làm cho bản tiểu thư đều không phân rõ tốt xấu lời nói. Hôm trước biểu ca luyện chế bát phẩm đan lại thất bại, phụ thân chính mặt ủ mày trao. Lo lắng biểu ca có thể hay không lọt vào đây. Ta muốn an ủi hắn vài câu, lại thuận mồm nói câu vui tay vui mắt, kém chút không có đem hắn tức chết. Phốc, không khỏi thân thể lắc một cái, Trác Phàm nhìn không được cười lên tiếng, thượng quan Khinh Yên nhìn đến, sắc mặt càng là đại quính, giận dữ hung hăng đánh lấy Trác Phàm lưng, đỏ bừng cả khuôn mặt, oán giận nói, ngươi còn cười, cái này không đều theo ngươi học. Người xấu, ta lại không dạy ngươi. Độc này lưỡi là ngươi tự học thành tài, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ha ha ha. Ngươi còn cười, không cho cười. Nắm đấm trắng nhỏ nhắn ngăn không được đấm, thượng quan Khinh Yên bối rối càng sâu, chúng ta thượng quan gia thế nhưng là thư hương môn đệ, nếu không phải cả ngày cùng các ngươi lăn lộn cùng một chỗ, bản cô nương có thể bị dạng này ảnh hưởng sao? Đều tại ngươi, liền không thể người khiêm tốn một số sao. Cả ngày lưu manh du côn tính, làm hư nhi tử. Liền bản cô nương đều bị ngươi làm hư. Cái này trách ta rồi, cũng không phải là ta để ngươi mỗi ngày theo. Thì quái ngươi, thì quái ngươi. Hai người một trận đùa giỡn, dây dưa không rõ, tại quảng trường trước mặt mọi người, không coi ai ra gì chơi đùa lấy. Thế nhưng là, nơi xa một đôi oán độc ánh mắt, dĩ nhiên đã nhanh chảy ra máu và nước mắt tới. Không sai,
người này chính là cùng hai người bọn họ tách ra hành động Thượng quan Ngọc Lâm không thể nghi ngờ. Vì không bị vương phủ người hoài nghi, Thượng quan Ngọc Lâm cùng Trác Phàm liền bị người nhà họ Thượng quan an bài vì không quen nhau hai người, tách ra hành động. Trác Phàm tại Phi Vân Thành có nghiêm túc thân phận, tự nhiên chuyện gì đều tốt làm. Nhưng là Thượng quan Ngọc Lâm, liền không thể không lại bí mật ra khỏi thành một chuyến, sau đó lại trở lại, giả bộ thành cùng người khác một dạng, vì đan vương đại hội, cố ý chạy đến bộ dáng. Như thế tới nói, hai cái trứng gà đặt ở hai cái trong giỏ sách, bại lộ tỷ lệ thì nhỏ rất nhiều. Tối thiểu nhất, coi như Thượng quan Ngọc Lâm lộ hãm, cũng sẽ không dính dấp đến Trác Phàm nơi này, bọn họ tại cổ gia thì vẫn là an toàn. Thượng quan gia cao tầng an bài không thể bảo là không tỉ mỉ, chu đáo, lại duy chỉ có không có cân nhắc đến vị này Thượng quan đại thiếu gia tâm tư. Nhìn xa xa Trác Phàm cùng biểu muội hai người vui đùa ầm ĩ một đoàn tình cảnh, Thượng quan Ngọc Lâm phổi đều sắp tức giận nổ, nhưng lại không có chỗ phát tiết, để hắn nhịn không được hung hăng nắm chặt quyền đầu, nổi gân xanh. A, à, vị huynh đài này cũng là luyện đan sư, vẫn là dung hồn cường giả. Nhưng là đúng vào lúc này, một đạo cực kỳ không hài hòa thanh âm vang lên lần nữa, lại chính là mới vừa rồi cái kia khắp nơi tìm hiểu người khác hư thực tiểu tử, lại đi tới trước mặt hắn, một mặt dương quang sán lạn nói, chắc hẳn huynh đài luyện đan thuật đã đăng phong tạo cực, có cửu phẩm luyện đan sư trình độ A, không biết sư môn nào A. Không có liếc hắn một cái, Thượng quan Ngọc Lâm nghiến răng nghiến lợi, lăn đi. Cái gì, huynh đài nói cái gì? Có lẽ là bởi vì quá mức tức giận, dẫn đến hắn cắn chữ không rõ, cái kia tìm hiểu tin tức người đúng là không khỏi sững sờ, không biết sống chết lần nữa hỏi thăm lên tiếng. Ánh mắt không khỏi hơi hơi mị mị, Thượng quan Ngọc Lâm lạnh lùng liếc hắn một cái, khóe miệng lại là đột nhiên lộ ra một tia tà tiếu, người muốn biết ta sư nhận. Hừ hừ hừ, vậy nhưng lợi hại, toàn bộ Trung Châu đoán chừng không ai không biết, không người không hay. Bất quá dưới ban ngày ban mặt, ta không thể cứ như vậy nói ra. Ngươi đi theo ta, ta vụng trộm nói cho ngươi. Nói, Thượng quan Ngọc Lâm đã là quay người lại, đi hướng một cái tối tăm góc rẽ, trong nháy mắt ẩn đi vào, mất đi bóng người. Trước mắt không khỏi sáng lên, người kia không khỏi một trận hưng phấn, vội vã theo sau. Thế nhưng là, hắn vừa đi vào, liền chợt một chút, bị một bóng người bỗng dưng che miệng, hung hăng kéo vào. Đón lấy. Chính là một trận đùng đùng sao không dứt, loạn hưởng cùng đánh tơi bởi âm thanh, bên tai không dứt. Chờ nửa canh giờ về sau, Thượng quan Ngọc Lâm theo cái kia chỗ bóng tối chậm rãi đi ra, sảng khoái tinh thần, sắc mặt cũng so lúc trước niềm nở nhiều, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, cười nhạt nói, hô. Cái này ta thoải mái. Nói, hắn lần nữa chậm chậm đi nhập trong đám người. Mà sau lưng cái kia tối tăm trong góc, lại là thỉnh thoảng lại phát ra ai oán tiếng rên rỉ tới. Vì cái gì? Một cái tràn đầy máu tươi bàn tay đột nhiên theo cái kia tối tăm trong góc duỗi ra, nằm sấp mặt đất, từng bước một di động, cuối cùng một cái cả người là máu, khuôn mặt không rõ bóng người từ bên trong leo ra, một mặt khóc tang tướng, chửi mắng lên tiếng, người bà mẹ ngươi chứ gấu à a, chẳng phải nhàn phiếm vài câu a, cần phải phía dưới dạng này ngoan thủ sao? Đã không có thủ giết cha, lại không đoạt vợ mối hận, đến mức đó sao? Ô ô ô. Thế nhưng là hắn lại làm sao biết, vừa mới cái kia trong lòng người trang lấy, thật là đoạt vợ mối hận lửa giận. Có điều hắn cổ lửa giận này phát không đến cái kia phát đầu người lên, vừa vặn hắn cái này đen đủi đụng vào hắn trên họng súng, cũng chỉ có thể làm vật thay thế, để hắn phát tiết một chút. Có thể nói, hắn hôm nay trận đòn này, hoàn toàn cũng là vận khí không tốt mà thôi, không có gì khác nguyên nhân, cũng là không may. Đưa tay một vệt, vệt một cái mũi máu. Người kia đầy bụng ủy khuất, oán hận đến cắn răng nói, nha nha nha, người chờ đó cho ta muốn đi cáo trạng. Cùng lúc đó, nhưng nghe một tiếng kẹt kẹt vang lên, Phi Vân Vương phủ cửa lớn cũng chậm rãi mở ra, từ bên trong đi ra một cái dung hồn cảnh hộ vệ, hướng mọi người ôm một cái quyền, hét to nói, chư vị các luyện đan sư, vương gia cho mời. Nói, hắn liền quay người lại, phía trước dẫn đường. Bọn người lẫn nhau nhìn xem. Thì là một mặt hưng phấn mà vội vàng đuổi theo, trong mắt đều là tinh mang nhấp nháy. Dường như vinh hoa phú quý, mọi loại quyền thế, đã dễ như trở bàn tay một dạng. Thừa tướng đại nhân, hai vị vương gia, tiểu tử kia khẳng định là thượng quan gia tặc tử, không có sai. Một gian tráng lệ trong đại sảnh, cầm đầu chủ vị ngồi đấy ba đạo nhân ảnh. Bên trái đệ nhất vì thừa tướng Bách Lý Kinh Vĩ,
trung gian thủ vị vì Phi Vân Kiếm Vương, thượng quan Phi Vân, bên phải cái thứ nhất là Trảm Long Kiếm Vương, Đan Thanh Sinh. Ba người lẳng lặng mà ngồi tại chính mình trên ghế ngồi, sắc mặt lạnh nhạt, hai con ngươi hơi rủ xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, một cái toàn thân đẫm máu, bị đánh mặt mũi bầm dập bóng người, giữ im lặng. Mà người kia thì là một mặt vẻ oán độc, đưa tay vệt một thanh trong mũi không ngừng chảy ra dòng máu, rất có việc kể rõ, ba vị đại nhân, các ngươi nhất định muốn tin tưởng ta, tiểu tử kia khẳng định là thượng quan gia phái tới lẫn vào ta Phi Vân Vương phủ người. Dương mắt nhẹ liếc một cái hắn, Bách Lý Kinh Vĩ từ chối cho ý kiến khẽ cười một tiếng, thở dài nói ai, cái này người nhà họ thượng quan cũng quá cuồng vọng a, tại chúng ta địa bàn, còn dám cao điệu như vậy hành sự. Đúng vậy a, lão phu nếu là muốn lẫn vào địch nhân khu vực, tự nhiên là có thể điệu thấp, thì tận khả năng điệu thấp, ít gây chuyện cho thỏa đáng, làm sao có thể tùy tiện cuốn vào phân tranh bên trong. Nhẹ nhàng gõ gõ bát trà, Đan Thanh Sinh cũng là cười nhạo liên tục, nhẹ nhàng lắc đầu. Khóe miệng hơi vểnh lên, Bách Lý Kinh Vĩ lần nữa thật sâu nhìn người kia liếc một chút, thăm thẳm lên tiếng, nhưng là thanh âm bên trong lại là không nói ra lạnh lùng, ngươi cho ta lặp lại lần nữa, ngươi dám khẳng định, người kia cùng thượng quan gia có quan hệ. Ây, cái này, bất giác trì trệ, người kia con ngươi hai bên đến vòng vòng, lại là bỗng dưng ấp a ấp úng lên. Đụng, một tiếng vang thật lớn, Bách Lý Kinh Vĩ nhất thời vỗ bàn, hét lớn lên tiếng, bản thừa tướng phái ngươi đi trước ngoài cửa những người kia chỗ tìm hiểu tiếng gió, là để ngươi làm tiền đồn, dò xét chút có giá trị tình báo đi ra, không phải để ngươi vênh váo tự đắc, mang tư trả thù. Đúng vậy a, thực thám tử cùng mật thám một dạng, đều nên điệu thấp hành sự. Bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, Đan Thanh Sinh không khỏi suy cười rộ lên, thế nhưng là chúng ta vương phủ hộ vệ, ngày bình thường hung hăng cằn quấy quen, để bọn hắn điệu thấp, chỉ sợ cũng rất khó a, ha ha ha. Sắc mặt bất giác một khổ, người kia nhất thời một mặt ủy khuất, vội vàng giải thích nói, hai vị vương gia, thừa tướng đại nhân, ta thật rất điệu thấp a. Ngươi như điệu thấp, vì cái gì người ta đánh ngươi? Không khỏi giận quát một tiếng. Thượng quan Phi Vân tựa hồ đã nhìn không được, không khỏi bỗng nhiên nhất chỉ cái kia lỗ mũi người, gầm thét liên tục. Bờ môi nhìn không được run rẩy, người kia cũng là đầy bụng ủy khuất, đúng vậy a, hắn vì cái gì đánh ta đây? Ta cũng liền cùng hắn dựng một câu mà thôi a. Mỉm cười lấy dao động cái đầu, Bách Lý Kinh Vĩ từ chối cho ý kiến thì thào lên tiếng, trên đời không có tuyệt đối ngẫu nhiên, sự tình ra tất có nguyên nhân. Toàn bộ vương trước cửa phủ. Nhiều như vậy luyện đan sư đều bình an vô sự, vì sao hết lần này tới lần khác ngươi ra chuyện? Mà đối phương cũng không có đòi mạng ngươi, chỉ là giáo huấn một phen, nhưng là thấy đối phương cũng không phải là nhìn thấu ngươi hộ vệ thân phận. Nếu không mà nói, người bình thường tuyệt không dám động ngươi, người nhà họ thượng quan thì hội đòi mạng ngươi. Nhưng bây giờ hai loại kết quả đều không có phát sinh, lại là ngươi bị đánh. Sau đó trở về, nói cho chúng ta biết đánh ngươi người cũng là người nhà họ thượng quan. Ha ha ha, ngươi coi chúng ta là ngu ngốc, vẫn là coi Phi Vân Vương phủ là làm ngươi làm sằng làm bậy hậu trường a. Không không không, ta không có a. Vội vã khoát khoát tay, người kia một trận kêu sợ hãi, dọa đến toàn thân run rẩy. Khinh thường bĩu môi, Bách Lý Kinh Vĩ tiếp tục nói, thật sao, ngươi không có. Vậy ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi cảm thấy người kia thật sự là người nhà họ thượng quan sao? Ây, cái này, trong lòng không khỏi trì trệ, cái kia người thân thể run lên, lại là nhất thời nghẹn lời. Trong lòng không sai lắc lắc đầu, Bách Lý Kinh Vĩ không lại nhìn hắn một cái, mà chính là chuyển hướng đầy mặt nộ khí thượng quan Phi Vân phương hướng, cười khẽ một tiếng, Phi Vân Kiếm Vương, hắn là ngươi người, ta chỉ là mượn hắn dùng một chút mà thôi, hiện tại gia loại này không chịu trách nhiệm sự tình, ta không tiện làm cái gì xử trí. Chỉ là... Ngài thám tử như đều là những thứ này mang tư phế công chi đồ, ngài trong lỗ tai còn có thể nghe đến chân tướng sao? Một cái liền vốn tình huống thật đều không mò ra kiếm vương, có thể bảo chứng bản địa. Ha ha ha, không nói hay không, bản tướng dù nói thế nào cũng là người ngoài, nơi này là Phi Vân Kiếm Vương khu vực, ta không nên quá nhiều nhúng tay mới đúng. Mắt thấy đan vương đại hội lập tức liền muốn bắt đầu, ta đi thay ngài chủ trì một cái đi, ha ha ha. Cười to một tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ khoát khoát tay, liền mang theo hộ vệ tùy tiện giạt rào đi ra cửa phi, chỉ để lại chẳng hề để ý Đan Thanh Sinh, dọa đến run lẩy bẩy cái kia thám tử, còn có mặt mũi tràn đầy băng lãnh tức giận thượng quan Phi Vân.
Rắc. Song quyền hung hăng xoa bóp, thượng quan Phi Vân lạnh lẽo hai con ngươi cuối cùng lần nữa để mắt tới cái kia người thân thể, thẳng đem người kia giật mình một trận không ngừng run rẩy, người sau cùng nói một câu, người kia thật cùng thượng quan gia có quan hệ. Vẫn là người bị đánh, nói xấu gây nên. Vương, vương gia, người kia, cái kia, người kia không bình thường, khẳng định có vấn đề. Đụng, cái kia thám tử ánh mắt lấp lóe, sợ hãi rụt rè, ấp a ấp úng lên tiếng, thượng quan Phi Vân thấy một lần, liền đã trong lòng không sai, vung tay lên, oanh một chút, liền trong nháy mắt đem người kia đập thành xương máu, toàn bộ thần hồn đều phá tán. Nghi đầu hung hăng lay động, thượng quan Phi Vân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đám này thành sự không có bại sự có dư tiểu tử, ngày bình thường hoành hành bá đạo điểm cũng coi như thế rất tốt, mất mặt cho ta ném đến Bách Lý Kinh Vĩ nơi đó đi, hừ. Ai, Phi Vân huynh không cần thiết quá buồn bực, cái kia Bách Lý Kinh Vĩ là đế quốc thừa tướng, tuyệt không đơn giản, muốn lừa gạt hắn nhưng là không dễ dàng như vậy. Vỗ nhẹ nhẹ đập bả vai hắn, Đan Thanh Sinh không khỏi nhìn không được cười lên một tiếng. Không kiên nhẫn phất phất tay, thượng quan Phi Vân thở phào một hơi, tức giận nói, con mẹ nó ai muốn lừa gạt hắn, cái này không phải liền là đám này thằng nhãi con làm việc bất lợi. Ha ha, người cái này trong lời nói có hàm ý a.